trong một tòa nhà nhỏ kín đáo tại quán ăn hỏa giới. Trong mấy ngày gần đây, có nhiều thế lực đến thăm La Hà Huynh ở thành Hoài Dương, phải không? Sung Thiên Viêm ngồi đối diện với La Phong. Sở Tố ngồi bên cạnh, cẩn thận bưng đồ ăn và rượu. Còn người hầu mã lôi xa thì chỉ có thể đứng đợi ngoài tòa nhà nhỏ. La Phong cảm thán. Nhiều thế lực đều đến thẳng động phủ của ta để thăm. Ta đi đến lầu mộng hoa, cũng có thế lực đang đợi ở đó, cho nên ta mới trốn vào quán ăn hỏa giới này. ít nhất quán ăn nhỏ này còn yên tĩnh. ha ha, khi ngươi ép hội huyết xà phải cúi đầu bồi thường, ngươi đã trở thành một trong số ít những người mạnh nhất ở thành hoài dương rồi. Sung thiên viêm cười nói, không biết bao nhiêu vĩnh hằng chân thần đều ganh tị như chúng ta là vĩnh hằng chân thần bình thường, ảnh hưởng còn không thể so với la hà huynh được giữa các vĩnh hằng chân thần, sự tranh lệch cũng rất lớn. Sự mạnh yếu của thần thể, sự khác biệt trong vũ khí, bảo vật, giáp, bí pháp, cảnh giới pháp tắc, huyết mạch, thiên phú, ý chí. Mọi yếu tố này đều tạo nên sự khác biệt khổng lồ. Chắc là ta đoán không sai. Đánh giá của phủ thành chủ về ngươi chắc đã được nâng lên hạng A rồi. Sung Thiên Viêm nói. Hạng A? La Phong tò mò. Một vĩnh hằng chân thần mà cả một đoàn quân Hoài Dương cũng không thể đối phó được thì thường là hạng A, đến lúc này, phủ thành chủ cũng sẽ không dễ dàng động thủ nữa." Sung Thiên Viêm nói. La Phong suy nghĩ một chút rồi nói: "Một đoàn quân Hoài Dương, được chỉ huy bởi một vĩnh hằng chân thần mạnh nhất, với hơn vạn vô hư chân thần, hàng triệu chân thần tinh nhuệ, điều khiển bí bảo cơ giáp quân đoàn, sức mạnh của quân đoàn hợp nhất, khi phát huy cũng đã có phần sức mạnh của hỗn mang cảnh." Với thực lực của La Hà huynh, dù không thể đối kháng trực diện nhưng vẫn có thể phát huy điểm mạnh tránh điểm yếu khiến một đoàn quân hoài dương chẳng làm gì được sung thiên viêm cười nói ngươi không cần vũ khí chỉ một tay đã bắt được tâm thần chân thần của phó hội trưởng lai ma ai cũng có thể thấy nếu ngươi toàn lực bùng nổ dù có tranh lệch với quân đoàn hoài dương vẫn có thể dựa vào các bí pháp để chống đỡ la phong mỉm cười không nói thêm gì quân đoàn hoài dương mạnh mẽ ư các vĩnh hằng chân thần, vô hư chân thần, số lượng chân thần vô cùng lớn, nhưng xét về thần lực, độ tinh khiết của thần lực thì tất cả đều không bằng mình. Chỉ có Bí Bảo Cơ Giáp quân đoàn mạnh hơn một chút so với Tuyệt Diệt Vũ cánh của mình mà thôi. Kết quả khi đối đầu trực tiếp, không phải mình không chịu nổi, mà là quân đoàn Hoài Dương không thể chịu nổi sự tiêu hao. Nhìn nụ cười của ngươi, chắc chắn không quá bận tâm đến một đoàn quân Hoài Dương. Sung Thiên Viêm nắng lấy, kia uống, là phòng cởi uống rượu, Nhưng La Hà Huynh, ngươi tuyệt đối đừng vì vậy mà coi thường phủ thành chủ, mười đại quân đoàn hoài dương, hoài dương vệ. Chỉ là lực lượng gian đe bề ngoài thôi. Sung Thiên Viêm nói, cái thành trì khổng lồ đã trải qua vô tận thời gian xây dựng và luyện chế này mới là một trong những điểm tựa thật sự của họ. Nếu thực sự bị ép, e rằng sẽ có hỗn mang chúa tể, thậm chí là thần vương xuất hiện ta đâu có ngu đến mức đó, phải tự mình gây sự với phủ thành chủ. La Phong cũng hiểu điều này. Dĩ nhiên cả vùng Hỗn Mang Châu này đều là lãnh địa của Hỗn Mang Hầu, Hỗn Mang Hầu có thân phận gì, nếu không phải chuyện lớn, ông ấy sẽ không đến thành Hoài Dương. Sung Thiên Viêm nói, vì vậy chỉ cần không khiêu khích quyền lực của phủ thành chủ thì không cần lo lắng sẽ đụng phải Hỗn Mang chúa tể. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ một điều, Sung Thiên Viêm nghiêm túc hơn rất nhiều. Xin Huynh nói. La Phong nói. Đừng dính dáng đến xung đột giữa thực quốc và du quốc. Sung Thiên Viêm nói nhỏ. Đây là cơn lốc đáng sợ nhất trong thành Hoài Dương. Một khi bị cuốn vào, dù ngươi có mạnh đến đâu cũng có thể bị nghiền nát thành mảnh vụn. Xung đột giữa thực quốc và du quốc. La Phong tò mò. Thực quốc từ khi thành lập đã liên tục mở rộng chiếm lĩnh các khu vực xung quanh. Giờ đây nó sát biên giới với du quốc, nên đương nhiên có nhiều xung đột sung thiên viêm nói hoài dương thành là thành trì lớn ở biên giới những cuộc xung đột ngầm chưa bao giờ ngừng chẳng hạn như hội dân vân đó là hội thương mại của thực quốc la phong gật đầu nói chủ tịch hội dân vân hôm qua cũng đã đến động phủ thăm ta nhưng ta không để tâm nhiều chính vì đối phương đến từ thực quốc la phong không muốn kết giao quá sâu không để tâm là đúng sung thiên viêm nói dù sao đó cũng là thành trì biên giới, buôn bán bình thường, du quốc cũng không có lý do để cấm. Hội dân vân bề ngoài rất quy củ, nhưng thực quốc đã cử một nhóm vĩnh hằng chân thần vào thành từ lâu. Chỉ cần thực quốc muốn, lúc nào cũng có thể điều động lực lượng mạnh mẽ hơn. Sung Thiên Viêm nói, đây cũng là mối họa lớn nhất của thành Hoài Dương. Ngày nào đó, hai đại cường quốc giao chiến, nơi này bị đánh nát thành mảnh vụn, cũng là chuyện bình thường. Sung Thiên Viêm thở dài, nâng ly rượu. Cuộc đời ông chủ yếu sống ở thành Hoài Dương, đương nhiên không muốn thấy thành trì này trở thành đống đổ nát. Xung đột giữa hai đại cường quốc, chúng ta cũng không thể làm gì, chỉ đành theo hoàn cảnh mà sống. La Phong cũng uống rượu cùng ông, anh rất quý. Sung Thiên Viêm, tính cách hào sảng. Và mỗi khi anh thắc mắc về việc luyện thể, Sung Thiên Viêm cũng không giấu giếm Tham Thiên Hỏa là một trong những bậc thầy luyện khí hàng đầu của thành Hồ Dương, về phương diện luyện khí, so với mình thì mạnh hơn rất nhiều. Mình tự nghiên cứu hỗn độn đại lực đồ mà không có sự chỉ dẫn của thầy, đương nhiên sẽ gặp phải một số khó khăn. Đối với Tham Thiên Hỏa, chỉ cần mấy câu là đã chỉ ra được vấn đề mấu chốt. Nếu mình cứ cắm đầu nghiên cứu với trình độ vững vàng về các quy tắc của bản thân, cũng có thể lĩnh hội được, đề chỉ là sẽ mất nhiều thời gian hơn đi nhiều vòng quanh. Người này sẵn sàng chỉ điểm cho mình, La Phong vẫn luôn ghi nhớ ân tình này. Hai người vừa ăn uống vừa trò chuyện, mặc dù thu được thông tin từ thành Hồ Dương, nhưng nói chuyện với Tham Thiên Hỏa lại khiến La Phong hiểu rõ hơn về các thế lực trong thành Hồ Dương. Thật ra, quán ăn này có một hương vị riêng. Khi Tham Thiên Hỏa đứng dậy rời đi, ông ta còn khen ngợi: "Tôi cũng rất thích nơi này, món nướng của họ thật sự rất ngon." La Phong đáp: thân thể hoàn mỹ của hắn quá mạnh những món ăn bình thường không đủ kích thích hắn làm nó có vẻ quá nhạt nhẽo hai người nói chuyện rồi cùng đi ra khỏi tòa nhà nhỏ bên ngoài mặc la sa lập tức giấu đi bình rượu lúc này la phong và tham thiên hòa thấy phía trước có một cô gái có đuôi lông xù bên cạnh cô ta là một người bảo vệ đây là gia tộc diêu dung diêu dung kỳ là con gái của diêu dung duyên tham thiên hòa giới thiệu chào tham bá Diêu Dung Kỳ mỉm cười chào hỏi. Con đến thăm La Hà Huynh sao? Thăm Thiên Hòa cười hỏi. Con làm sao tìm được nơi này? Diêu Dung Kỳ nhanh chóng giải thích. Nghe nói La Hà Thượng Quân ở Mộng Hoa Lâu, con rất muốn đến thăm. Sau đó từ người bảo vệ của con mới biết, La Hà Thượng Quân có thể sẽ đến quán ăn hỏa giới. La Phong chăm chú nhìn cảnh tượng này, người bảo vệ bên cạnh cô gái, chính là Tố Vân, một trong những người trẻ thần thực lực cao từ đội ngũ bộ lạc mà mình từng cứu thượng quân tố vân nhanh chóng kính cẩn giải thích con và huynh đệ tố hữu sống cùng nhau trong lúc trò chuyện tình cờ nghe biết thượng quân đã đến hỏa giới thật là trùng hợp la phong nhìn cô gái có đuôi lông xù diêu dung kỳ con tìm ta có việc gì xin bái sư diêu dung kỳ ánh mắt sáng rực con muốn bái thượng quân làm thầy cha con là một vị chân thần vĩnh hằng sao con lại muốn bái ta làm thầy la phong nhìn cô Cha con giỏi luyện đan, nhưng không giỏi chiến đấu. Diêu Dung Kỳ kính cẩn hành lễ. Con nguyện dâng năm nhành vũ trụ xa, chỉ mong được bái thượng quân làm thầy. La Phong lắc đầu, nhìn về phía Tham Thiên Hỏa. Tham Huynh, chúng ta đi thôi. Tham Thiên Hỏa không ngăn cản, dù sao việc nhận học trò là rất nghiêm túc. Hắn cùng La Phong bay đi, thượng quân. Diêu Dung Kỳ vội vàng nói, xin ngài cho con một cơ hội, một cơ hội để kiểm tra. Muốn bái ta làm thầy, mơ đẹp thật. Mạc la sa liếc nhìn diêu dung kỳ rồi cũng theo la phong rời đi diêu dung kỳ đứng lại một lúc sau đó xoay người đi tiếp đồng thời dặn dò tô vân con ở lại hòa giới nếu phát hiện la hà thượng quân lập tức thông báo cho ta vâng người bảo vệ tô vân kính cẩn đáp lại nhìn theo cô chủ của mình rời đi tô vân tố hữu bước tới tin tức thượng quân ở đây sao con lại tùy tiện truyền ra tố vân nhìn huynh đệ của mình cô chủ muốn đến thăm thượng quân lại không có ác ý sao con không thể nói chứ chúng ta làm ăn ở quán ăn phải bảo vệ bí mật của khách quý tố hữu nói con là huynh đệ của ta ta mới nói riêng cho con con không nói với ta một tiếng lại đem tin tức nói cho cô chủ tố vân cười khẩy thượng quân không trách tội mà con lại trách ta thượng quân tính tình tốt nên không trách nhưng nếu gặp phải người tính tình không tốt con sẽ gặp rắc rối tố hữu vội vã nói ở thành hồ dương đặc biệt là liên quan đến chân thần vĩnh hằng, cẩn thận chút cũng không thừa. Chúng ta luôn phải cẩn thận, khi nào mới có thể vượt qua? Tô Vân lạnh lùng nói, cơ hội đến phải nắm bắt. Với tin tức lần này, ta đã nhận được sự ban thưởng từ bí pháp rồi. Tố hữu ngẩn người. Họ từ bộ lạc đến thành Hồ Dương sau khi xác nhận huyết mạch. Họ bắt đầu tìm cách mua những bí pháp phù hợp với bản thân. Chỉ có điều, những bí pháp phù hợp với bản thân lại quá đắt. Tố Vân đã nhận được bí pháp rồi, Tố Hữu cảm thấy tâm trạng rất phức tạp. Một mặt, hắn thật sự vui mừng cho huynh đệ. Mặt khác, hắn cảm thấy khoảng cách giữa họ ngày càng xa. Hắn vẫn là học trò, khổ công tích lũy mua bí pháp bằng hỗn độn tinh. Mà có thể dự đoán, sẽ còn mất rất lâu nữa. Trưởng lão đã nói, ở thành Hồ Dương phải cẩn thận. Không vội, tuổi thọ của ta còn dài, không thiếu thời gian này. Tố Hữu kiềm chế cảm xúc. Hội trưởng hội huyết mãng Mục Dương ánh mắt lạnh lẽo, Tôi không phải là đến vay các ngươi. Tôi đang hỏi các ngươi, gần đây có phát hiện con mồi tốt nào không? Chúng tôi cũng đã ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm mồi. Phó hội trưởng lại ma giải thích. Nhưng hội trưởng cũng biết, các chân thần hư không trong thành hộ dương đều rất cẩn thận, không ai lộ ra bảo vật, rất khó để chọn lựa được con mồi thích hợp. Trong một kỳ gần đây, tôi đã giết mươi hai chân thần hư không, tổng cộng thu được 1.800 sa vũ trụ tôi chia một phần. Hội trưởng được 9 phần, tôi đã giao đủ rồi. Trong một kỳ gần đây, tôi đã giết 132 con mồi. Tổng cộng thu được 1.200 xa vũ trụ. Phần của hội trưởng tôi cũng đã giao rồi. Phó hội trưởng Mục Lĩnh nói, Chúng ta đã lập lời thề căn bản. Mục Dương lạnh lùng nói, Tôi cần là con mồi tốt, chứ không phải những con mồi nghèo khổ này. Hai phó hội trưởng lắc đầu, không tìm được con mồi tốt thì phủ thành chủ đã sớm định ra giới hạn rồi." Phó hội trưởng lại mà nói. "Trong thành chỉ có rất ít cơ hội để giết, mà các chân thần hư không lại rất cẩn thận, dù họ có được bảo vật cũng không thể công khai." Phó hội trưởng Mục Lĩnh lo lắng nói. "Hội trưởng, chúng ta đã xây dựng hội huyết mãng lâu như vậy, hội trưởng đã, đã kiếm được rất nhiều rồi, trước đây đâu thấy hội trưởng vội vã như thế. Sao gần đây lại càng lúc càng gấp gáp?" hắn và hội trưởng cùng một tộc đều từng lang thang đến thành hộ dương rất nhiều chuyện hắn có thể nói còn lại ma phó hội trưởng thì không dám nói tiền thuê nhà thu được thế nào hội trưởng mục dương hỏi tiếp có tăng không trong thành đa số các chân thần đều săn quái thú sinh sống mỗi lần ra ngoài phiêu lưu kiếm được một khoản lớn rồi lại quay về thành an ổn ở lại trong thành ngoài việc thỉnh thoảng mua sắm đa phần đều là tĩnh tu không ra ngoài chúng ta căn bản thu không được tiền thuê nhà. Phó hội trưởng lại ma lắc đầu. Tổng thể có tăng không? Mục Dương tiếp tục truy vấn. Không có, lại ma lắc đầu, một kỳ gần đây có lẽ còn giảm một chút, một đám vô dụng. Mục Dương giận dữ, hội huyết mãng nuôi nhiều thuộc hạ như vậy chính là để bọn họ trong thành tìm con mồi thích hợp, để bọn họ thu tiền thuê nhà. Tìm không ra mồi, tiền thuê nhà trong kỳ này còn giảm. Nuôi những kẻ vô dụng này làm gì? những kẻ không có năng lực, mau đuổi ra ngoài hội huyết mãng. Chi phí nuôi một tên thuộc hạ cũng khá cao, thuộc hạ cũng phải nộp tiền thuê nhà cho phủ thành chủ, một kỳ một hỗn độn tinh, cộng thêm họ cũng cần tài nguyên tu luyện. Vì vậy, chi phí trung bình mỗi kỳ để nuôi một tên thuộc hạ cấp chân thần vào khoảng 3 hỗn độn tinh. Thuộc hạ càng mạnh, chi phí nuôi lại càng cao. Một thế lực bóng tối khổng lồ vận hành chi phí cũng rất cao. Dù sao việc thu tiền thuê nhà từ các cư dân đông đảo là một việc khó, không thể để các chân thần vĩnh hằng phải ra tay làm được. Tại phủ thành chủ có quy định, chỉ cần những chân thần vào ở động phủ, phủ thành chủ sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhưng trong thành hộ dương, nhiều nơi đều có chân thần. Nếu chúng ta ra tay, sẽ bị các chân thần khác phát hiện. Nếu có chứng cứ xác thực, phủ thành chủ cũng buộc phải bắt giữ hung thủ. Phó hội trưởng Mục Lĩnh lắc đầu, Phủ thành chủ dùng mọi cách để bảo đảm an toàn cho cư dân. Chúng ta thu tiền thuê nhà cũng trở nên khó khăn. Phủ thành chủ thu tiền thuê nhà là việc thu phí chính thức, mọi chân thần đều phải nộp. Một khi đã nộp, cũng có các hình thức bảo vệ, đây là lý do mà nhiều chân thần mong muốn sống trong thành lớn. Các thế lực bóng tối cũng có thu tiền thuê nhà, nhưng đại đa số cư dân lại tìm đủ mọi cách để tránh né, chẳng hạn như thường xuyên ở trong động phủ khi ra ngoài đều đi đến những nơi nhiều chân thần thậm chí một nhóm chân thần đi cùng nhau hội huyết mãng là tôi chống đỡ còn các ngươi thì nghĩ cách đi mục dương ánh mắt đầy hung ác làm sao tìm được con mồi tốt làm sao thu được nhiều tiền thuê nhà hơn chúng tôi sẽ nghĩ cách hai phó hội trưởng miệng đáp nhưng hội huyết mãng vận hành lâu như vậy những biện pháp có thể dùng đều đã dùng hết hội trưởng mục dương bỗng nhìn ra ngoài Ma Li mang đến rồi, các ngươi ra ngoài đi. Được. Hai phó hội trưởng lại ma và mục lĩnh thở phào nhẹ nhõm, lập tức rời đi. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên với bốn chiếc sừng uốn cong màu tím, ma Li mang đi vào. Lại đến thu nợ rồi. Hội trưởng Mục Dương thở dài. Xa vũ trụ năm vạn của kỳ này nên giao cho ta rồi. Ma Li Mong nhìn hắn, chắc chắn không phải sau khi đền cho La Hà hai vạn xa vũ trụ mà ngươi không giao được chứ. Hội trưởng Mục Dương lắc đầu. Chỉ là 5 vạn xa vũ trụ mà thôi, tất nhiên ta có thể giao được. Nhưng Ma -mong, với lãnh thổ của huyết mãng hội chúng ta, mỗi kỳ đều phải nộp nộp 5 vạn xa vũ trụ. Có phải hơi nhiều không? Có thể giảm một chút không? Không thể được. Ma -mong nhìn hắn, cười nhẹ nói. Trừ khi ngươi giải tán huyết mãng hội, từ bỏ lãnh thổ, quy củ của thành Hoành Dương, thế lực đen nào chiếm lĩnh lãnh thổ, thế lực đó phải nộp xa vũ trụ. Đây là danh giới của năm gia tộc lớn hội trưởng mục dương cảm thấy hơi khó chịu ngày trước khi tranh giành lãnh thổ với các thế lực đen khác hắn cũng không muốn nộp phí cho năm gia tộc lớn nên bị năm gia tộc trừng phạt lần đó hắn chịu thiệt rất lớn cuối cùng phải lùi một bước thì năm gia tộc mới tha cho hắn vậy thì mỗi kỳ giết chóc của huyết mãng hội có thể nhiều hơn một chút không hội trưởng mục dương nói tỷ lệ tử vong trong thành mỗi kỳ không được vượt quá một phần nghìn tỷ lệ này quá thấp các chân thần hư không chân thần trong thành suốt một kỳ đều sẽ có xung đột giết chóc tỷ lệ tử vong bình thường đã gần một phần nghìn rồi số lượng chúng ta có thể giết quá ít không thể vượt quá một phần nghìn mali bình thản nói kỳ này huyết mãng hội các ngươi trong thành ám sát chân thần chắc chắn đã vượt quá một triệu người ám sát hư không chân thần cũng có hàng trăm người đã đủ nhiều rồi chân thần ở thành hoành dương vô số chúng ta giết chừng này còn xa mới đủ cũng không bằng tử vong bình thường. Mục Dương lắc đầu, nói xong đưa một bình ngọc cho Ma Ly Mong. Năm vạn xa vũ trụ, từng viên đều không thiếu. Ma Ly Mong nhận lấy, sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút, rồi nói, ta nhắc nhở ngươi trong vài chục kỳ qua, huyết mãng hội các ngươi có chút việc làm quá rồi. Việc gì? Ta sao không biết? Mục Dương ngạc nhiên, đừng có đổ hết lên đầu ta. Ma Ly Mong nhìn hắn một cái, không nói thêm gì liền quay người rời đi. Mục Dương nhìn hắn rời đi. Chủ Thành và năm gia tộc mới là kẻ độc ác nhất. Mục Dương ánh mắt lạnh lẽo, nhưng hắn rất rõ, một khi vượt qua ranh giới, năm gia tộc không tiếc bất cứ giá nào cũng có thể hoàn toàn tiêu diệt huyết mạng hội. Huyết mạng hội tất cả thành viên mỗi kỳ đều phải nộp một số lượng lớn sa vũ trụ, năm gia tộc cũng phải sa vũ trụ, tên La Hà còn lấy đi hai vạn sa vũ trụ. Mục Dương cảm thấy mình thật nghèo. Kỳ này tính lại chẳng kiếm được bao nhiêu. Mục Dương lòng vừa động, trận pháp trong đại điện vận hành, hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Ông... Um... Trước mặt, không gian kết thành một chiếc gương, trong gương hiện lên một bóng người mặc áo trắng, đeo mặt nạ đỏ. Huyết vân thần quân. Hội trưởng Mục Dương cũng tỏ vẻ cung kính hơn. Hai thế lực khủng khiếp nhất trong thành Hoành Dương, một bên đương nhiên là chủ thành và năm gia tộc lớn. Đây là thế lực cai trị, bên còn lại là thế lực quốc ăn, trong quốc ăn có một nhân vật cực kỳ đáng sợ, tên là Huyết Vân. Mâu thuẫn giữa quốc ăn và năm gia tộc chủ thành mới là kịch liệt nhất, chứ không phải đánh đấm với các thế lực đen nhỏ nhặt như vậy. Hội trưởng Mục Dương sao đột nhiên tìm ta? Giọng Huyết Vân bình tĩnh như không có chút biến động. Hỗn thiết huyết xa pháp phần dưới, cần một triệu xa vũ trụ, ta thực sự không thể gom đủ. Hội trưởng Mục Dương nói, có thể cho ta nợ một chút xa vũ trụ không? Ta trước trả một nửa, Khuyết Vân nhẹ cười. Dựa vào huyết mạch tu luyện Pháp, tu luyện đến hỗn độn cảnh là cực hạn, mà hỗn thiết huyết xa Pháp là Pháp tu huyết mạch cấp hoàn mỹ. Hỗn độn cảnh lại rất hợp với ngươi. Một môn tu luyện Pháp như vậy đối với ngươi mà nói là cơ hội hiếm có. Nếu không phải ngươi lập công lớn, chúng ta sẽ không không cho ngươi cơ hội mua đầu. Ta biết, nhưng một triệu xa vũ trụ quá khó gom rồi. Hội trưởng Mục Dương nói, ngươi vì ta quốc ăn làm việc, mới có cơ hội mua được. Ngươi đi viêm phong hội quán thử xem. Căn bản không mua được. Huyết Vân nói, hội trưởng Mộc Dương tất nhiên hiểu. Quốc ăn rộng rãi, thật sự dám mang ra hỗn thiết huyết xa pháp, loại huyết mạch tu luyện pháp cực kỳ đỉnh cao như vậy, tự nhiên khiến Mộc Dương phát điên. Tu luyện pháp bình thường, cả đời hắn không hy vọng đạt được hỗn độn cảnh. Nhưng loại huyết mạch tu luyện pháp hoàn mỹ này, ít nhất khiến hắn thấy một tia hy vọng đạt được hỗn độn cảnh ngươi từ từ quản lý huyết mãng hội đương nhiên kiếm được chậm huyết vân nhẹ giọng nói muốn kiếm nhiều phải mạo hiểm một chút ngươi tự suy nghĩ đi ngay sau đó liên hệ bị cắt đứt hội trưởng mục dương suy nghĩ các phương diện trong thành hoành dương hắn đều đã giao tiếp với chủ thành và thế lực quốc ăn đều có mối quan hệ khá sâu trong thành hoành dương buôn bán bình thường đều đã bị chủ thành thẩm thấu không thể kiếm được nhiều, cần thời gian từ từ tích lũy, muốn kiếm một cú lớn phải mạo hiểm một chút. Hội trưởng Mục Dương ánh mắt càng lạnh lẽo hơn. Chỉ cần có được hỗn thiết huyết sa pháp, ta lập tức rời khỏi thành Hoành Dương, dù chủ thành và quốc ăn đánh nhau dữ dội thế nào, ta cũng sẽ không tham gia. Lô động chín mâm 13 ba của hỗn độn giáp. Trên đỉnh núi cao, La Phong ngồi trên một tảng đá lớn, tự mình uống rượu, Thực ra, hắn đang vận chuyển đại hủy diệt luyện tâm pháp, linh hồn và ý chí của hắn liên tục bị phá hủy, làm cho mỗi lần linh hồn và ý chí tụ lại càng thêm tinh luyện. Đây là sự thích nghi tự nhiên với sinh tồn. Dưới sự tàn phá mạnh mẽ, mỗi lần tụ lại, tự nhiên phải chống lại sự phá hủy đó. Tiến bộ trong thời gian ngắn không bằng hiệu quả của thất tình luyện tâm pháp, nhưng đại hủy diệt luyện tâm pháp lại có ưu điểm là có thể thực hiện lâu dài, tích lũy từng ngày từng tháng, kết quả sẽ càng tốt. Có huynh đệ Hỏa Thiên Thiên chỉ điểm tôi, lý thuyết của tầng 2 hỗn độn đại lực đồ, không lâu nữa tôi sẽ nghiên cứu thông suốt. La Phong hiểu rõ về các quy tắc, tự nhiên việc lĩnh ngộ cũng nhanh chóng, nhưng mà dù đã hiểu rõ rồi thì sao chứ? Cùng khổ quá. Cơ bản là không có tiền để mua nguyên liệu cần thiết cho lần luyện thể thứ hai. La Phong cũng cảm thấy đau đầu. Lần luyện thể đầu tiên chỉ là xây dựng nền tảng, đã tiêu tốn nguyên liệu lên đến 10 vạn càn khôn xa. Dự đoán lần luyện thể thứ hai, ít nhất cũng cần nhiều gấp vài lần nguyên liệu. Lần luyện thể thứ ba, lại tiếp tục tăng thêm vài lần. Tôi đi đâu để gom được càn khôn xa đây? La Phong trong phút chốc cảm thấy rất bực bội. Với thực lực hiện tại của hắn, muốn tăng cường thực lực rõ rệt, hoặc là phải đột phá đến hỗn độn cảnh đỉnh phong ý chí, hoặc là phải luyện thể lần hai với thần thể hoàn hảo thân thể của hắn quá lớn, thần lực lại vô cùng tinh thuần, mỗi lần luyện thể đều mang lại sự gia tăng rõ rệt. Việc nâng cao ý chí không thể vội vàng, cần phải tích lũy từng ngày từng tháng để tôi luyện bản thân. La Phong rõ ràng về điều này. Còn về nguyên liệu luyện thể lần hai, đúng là cần phải nghĩ cách rồi. Hai vẫn là quá nghèo. Nghĩ đến đây, La Phong suy nghĩ một chút, rồi thông qua lệnh truyền tin của hóa phong hội để bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ thưởng. Nhiệm vụ thưởng của Điện Đen ở Hội Quán Lửa Gió cũng được chia thành nhiều loại như bảo vệ, thuê mướn, ám sát. Trong đó, nhiệm vụ ám sát có phần thưởng cao nhất. Xem phần thưởng cao. La Phong vừa uống rượu vừa nghiên cứu các nhiệm vụ ám sát. Nhiệm vụ có phần thưởng cao nhất. Giết chết người đứng đầu quân đội Hoành Dương Ma Ly Tiêu. Phần thưởng là 1.200 ngàn xa vũ trụ. Có thể đưa ra 1.200 ngàn xa vũ trụ làm phần thưởng và không sợ nhà chủ. 10 phần chắc chín là quốc ăn. Là phòng suy đoán. Theo quy tắc của Điện đen ở hội quán Lửa gió, đối với nhiệm vụ ám sát phải trả trước phần thưởng cho hội quán Lửa gió. Nhiệm vụ không hoàn thành, phần thưởng sẽ ở lại hội quán Lửa gió mãi. Nếu không có đủ nền tảng sẽ không dám để một khoản tài sản khổng lồ như vậy lâu dài ở đó. Nhiệm vụ thứ hai có phần thưởng. Giết chết lãnh đạo thế lực quốc ăn trong thành Hoành Dương Huyết Vân, phần thưởng là một cành nghìn sa vũ trụ. Nhiệm vụ thứ ba, giết chết lãnh đạo gia tộc Trúc Trúc Cúc, phần thưởng là 530.000 xa vũ trụ. Nhiệm vụ thứ tư, giết chết chủ tịch khu ảnh thuần ngục nhất, phần thưởng là 180.000 xa vũ trụ. Nhiệm vụ thứ bảy, giết chết chủ tịch huyết xà mục dương, phần thưởng là 120.000 xa vũ trụ. La Phong nhìn thấy phần thưởng của chủ tịch huyết xà quen thuộc, đứng ở vị trí thứ bảy, có vẻ như kẻ thù của chủ tịch huyết xà cũng rất chịu chi. Ba nhiệm vụ có phần thưởng cao thì rõ ràng giảm mạnh ở phía sau. La Phong từ Entropy Thiên Hỏa đã có được thông tin chi tiết về thành Hoành Dương, vì vậy cũng biết thông tin về những người mạnh mẽ trong nhiệm vụ thường này. Ma Ly Tiêu, người mạnh nhất trong năm gia tộc của nhà chủ, là người đứng đầu quân đội Hoành Dương, sức mạnh cá nhân của hắn cực kỳ mạnh mẽ, quốc vương đã phái hắn đến để trấn giữ một thành phố lớn được trang bị những bí bảo quân đội tốt nhất, quân đội vệ sĩ cũng cực kỳ tinh nhuệ. Sức mạnh cá nhân đã mạnh, lại lãnh đạo quân đội. Ma Ly Tiêu cực kỳ đáng sợ. Huyết Vân, lãnh đạo thế lực quốc ăn trong thành Hoành Dương. Hắn đã hoạt động lâu dài trong thành Hoành Dương, gây ra thiệt hại lớn cho năm gia tộc của nhà chủ, mà năm gia tộc vẫn không thể làm gì được hắn. Hai người này rất mạnh, bối cảnh cũng không bình thường họ đã từng giao thủ không dưới một lần. Trúc Cúc của gia tộc Trúc, đứng thứ ba, La Phòng hơi tò mò. Gia tộc Trúc là gia tộc bản địa của thành Hoành Dương, làm ăn chân chính theo lý thì cũng không có kẻ thù nào. Phần thưởng cho Trúc Cúc lại cao hơn cả phần thưởng của các lãnh đạo thế lực đen tối, điểm quan trọng là phần thưởng 530.000 xa vũ trụ lâu dài, gia tộc Trúc vẫn bình yên ổn định. Từ những nhiệm vụ ám sát này, La Phong có thể nhìn thấy trong thành Hoành Dương, Ma Ly Tiêu, Huyết Vân, Trúc Cúc, ba người họ tuyệt đối không dễ đối phó. Đương nhiên như chủ quán của hội quán lửa gió, như ta, cùng với mấy lão nhân ẩn cư trong thành Hoành Dương, đều không có phần thưởng. La Phong nở nụ cười, không có phần thưởng không có nghĩa là yếu. Những nhiệm vụ ám sát này, chọn cái nào đây? La Phong bắt đầu suy nghĩ. Nhiệm vụ thuê mướn, nhiệm vụ bảo vệ tốn thời gian sức lực nhiều, phần thưởng là ít. Tất nhiên phải chọn nhiệm vụ ám sát. Những lãnh đạo thế lực đen tối vô đạo đức đều có thể làm lựa chọn. La Phong nghĩ, hành động của hắn tự nhiên có chuẩn bị, chỉ giết những kẻ đáng giết, mà những lãnh đạo thế lực đen tối làm ác vô số tự nhiên có thể đưa vào lựa chọn. Phần thưởng của Chủ tịch Huyết Xà ít hơn một chút. La Phong lắc đầu, ba lãnh đạo thế lực đen tối có phần thưởng đều cao hơn Chủ tịch Huyết Xà, tự nhiên phải nghiên cứu kỹ. Lần đầu tiên nhận nhiệm vụ thường đương nhiên phải thành công. Công tác chuẩn bị cũng phải làm. La Phong ngồi trên một tảng đá lớn trên núi, nghiên cứu các mục tiêu dự bị, thì đột nhiên một bóng dáng bay tới gần. Chủ nhân. Mô Lạc Sa nói, cái mặc ngọc hổ đến thăm. Mặc ngọc hổ. La Phong ngạc nhiên, người đầu tiên hắn biết trên đại lục khởi nguyên chính là mặc ngọc hổ. Trước đây, chủ nhân đã bế quan hơn một kỳ, mặc ngọc hổ cũng đã đến thăm mô lạc sa nói biết chủ nhân đang bế quan hắn không quấy dày đây là lần thứ hai hắn đến thăm la phong cười nói lần thứ hai rồi để hắn vào đi được mô lạc sa gật đầu đột nhiên không nhịn được mà nói chủ nhân chúng ta có phải nên tuyển vài người hầu không tuyển hầu chúng ta trong động phủ toàn tâm tu luyện thỉnh thoảng uống rượu ăn chút trái cây đều có thể chuẩn bị trước cần gì người hầu la phong cười nói ra ngoài chẳng phải ngươi là hầu của ta sao mô lạc sa thì thào chủ nhân ở thành hoành dương ngày càng nổi tiếng người đến thăm cũng nhiều ta vừa phải trông cửa vừa phải làm hầu bên cạnh phục vụ la phong cười có khách đến thăm người hầu duy nhất là mô lôi sa cần chuẩn bị rượu ngon và thức ăn đồng thời đứng bên hầu hạ mô lôi sa mặc dù che giấu thực lực nhưng dù sao cũng là thần thực vĩnh hằng cấp lại là thú cảnh càng theo thời gian lại càng mạnh không chừng sẽ vượt qua mình bước vào hỗn độn cảnh sớm hơn quả thật không thích hợp làm những việc vặt vãnh này là lỗi của ta la phong cười nói yên tâm trong hai ngày này ta sẽ tuyển hầu ta cũng không vội mô lôi sa cười hiền lành bay về phía cửa động dẫn mạc ngọc hồ vào mạc ngọc hồ có chút ngượng ngùng căng thẳng theo mô lôi sa bay lên đỉnh núi bái kiến thượng tôn mạc ngọc hồ cung kính hành lễ là một vô hư thần thực hắn cũng coi như là tầng lớp trung lưu trong thành hỗ dương thế lực bóng tối huyết xã hội bị một vị thần thực vĩnh hằng tên là la hà ép buộc cúi đầu là tin tức nóng hổi nhất trong thành hỗ dương gần đây mạc ngọc hồ tất nhiên cũng nghe được la phong ngồi thư thái nhìn mạc ngọc hồ người đến tìm ta có việc gì thượng tôn đã nói qua ta có thể nhờ thượng tôn giúp đỡ mạc ngọc hồ hơi căng thẳng nhưng theo hiểu biết của hắn về vị thượng tôn này La Hà Thượng Tôn là một vị thần thực vĩnh hằng có tính khí rất tốt. Đúng vậy, ta đã hứa." La Phong mỉm cười, "Lời hứa của ta có giá trị rất cao, ngươi thật sự định dùng như vậy sao?" Mạc Ngọc Hồ lật tay, trong tay xuất hiện một chiếc búa nhỏ màu xám, hắn cung kính nâng chiếc búa lên. "Vũ khí này là thành quả lớn nhất trong đời ta. Ta ra ngoài thành tìm kiếm kho báu, may mắn phát hiện một xác chết của thần thực vĩnh hằng." Trong đó quý giá nhất chính là vũ khí đi cùng xác chết của thần thực Vĩnh Hằng. Ta nguyện dâng hiến vũ khí này cho Thượng Tôn, chỉ mong có thể cầu được một cơ hội để đứa con của ta được bái sư. La Phong ngạc nhiên nhìn chiếc búa nhỏ. Đây quả thật là một vũ khí bí bảo cấp thần thực Vĩnh Hằng. Theo ước tính của ta, giá trị khoảng 6 nền xa vũ trụ. Ngươi, một vô hư thần thực nho nhỏ lại có thể có được thứ này. Hơn nữa, còn dám mang ra trước mặt ta, không sợ ta cướp đoạt rồi bịt miệng ngươi sao với bảo vật như vậy ta không dám bán cho bất kỳ thế lực nào vì chỉ cần chút tin tức lộ ra cả gia đình ta sẽ gặp nguy hiểm mạc ngọc hồ nhìn la phong ta gặp qua không ít thần thực vĩnh hằng nhưng người duy nhất ta tin tưởng chính là thượng tôn lần trước dẫn đường không bị giết không bị cướp thậm chí còn được cơ hội giúp đỡ mạc ngọc hồ đã tin tưởng vào tính cách của la phong hắn quyết định đánh một váng cược Ha ha, La Phong vẫy tay, lấy chiếc búa nhỏ lên, ta sẽ không dễ dàng nhận đồ đệ đâu. Thần Thực Vĩnh Hằng đều không dễ dàng nhận đồ đệ, thường sẽ đưa ra thử thách. Mạc Ngọc Hồ nói, ta chỉ hy vọng thượng tôn có thể cho một cơ hội thử thách. La Phong nói, ngươi hẳn đã biết, ta có xung đột với huyết xã hội. Đúng vậy, Mạc Ngọc Hồ gật đầu, tin tức đã truyền khắp thành Hỗ Dương. Từ lần xung đột này, Mạc Ngọc Hổ cũng nhận ra thực lực của Thượng Tôn mạnh mẽ như thế nào. Nếu con trai hắn có thể bái Thượng Tôn làm sư phụ, đó thật sự là cơ hội lớn. La Phong nói, tương lai, ta còn sẽ xung đột với những thế lực bóng tối khác, những thần thực vĩnh hằng có thù với ta chắc chắn không ít. Con trai ngươi nếu theo ta có thể sẽ bị liên lụy. Mạc Ngọc Hổ kinh ngạc, mới đây đã xung đột với huyết xã hội, sao lại còn xung đột với các thế lực bóng tối khác nữa? Vì đã theo Thượng Tôn, tự nhiên phải gánh cả phúc cả họa, Mạc Ngọc Hổ đáp lại dứt khoát, vì hắn rất rõ, chiếc búa nhỏ này hắn chỉ dám dâng tặng La Phong. "Ngươi có mấy đứa con?" La Phong hỏi. "Ba đứa." Thượng Tôn cứ chọn một đứa. Mạc Ngọc Hổ lập tức cung kính đưa ra một cuốn sách, "Đây là toàn bộ thông tin chi tiết về ba đứa con của ta." La Phong vẫy tay nhận lấy, "Ngươi chuẩn bị cũng khá đầy đủ, nhưng ta phải nói rõ trước, hiện giờ ta chỉ nhận một hầu, hắn phải trải qua thử thách, nếu không qua được thử thách sẽ không thể thành đồ đệ của ta." hơn nữa thử thách này sẽ rất lâu được làm hầu cho thượng tôn là vận may lớn của con trai ta mạc ngọc hổ lập tức nói được rồi la phong gật đầu đi dẫn ba đứa con của người đến đây ta sẽ chọn một đứa làm hầu của ta mạc ngọc hổ lộ vẻ vui mừng ta lập tức đi đưa chúng đến hắn cung kính cáo lui nhanh chóng rời đi chủ nhân mô lôi sa nhìn chiếc búa nhỏ trong tay la phong không thể tin nổi chủ nhân tuyển một hầu lại còn kiếm được một bảo vật bí bảo giá trị sáu miền xa vũ trụ la phong cười nói ta đã nói rồi trong hai ngày ta sẽ tuyển một hầu giờ thì tuyển xong rồi nhanh không nhanh mô lôi sa khen ngợi mà chủ nhân ngươi thật quá giỏi kiếm lời sáu miền xa vũ trụ khi làm hầu cho ta hắn không lỗ đâu la phong cười nói ta cũng là hầu của chủ nhân có thể cùng ta sánh vai hắn chắc chắn không lỗ mô lôi sa vui mừng sau này nhiều việc vặt sẽ có thể nhờ con trai của Mạc Ngọc Hồ làm. Mô Lôi Sa nói, chủ nhân, sau này ta có thể giúp chủ nhân dạy dỗ đứa con đó, không cần chủ nhân phải lo lắng. Làm như vậy hắn mới có thể có cớ chỉ huy đứa con đó. Được, nếu nhận đệ tử, ngươi là sư phụ thứ hai của đứa con đó. La Phong nói, nhưng ta sẽ không dễ dàng nhận đệ tử, nếu không đạt yêu cầu tối thiểu, nó cả đời chỉ có thể làm hầu. Mô Lôi Sa gật đầu, để ta cùng chủ nhân dạy, việc nhận đồ đệ thì yêu cầu phải cao hơn chút. Mạc Ngọc Hổ trở về nhà, nhà hắn là một động phủ nhỏ ở khu vực bình thường. Lúc trước mua với giá một ngàn hỗn độn tinh, trong số các chỗ ở của vô hư thần thực thì tính là bình thường. Cha, ba người con trai trẻ đều đang đợi. Họ biết cha mình sẽ đi gặp thần thực Vĩnh Hằng, La Hà. Nhìn thấy cha về, ba người đều có chút phấn khích. Mạc Ngọc Hổ mỉm cười nhìn ba đứa con. Ở đại lục nguyên thủy, tình yêu là rất xa xỉ. Hầu hết các thần thực sống và tu luyện đều rất gian khổ, đừng nói gì đến việc tìm vợ sinh con. Mạc Ngọc Hổ rất may mắn, hắn gặp được người mình yêu, cùng nhau nuôi dạy ba đứa con. Kể từ khi vợ qua đời, Mạc Ngọc Hổ quan tâm nhất chính là ba đứa con, ba đứa con quan trọng hơn cả mạng sống của hắn. La Hà Thượng Tôn đã hứa sẽ cho cơ hội, người sẽ chọn một trong ba người các con làm hầu. Mạc Ngọc Hổ nói, làm hầu phải trải qua rất nhiều thử thách mới có thể trở thành đệ tử của La Hà Thượng Tôn, nếu không vượt qua được thử thách sẽ không thể trở thành đệ tử của thần thực Vĩnh Hằng. Chúng con hiểu rồi, cơ hội khó có, chúng con sẽ cố gắng. Ba anh em lớn lên ở thành Hỗ Dương, rất rõ giá trị của cơ hội này. Mạc Ngọc Hồ gật đầu, bây giờ chúng ta lập tức xuất phát. Mạc Ngọc Hồ dẫn theo ba anh em đến trước cổng chính của động phủ La Phong, động phủ khu hỗn độn. Ba anh em nhà Mạc Ngọc ánh mắt đều đầy nhiệt huyết. Khu vực này là truyền thuyết của toàn thành Hoài Dương, ngay bên cạnh là hỗn độn chi hư. Những người sống ở đây đều là những tồn tại đáng sợ nhất của thành Hoài Dương. Trước đây, ba anh em bọn họ còn không dám lại gần. Cha đúng là lợi hại, cho chúng ta có cơ hội như vậy. Đây là cơ hội lớn nhất trong đời tôi, dù có liều mạng cũng phải nắm bắt. Mặc ngọc gia trưởng to lớn nhất, ánh mắt sắc bén như dao. Đại ca và tiểu đệ tài năng đều cao hơn tôi, vị la hà thượng nhân này sẽ chọn một người trong chúng tôi, hy vọng của tôi nhỏ nhất. Mặc Ngọc gia nhị nói trong lòng, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ ý định, phải dốc hết sức để tranh giành. Đại ca tài năng cao nhất, Mặc Ngọc gia tam cũng đang suy nghĩ, cũng không biết chân thần Vĩnh Hằng sẽ chọn đệ tử như thế nào. Trong khi ba anh em mỗi người một suy nghĩ, Mặc Ngọc Hồ đã tiến lên nhẹ nhàng vỗ cửa, dao động vô hình lan ra, rất nhanh, Mã La mở cửa, liếc nhìn bọn họ, vào đi. Dạ. Mặc Ngọc Hồ lễ phép dẫn ba đứa con vào động phủ. Ba anh em vào một động phủ rộng lớn như vậy, cũng có chút căng thẳng. Khí tức hỗn độn vô cùng nồng đậm, nếu còn đậm thêm chút nữa, sợ rằng có thể kết thành hỗn độn thạch. Trong lầu các, bái kiến thượng nhân, Mặc Ngọc Hồ cung kính hành lễ, ba anh em còn lại đều quỳ xuống, đứng dậy đi. La Phong cầm quyển sách ghi lại thông tin ba anh em nhà Mặc Ngọc Ba anh em các ngươi, trưởng ca là chân thần cửu trọng, hai người còn lại đều là chân thần lục trọng." La Phong nói. "Nhưng ở đây chân thần mấy trọng không có ý nghĩa gì." Ba anh em trong lòng đều chấn động. "Ta sẽ chọn một người trong các ngươi làm nô bộc." La Phong nói. "Làm nô bộc sẽ rất lâu, rất lâu, phải vượt qua thử thách của ta mới có thể làm đệ tử của ta." "Chúng con hiểu rõ, trưởng ca Mặc Ngọc Liệt Phong, nhị ca Mặc Ngọc Thanh Nham, tam ca Mặc Ngọc Lưu Hình." đều rất cung kính. Ta nói rõ một vài điều kiện trước. Nếu không muốn làm nô bộc, có thể nói trước. Nhưng một khi làm nô bộc rồi, sẽ không có cơ hội hối hận. La Phong nói, ba anh em lắng nghe kỹ. La Phong bình thản nói, làm nô bộc rất nguy hiểm. Sau này muốn giết ta sẽ có không ít chân thần vĩnh hằng, các ngươi có thể sẽ bị liên lụy. Ta không thể đảm bảo chắc chắn bảo vệ các ngươi. Vì vậy, khi làm nô bộc phải chuẩn bị sẵn sàng chết. Trường Ca mặc ngọc liệt Phong nói một khi theo thượng nhân phúc họa tự gánh chúng ta không sợ chết chỉ sợ không có cơ hội nhị ca mặc ngọc thanh nham cũng lên tiếng tam ca mặc ngọc lưu hình lại có chút do dự nói thỉnh hỏi thượng nhân thượng nhân có nhiều kẻ thù chân thần vĩnh hằng không rất nhiều hơn nữa bọn họ sẽ không từ thủ đoạn la phong mỉm cười đáp trong các nhiệm vụ ám sát la phong muốn đối phó là thủ lĩnh thế lực ngầm của quốc cực huyết vân thủ đoạn tàn ác của đối phương cùng thân phận của hắn đều khiến La Phong rất có hứng thú săn đuổi. Vấn đề duy nhất là không biết tung tích của Huyết Vân. Dù sao, phủ thành chủ cùng năm gia tộc lớn đều dốc sức đối phó thế lực ngầm của quốc thực, cũng muốn giết Huyết Vân. Vì vậy, Huyết Vân luôn cẩn trọng ẩn nấp, khiến La Phong khó tìm được cơ hội. Một khi đã quyết định nhận các nhiệm vụ ám sát, La Phong biết tương lai kẻ thù sẽ không ít. Tất nhiên, hắn cùng Mã La một sáng một tối cũng sẽ cố gắng bảo vệ sự an toàn của nô bộc. Cha, con bỏ cuộc. Mặc Ngọc Lưu Hình nói. Mặc Ngọc Hổ nhìn đứa con nhỏ của mình nhưng không cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì đứa con nhỏ sinh ra muộn nhất, khi đó vợ chồng bọn họ điều kiện mọi mặt đều đủ tốt. Đứa con nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh thoải mái nhất. Con muốn yên tĩnh tu luyện. Mặc Ngọc Lưu Hình nói, hắn không thích cuộc sống đầy nguy hiểm. Được, có một người từ bỏ. La Phong gật đầu, làm nô bộc rồi, ta sẽ không chỉ bảo gì cho hắn tu luyện, cũng sẽ không cho hắn bất kỳ tài nguyên nào. Trưởng ca Mạc Ngọc Liệt Phong và nhị ca Mạc Ngọc Thành Nham đều sững sờ, hắn cần tự mình lĩnh ngộ các quy tắc. La Phong nói, khi hiểu được 10 đại căn bản quy tắc mới coi như vượt qua thử thách đầu tiên, trải qua nhiều thử thách mới có tư cách trở thành đệ tử của ta. Không có chỉ điểm, tự ngộ 10 đại căn bản quy tắc Trưởng ca Mạc Ngọc Liệt Phong và nhị ca Mạc Ngọc Thanh Nham đều rất ngạc nhiên. Sinh linh bản địa của Đại Lục Nguyên hầu hết đều có thể trở thành chân thần. Bởi vì bọn họ tu luyện theo huyết mạch Pháp. Nếu đi theo con đường quy tắc, tỷ lệ trở thành chân thần sẽ giảm đi rất nhiều. Lĩnh ngộ 10 đại căn bản quy tắc vô cùng khó khăn. Chúng ta từ lúc sinh ra đến nay đều là tu luyện theo huyết mạch Pháp. Dù có sống hết đời cũng khó mà lĩnh ngộ được 10 đại căn bản quy tắc. Mạc Ngọc Liệt Phong nói: Nếu cứ không ngộ ra, không ngộ ra tự nhiên không thể thành đệ tử của ta. La Phong nói: Dù có ngộ ra cũng vẫn sẽ có thử thách khác. Mạc Ngọc Liệt Phong rất không cam lòng nhưng vẫn nói: Con từ bỏ. Mạc Ngọc Hổ nhìn con trai lớn của mình, con trai lớn có thể chịu khổ cũng rất cố gắng nhưng thử thách lĩnh ngộ 10 đại căn bản quy tắc khiến hắn chủ động bỏ cuộc. Con ngươi. La Phong nhìn về phía Mạc Ngọc Gia Nhị, Mạc Ngọc Thanh Nham ngươi có bỏ cuộc không? Con nguyện theo thượng nhân. Mặc Ngọc Thanh Nham không hề do dự. Diêu Dung Kỳ ngồi ngẩn ngơ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Chào Kỳ, sao vậy? Ma Ly Phi Vân nhìn thấy bạn mình khóc, lập tức tỉnh táo lại, vội vàng hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Cha tôi chết rồi. Diêu Dung Kỳ ngây ngốc nói. Khi cha còn sống, cô là tiểu thư của một gia tộc lớn, kết giao với các thiếu gia của những gia tộc lớn ở Hoài Dương Thành. Cô thậm chí còn không coi trọng những vị vĩnh hằng chân thần như thầy của mình, mà muốn bái sư với Ma Ly Hào Thống Soái, người mạnh nhất ở Hoài Dương Thành. Nếu không được như vậy, cô cũng muốn bái sư với Lý Hà Thần Quân, người có khả năng áp chế các thế lực hắc ám. Cha cô, một vĩnh hằng chân thần bình thường, chuyên luyện đan, Diêu Dung Kỳ không mấy hài lòng khi chọn ông làm thầy nhưng khi cha cô qua đời và trước khi chết còn để lại một con đường dự phòng cho cô cô lại cảm thấy không thể chịu nổi cha diêu dung kỳ rất rõ cha cô mới là người yêu thương cô nhất trên đời này là người sẵn sàng hy sinh tất cả vì cô diễn bá chết rồi mali phi vân không dám tin làm sao có thể diễn bá là vĩnh hằng chân thần ai có thể giết ông ấy ông ấy thật sự đã bị giết một tiếng thở dài vang lên đó là mali mông người hiện đang nắm quyền của gia tộc Mali, còn Mali Hào không có thời gian quản lý việc việc gia tộc. Cha, Mali Phi Vân nhìn cha mình. Ngay lúc này, tất cả sinh linh trong động phủ của chi chính diêu dung nhất tộc đã bị giết. Không còn một ai sống sót. Mali Mông nói, hiện tại chỉ còn lại một số chi nhánh của diêu dung nhất tộc vẫn còn tồn tại. Do kích thước của động phủ có hạn, những gia tộc lớn phải phân tán, đặc biệt là những chi nhánh bên ngoài chỉ có thể sống trong những động phủ bình thường. Lần này bị tiêu diệt chính là chi chính của diêu dung nhất tộc. Cha, kẻ giết người là ai? Mali phi Vân hỏi. Diêu Dung Kỳ cũng nhìn về phía Mali Mông. Mali Mông đáp: trước khi Diêu Dung diễn chết, qua lệnh truyền thông qua nhân quả, ông ấy đã liên lạc với không ít bạn bè, nói rằng kẻ giết ông là huyết mang hội trưởng Mục Dương. Cha cũng đã truyền tin cho tôi, nói kẻ giết người là huyết mang hội trưởng. Diêu Dung Kỳ giọng khàn khàn nói: "Tất cả sinh linh trong động phủ, bao gồm cả cha tôi, hơn 10.000 người, từ vĩnh hằng chân thần đến trẻ con trong gia tộc, không ai sống sót. Thêm vào đó, có chứng cứ xác thực từ việc cha tôi tự truyền tin, chắc chắn thành chủ phủ sẽ hành động thôi." Ma Ly Mông lắc đầu. Huyết Mang hội trưởng không phải là một vĩnh hằng chân thần bình thường, ông ta lãnh đạo một thế lực lớn. Giết ông ta không phải chuyện dễ còn cần phải thảo luận với năm gia tộc lớn mới quyết định được. Hơn nữa, lệnh truyền của cha cô trước khi chết không thể coi là chứng cứ xác thực. Kẻ giết người hoàn toàn có thể giả dạng thành huyết mang hội trường. Giả dạng, Diêu Dung Kỳ lo lắng, cha tôi trước khi chết truyền tin vậy mà cũng không thể tin sao. Một số bi pháp có thể giả dạng, ngay cả vĩnh hằng chân thần cũng khó nhìn thấu. Mà Li Mông nói, tóm lại, để xác định danh tính kẻ giết người và khiến thành chủ phủ hành động rất khó. Diêu Dung Kỳ im lặng. Cha cô chết rồi. Những tài sản dưới danh nghĩa cha cô, các động phủ, luyện đan, cửa hàng là những thứ mà một hư không chân thần như cô khó lòng kiểm soát được. Mali mông lắc đầu. Gia tộc Mali có thể giúp nhận lấy. Cha. Mali Phi Vân lo lắng lên tiếng. Yên tâm đi. Ta không cần chiếm chút lợi nhỏ này. Những tài sản này ước tính khoảng 20.000 vũ trụ xa sẽ được lưu giữ dưới tên của diêu dung kỳ tại viêm phong hội quán mali mông nói cô không nên mang quá nhiều vũ trụ xa cảm ơn mông bá diêu dung kỳ cảm kích nói cô cũng biết giá trị này không hề thấp toàn bộ hoài dương thành chỉ có một số ít người có khả năng giết được huyết mang hội trưởng mali mông nói vì vậy để giết hắn cô cần có đủ kiên nhẫn chờ đợi cơ hội thích hợp diêu dung kỳ hỏi mali thống soái có thể ra tay không hai vạn vũ trụ xa này tôi có thể không lấy không đơn giản như cô nghĩ ma li mông quay người rời đi tiểu kỳ cô cứ ở lại đây sẽ không ai có thể uy hiếp cô ma li phi vân nói diêu dung kỳ nhẹ giọng nói phi vân tôi muốn yên tĩnh một chút được tôi không làm phiền cô ma li phi vân đứng dậy rời đi diêu dung kỳ một mình ngồi đó ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm nhìn vào vô số ngôi sao sáng lấp lánh trên trời vừa rồi ngôi sao thuộc về cha cô chắc cũng đã hoàn toàn mờ nhạt rồi Cha Diêu Dung Kỳ trong khoảnh khắc này nhớ cha vô cùng Sau đó ánh mắt cô trở nên điên cuồng Diêu Dung Kỳ thông qua lệnh truyền Liên lạc với viêm phong hội quán Diêu Dung Kỳ Cha cô Diêu Dung Diễn đã chết Ông ấy để lại cho cô 3 vạn vũ trụ xa trong ám điện Và Ma Ly Mông cũng đã lưu lại hai vạn vũ trụ xa cho cô Hiện tại cô có tổng cộng 5 vạn vũ trụ xa Ám điện đáp lại cô con muốn treo thưởng 4 vạn vũ trụ xa để săn huyết mang hội trưởng Mục Dương. Điêu Dung Kỳ truyền thông báo đi. Cô tin tưởng vào phán đoán của cha mình trước khi chết về danh tính của kẻ sát nhân. Được rồi, thưởng cho huyết mang hội trưởng đã được nâng lên thành 160.000 vũ trụ xa. Còn lại của cô là 10.000 vũ trụ xa. Ám điện đáp lại. Sau khi nâng mức thưởng, Điêu Dung Kỳ chỉ có thể ngồi chờ đợi một cách lặng lẽ... Cô mong có một cường giả nhận thưởng và đi giết huyết mang hội trưởng. Trụ sở huyết mang hội, Ma Ly Mông, sao ngươi lại đến đây? Huyết mang hội trưởng Mục Dương nhìn Ma Ly Mông với nụ cười nhẹ nhàng. Ma Ly Mông mặt mày âm trầm. Ngươi điên rồi sao? Điêu dung diễn chuyên tâm luyện đan, có công với toàn bộ Hoành Dương Thành, cũng không tham gia vào cuộc tranh đấu với thế lực hắc ám của các ngươi. Tại sao ngươi lại ra tay với ông ta? Làm như vậy chỉ khiến không ít gia tộc ở Hoành Dương Thành hoang mang. Nếu năm gia tộc lớn cho rằng ngươi gây ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn thành, thì ngươi coi như xong đời rồi. Không phải ta giết ông ta, kẻ sát nhân đã giả dạng ta. Mục Dương vội vàng nói. Thủ lĩnh thế lực thực quốc, Huyết Vân, rất giỏi trong việc giả dạng. Ta nghi ngờ hắn đã giả dạng ta. Điều dung diễn chết trước khi nhận định rằng kẻ giết ông ta là ngươi. Ma Ly Mông cười lạnh. Ngươi làm việc mà để đối phương nhận diện được danh tính của ngươi. Ngươi thật vô dụng. Thật sự không phải ta, Mục Dương nói. Hoành Dương Thành này, mọi người đều phải giữ quy tắc. Ma Ly Mông liếc nhìn hắn một cái rồi quay lưng rời đi. Không giữ quy tắc, hậu quả ngươi không chắc cánh nổi. Nói xong, Ma Ly Mông đã biến mất. Mục Dương nhìn bóng lưng của Ma Ly Mông, sắc mặt dần trở nên bình tĩnh. Không giữ quy tắc thì sao? Hừ, Thế giới này rốt cuộc là lấy sức mạnh làm trọng. Mục Dương cười nhạt. Ta chỉ giết một người, có bao nhiêu gia tộc trong Hoành Dương Thành có thể làm gì ta? Dám ra tay với ta thì phải chuẩn bị chết. Chỉ tiếc là điêu dung diễn quá vô dụng, giết ông ta, thậm chí lục soát cả động phủ, cũng chỉ thu được 22 vạn vũ trụ xa. Mục Dương lắc đầu. Theo phán đoán của ta, Hoành Dương Thành có ba đại luyện đăng sư đứng đầu, những người này cũng đủ béo bở, đáng tiếc chỉ có từng ấy thôi. Không được, ta chỉ có thể dùng bảo giáp của mình để bù đắp thôi. Mục Dương nghĩ thầm, ta phải nhanh chóng mua được hỗn thiết huyết sa pháp phần dưới. Nếu chỉ hoãn quá lâu, ta sẽ bị thực quốc hoàn toàn cuốn vào, lúc đó không bảo vệ nổi tính mạng. Hắn rất rõ sự nguy hiểm trong cuộc xung đột giữa năm gia tộc lớn và thế lực thực quốc vì muốn kế thừa mà bị cuốn vào, chỉ mong nhanh chóng nhận được kế thừa rồi trốn đi thật xa trì hoãn càng lâu càng nguy hiểm. Phải nhanh chóng, gom đủ một triệu vũ trụ xa. Mục Dương ánh mắt lạnh lùng. Thời gian trôi qua rất chậm trên châu Nguyên, đêm qua đi, ngày lại đến. Mọi thế lực lớn trong Hoành Dương Thành đều biết về cái chết của Điêu Dung Diễn, cũng nghe tin kẻ sát nhân có thể là huy mang hội trưởng Mục Dương. Hiện tại mức thưởng cho Mục Dương ở hỏa phong hội quán ám điện đã lên tới 160.000 vũ trụ xa. Cha tôi có một số bạn bè, nhưng cha tôi đã chết. Họ sẽ không giúp tôi treo thưởng đâu. Điêu Dung Kỳ ở trong Mali gia tộc liên tục kiểm tra mức thưởng, nhưng mức thưởng vẫn không thay đổi, không có ai nhận thưởng. Lãnh đạo thế lực đen tối xếp thứ tư, tên là Thuần Ngục Nhất, thường là 180.000 vũ trụ xa. Suốt nhiều năm qua, hắn vẫn sống rất ổn. Huyết mang hội trưởng hiện tại đứng thứ năm với 160.000 vũ trụ xa. Ai lại đi giết hắn, Điêu Dung Kỳ một lần nữa nhìn vào bảng thưởng, hy vọng bảng này sẽ có thay đổi. Nhưng cả một đêm dài, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Điêu Dung Kỳ chỉ cảm thấy vô lực, sau khi cha chết, cô không biết có thể làm gì. Tiểu thư, La Hà Thượng Quân đã đến hỏa giới thực quán rồi. Tố Vân truyền tin từ hỏa giới thực quán. La Hà, Điêu Dung Kỳ lòng chợt động. La Hà Thượng Quân vừa đến Hoành Dương Thành, không coi huyết mang hội vào đâu, chắc chắn hắn sẽ không sợ Mục Dương. Mục Dương nổi danh khắp nơi, khiến không ít thế lực phải kiêng rè. Nhưng rõ ràng La Hà Thượng Quân không để tâm đến điều đó. Đó cũng là lý do Điêu Dung Kỳ muốn đi bái sư ngay từ đầu. Hừm, Điêu Dung Kỳ lập tức đứng dậy. Tiểu Kỳ Ma Ly Phi Vân luôn lo lắng cho bạn mình. Ta phải đi ngay lập tức. Điêu Dung Kỳ nói Bây giờ ra ngoài không an toàn đâu. Ma Ly Phi Vân lo lắng. Bây giờ là ban ngày, xung quanh đều là chân thần, khá an toàn, mà ta nhất định phải đi. Điêu Dung Kỳ kiên quyết nói, Mali Phi Vân suy nghĩ một lát, ta sẽ sắp xếp một đội hộ vệ đưa cô đi, cô sẽ đi bằng thuyền bay của Mali gia tộc. Cảm ơn. Điêu Dung Kỳ cảm kích, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức vội vã lên đường. Quán ăn hỏa giới. Thượng tôn, tiểu thư nhà ta đã dặn rồi, mọi chi phí tại quán ăn hỏa giới, tiểu thư nhà ta sẽ chịu trách nhiệm. Sở Vân vô cùng cung kính nói, La Phong dẫn theo Mô La Sa, Mạc Ngọc Thanh Nguyên cùng đi đến sau khi ta rời khỏi quán ăn hỏa giới lần trước, ngươi cứ ở đây canh chừng sao? La Phong nhìn Sở Vân. Đúng vậy, tiểu thư đã dặn dò. Hộ vệ Sở Vân đáp. Cảm ơn tiểu thư nhà ngươi dùm ta. La Phong trực tiếp bước vào, chủ quán hỏa giới. Hắc đồ phu. Lập tức nhiệt tình ra đón. Trong lầu nhỏ, La Phong và Mạc La Sa cùng nhau thưởng thức thức ăn, rượu ngon. Còn người hầu Mạc Ngọc Thanh Nguyên chỉ có thể đứng bên ngoài canh chừng. Mạc Ngọc Thanh Nguyên canh chừng rất cẩn thận, tiểu thư nhà họ Điêu Dung có vẻ rất muốn nhận thầy đấy. Mặc La Sa nói, cha nàng ấy tối qua chết rồi. La Phong nói, chết rồi. Mặc La Sa ngạc nhiên, ta cũng là nghe bạn bè nói vậy. La Phong đáp, dù sao không ít thế lực đã đến thăm mình, Saf mình cũng kết giao được một số bạn bè. Các vị vĩnh hằng chân thần như Thẳng Thiên Hỏa cũng đã thông báo tin này cho mình. La Phong đột nhiên nói, trong thành Hoài Dương có một thế lực ẩn nấp của quốc gia thực, thủ lĩnh gọi là Huyết Vân, tiền thưởng lên tới 1,2 triệu vũ trụ xa. Diệt hắn, mặc la sa mắt sáng lên, nhưng mà không tìm được hắn. La Phong nghĩ ngợi, ngươi có cách nào tìm được hắn không? Mặc la sa bẩm sinh nắm giữ đạo lý hủy diệt. Nếu không nhờ vào bí thuật ý chí, liệt nguyên thuật, La Phong tự hỏi cũng chưa chắc thắng được mô la sa. Mình tìm không ra huyết vân, có thể mặc la sa có hy vọng. Ta chưa từng gặp hắn. Mặc la sa nhíu mày, nếu từng gặp qua một lần thì ta có một số cách để tìm ra hắn. Tiếc quá, La Phong lắc đầu. Nếu có thể giết Huyết Vân, chiến lợi phẩm và tiền thưởng khổng lồ từ hắn, đủ ngang với một đám thủ lĩnh thế lực đen tối, chắc chắn tài nguyên cần cho ba lần luyện thể của mình đã đủ rồi. Tiếc là không tìm được hắn. Chủ nhân. Ngoài cửa, tiếng mặc ngọc thanh nguyên vang lên. Điêu Dung Kỳ đến thăm. Cô ấy đến rồi sao? La Phong nhìn bàn tiệc hỏa giới trước mặt, để cô ấy vào đi. Cửa ngoài, Mạc Ngọc Thanh Nguyên đang canh chừng cũng vừa đúng lúc mở ra, nói, chủ nhân mời ngài vào. Đào Dung Khải nhìn thoáng qua vị thần trẻ tuổi, rồi một mình bước vào tòa nhà nhỏ. Trong tòa nhỏ, Đào Dung Khải ngay lập tức nhìn thấy Lý Phong và Mạc La Sa đang ngồi đó, ăn món ngon và uống rượu. Dung Khải bái kiến thượng nhân. Đào Dung Khải cung kính quỳ xuống, đầu chạm xuống mặt đất. Nói việc chính đi, Ly Phong thong thả rót rượu cho mình. Cha tôi bị giết, cả động phủ với hơn 10.000 sinh linh, bao gồm cả trẻ nhỏ, đều bị giết chết. Đào Dung Khải quỳ dạp xuống. Tôi chỉ hy vọng có thể báo thù cho cha, báo thù cho tất cả sinh linh đã chết trong động phủ. Tôi cầu xin thành chủ phủ giết kẻ ác, nhưng thành chủ phủ không màng đến. Tôi tăng thưởng cho Mỹ Vân Hội và Bí Điện. Hy vọng có ai sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng tôi chờ cả đêm mà vẫn không có cường giả nào xuất hiện. Tôi biết thượng nhân không sợ xích xà hội. Vì vậy tôi đến cầu xin thượng nhân, hy vọng thượng nhân nhận nhiệm vụ thường, giết chết hội trưởng xích xà. Đào Dung Khải giọng khàn khàn, cầu xin. Lý Phong và Mạc La Sa nhìn cô. Cô có gì để cầu tôi? Lý Phong nói, có phải là bữa tiệc này cô mời tôi không? Đào Dung Khải khẽ quỳ xuống, giọng yếu ớt. Tôi không có gì để đưa ra, tài sản của tôi gần như đã đầu tư hết vào thưởng của Mỹ Vân Hội, hiện giờ chỉ còn lại một vạn càn khôn xa. Tôi cũng sẵn lòng dâng tặng một vạn càn khôn xa cho thượng nhân. Tôi biết một vạn càn khôn xa ít đòi quá, không đủ để thượng nhân ra tay. Nhưng tôi chẳng còn gì, chỉ còn lại một mạng sống. Tôi nguyện bán thân làm nô lệ cho thượng nhân, cả đời hầu hạ. Tôi không đòi hỏi gì khác, chỉ cầu báo thù. Đào Dung Khải mắt ngấn lệ, cái đuôi mềm mại cũng rũ xuống bên cạnh. Lý Phong nhìn cô. Bán thân làm nô lệ, Cha cô rõ ràng đã sắp xếp cho cô. Hôm nay cô còn đi thuyền bay của Mali tộc tới. Cô hoàn toàn có thể sống tự do suốt đời. Cô giờ muốn dâng tất cả, bán thân làm nô lệ, chỉ vì báo thủ. Đúng, Đào Dung Khải quỳ dạp xuống, không hề do dự. Dù tôi giết hội trưởng xích xà, cha cô cũng không thể sống lại. Vì một người cha đã mất mà bỏ qua cuộc sống tự do suốt đời. Lý Phong nhìn cô, lần trước gặp cô tiểu thư Đào Dung ra, anh còn cảm nhận được sự kiêu ngạo của cô. Nhưng lúc này, cô đã hoàn toàn thay đổi. Đào Dung Khải quỳ xuống, nói, đó là cha tôi, người yêu tôi nhất trên thế giới, luôn bảo vệ và chăm sóc tôi. Những lời cuối cùng của cha tôi đều là lo lắng cho tôi, sắp xếp đường lui cho tôi. Nhưng, người cha yêu thương tôi nhất đã không còn. Những người đồng tộc quen thuộc từ khi tôi sinh ra cũng đã không còn. Để báo thù, tôi có thể làm tất cả, không tiếc bất cứ giá nào. Dù che tan biến, tôi cũng cam tâm. Đào Dung Khải nhìn Lý Phong, cha cô trước sắp xếp đường lui cho cô, chắc chắn ông cũng hy vọng cô sống tốt, hy vọng cô sống tốt. Lý Phong nói, cô không cần bán thân làm nô lệ, cô giữ lại một vạn càn khôn xa đó đi, tự tu luyện sống tốt như cha cô hy vọng. Còn việc cô cầu tôi ra tay, tôi vốn dĩ đã định nhận nhiệm vụ thưởng. Hội trường xích xà chính là mục tiêu nhiệm vụ thưởng đầu tiên của tôi. Lý Phong nói. Đào Dung Khải ngây người nhìn Lý Phong. Không cần càn khôn xa không cần bán thân làm nô lệ mà vẫn giúp cô tôi nguyện hầu hạ thượng nhân Đào Dung Khải vô cùng cảm kích không cần đâu Lý Phong nhẹ lắc đầu cô về Mali tộc đi nhớ là chuyện này phải giữ bí mật Đào Dung Khải gật đầu cô tất nhiên hiểu việc giữ bí mật trước khi trời tối cô sẽ nhận được tin tức Lý Phong nhẹ vẫy tay cô có thể đi rồi cảm tạ thượng nhân Đào Dung Khải cúi đầu thật mạnh rồi đứng dậy rời đi khi Đào Dung Khải bước ra khỏi tòa nhà nhỏ Tâm trạng cô rất kích động. Cô thấy Mặc Ngọc Thanh Nham đang canh gác ở cửa, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy một chút ghen tị. Cô muốn làm nô lệ hầu hạ, nhưng thượng nhân lại không nhận. "Tiểu thư." Tô Vân vội vã đến đón. "Tô Vân, cha tôi đã chết, tộc Đào Dung cũng đã diệt vong." Đào Dung khải nói, "Ngươi không cần làm hộ vệ cho ta nữa." Nói rồi, cô vỗ nhẹ vai Tô Vân, một bình ngọc xuất hiện trong tay áo của Tô Vân. Tô Vân ngây người, có chút không dám tin. Đào Dung Khải nhanh chóng rời đi trên thuyền bay của Ma Ly Tộc. Tộc Đào Dung diệt vong. Tô Vân dù sao cũng chỉ là người giữ cửa tiệm nhỏ của hòa giới, tin tức không quá nhanh nhạy, không biết chuyện đêm qua đã xảy ra. Hắn dùng thần lực cảm nhận Bình Ngọc không khỏi vui mừng. Đến tận 500 hỗn độn tinh, tiểu thư thật hào phóng. Dù hắn có tài năng, làm hộ vệ cho tộc Đào Dung cũng chỉ có 10 hỗn độn tinh một năm, Lần này tiểu thư cho hắn 500 hỗn độn tinh, đối với một chân thần mà nói, đúng là một số tiền khổng lồ. Hắn cũng hiểu, cho nhiều như vậy là vì hắn đã lập được công lớn. Có những thứ này, tôi có thể mua tài nguyên để rèn luyện thân thể và huyết mạch, cộng với truyền thừa pháp, với thiên phú của tôi, hoàn toàn có thể hy vọng thành công trong việc trở thành chân thần hư không." Tô Vân nghĩ thầm, trong lòng nóng bỏng, quay người đi. Lúc này chủ quán Hỏa Giới Thực Quán Hắc Sát cũng nhìn thấy Tô Vân rời đi. Hộ vệ Tô Vân thời gian qua luôn ở lại quán Hỏa Giới Thực Quán, cuối cùng cũng rời đi rồi sao? Hắc Sát nghĩ. Vừa rồi tiểu thư tộc Đào Dung cũng rất kỳ lạ, bình thường đều có đội ngũ hộ vệ của mình đi cùng, lần này lại đi thuyền bay của Ma Ly tộc. Hắc Sát cảm thấy có chút không đúng, hắn đã bước vào luân hồi và đến Đại Lục Nguyên, vẫn còn mắc kẹt ở cảnh giới chân thần hư không tin tức tự nhiên không nhanh nhạy, không biết chuyện tộc Đào Dung bị diệt vong. Tên đồ tể đen. Một tiếng quát vang lên. Người đàn ông tóc đỏ, đoạn mặc yun, dẫn theo vài tên thuộc hạ, bước vào quán ăn lửa giới, đoạn điện chủ. Tên đồ tể đen, béo mập, vui vẻ chào đón. Là người thuộc dòng pháp tắc, tên đồ tể đen này đã dành nhiều năm tu luyện ở đại lục nguyên tố. Về sức mạnh thì tuyệt đối là một trong những vị thần chân chính mạnh nhất trong hư không hoàn toàn có thể áp chế đoạn mặc yun nhưng lúc này hắn không dám lơ là chút nào vì đối phương là một trong các điện chủ của huyết xã hội đoạn điện chủ thật hiếm khi đến quán nhỏ của tôi tên đồ tể đen nói với vẻ nhiệt tình đồ tể đen đoạn mặc yun nói tôi đến để truyền đạt một mệnh lệnh tên đồ tể đen ngạc nhiên hỏi mệnh lệnh gì hội trưởng đã ra lệnh tất cả các thương gia trong địa bàn của huyết xã hội cần phải nộp một lần 100 kỳ tiền cống. Đoạn Mặc Ân nói. 100 kỳ tiền cống, tên đồ tể đen kinh ngạc vội vã nói, trước đây không phải mỗi lần chỉ cần nộp một kỳ thôi sao, tôi chưa bao giờ thiếu tiền cống cho huyết xã hội. Bây giờ quy tắc đã thay đổi, phải nộp một lần 100 kỳ, sau lần này, lần sau là 100 kỳ nữa. Đoạn Mặc yun mỉm cười nói, huyết xã hội chúng tôi sẽ không thu thêm gì đâu tên đồ tể đen vội vàng nói, nhưng tôi làm sao có thể gom đủ số tiền này? Tất cả các thương gia trong địa bàn của huyết xã hội đều như vậy. Đoạn mặc yun nói, các ngươi có ba ngày để nộp, nếu không nộp, hư hư, ngươi chắc hiểu hậu quả nếu trái lệnh huyết xã hội. Tên đồ tể đen sắc mặt trở nên khó coi. Tin tức đã truyền đi rồi, chuẩn bị nhanh đi. Đoạn mặc yun dẫn theo thuộc hạ xoay người rời đi. Thưa thầy, một trăm kỳ tiền cống mà chỉ có ba ngày để gom đủ, một tên đệ tử cũng lo lắng nói. Tên đồ tể đen khẽ lắc đầu. Những thương gia có thế lực có thể không quan tâm đến huyết xã hội, nhưng chúng ta không có khả năng đó. Lúc này mà dám không nộp, có lẽ sẽ mất mạng mà không ai hay biết. Nếu huyết xã hội đã quyết định thu một lần một trăm kỷ, chắc chắn sẽ giết gà dọa khỉ. Ai dám không nộp, sẽ bị giết. Tên đồ tể đen đã sống ở Hoành Dương Thành đến bây giờ, rất rõ ràng cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nhưng dù biết rõ như vậy, hắn vẫn cảm thấy uất ức. Ai là một quán ăn nhỏ ở Hoành Dương Thành lại khó như vậy? Huyết xã hội thu một trăm kỳ tiền cống. Một giọng nói vang lên. Tên đồ tể đen quay đầu nhìn là La Phong và mặc La Sa bước tới gần. Thượng nhân nghe thấy rồi. Tên đồ tể đen bất đắc dĩ nói. Mệnh lệnh của huyết xã hội, quán ăn nhỏ như chúng tôi làm sao có khả năng phản kháng? Huyết xã hội quả thật hơi điên rồ. La Phong gật đầu. May mà tôi đã từng giao thiệp với bọn họ, tên đồ tể đen thầm nhủ, giao thiệp. Hoành Dương Thành ai chẳng biết, La Hà Thần Quân đã đánh bại huyết xã hội, khiến huyết xã hội phải ngoan ngoãn bồi thường hai vạn vũ trụ cát. Đến lúc đó tôi sẽ giúp ngài nói vài lời, chắc chắn có thể miễn được khoản tiền cống này. La Phong nói, cảm ơn Thần Quân thật sự quá. Tên đồ tể đen liên tục nói, trong Hoành Dương Thành có một số thương gia, có thế lực sẽ không nộp tiền cống. Chỉ có những thương gia yếu như họ mới không thể phản kháng. Nếu La Hà thần quân giúp đỡ, quán ăn này chắc chắn sẽ sống tốt hơn nhiều. Uy tín của tôi chắc cũng có chút tác dụng. La Phong nói rồi dẫn theo Mô La Sa, mặc Ngọc Thanh Yên rời đi. Tên đồ tể đen nhìn theo La Phong, trong lòng vô cùng vui mừng. Huyết xã hội làm sao vì một quán ăn nhỏ như tôi mà đấu với La Hà thượng nhân chứ? Ôi, thượng nhân thích quán ăn này, từ nay ngày tháng chắc sẽ dễ sống hơn. Có hậu thuẫn sẽ tránh được rất nhiều sự bóc lột Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi thẳng tới huyết xã hội sao? Trên bầu trời thành phố phồn hoa hoành dương, mặc la sánh mắc sáng rực sôi sục, còn mặc ngọc thanh yên bên cạnh thì có vẻ hơi mơ hồ. Đi tới huyết xã hội, có cần phải vội vàng như vậy vì quán ăn lửa giới sao? Lúc này Mạc Ngọc Thanh Yên vẫn chưa rõ La Phong đang muốn đối phó với hội trưởng huyết xã hội. Bây giờ đi ngay. La Phong gật đầu. Đi thôi. Vù. La Phong cùng hai người hầu biến thành ánh sáng mở, lao thẳng về phía tổng bộ huyết xã hội. Rất nhanh tổng bộ huyết xã hội rộng lớn, hùng vĩ xuất hiện trong tầm mắt, có thể thấy rất nhiều thành viên huyết xã hội phân tán khắp nơi, dưới sự vận hành của trận pháp phá uy thế thật là khủng khiếp. Các ngươi ở ngoài chờ, La Phong nói, liếc nhìn Mô La Sa. Vâng, chủ nhân. Mặc La Sa đáp, đồng thời kéo Mặc Ngọc Thanh Yên lại. Mặc Ngọc Thanh Yên trong lòng có chút mơ hồ, chủ nhân đi thăm huyết xã hội, sao hầu cận không đi theo? Mặc là xa truyền âm chủ nhân yên tâm dù tên hội trưởng huyết xã hội có xảo quyệt trốn thoát ta cũng có thể ngăn lại ngươi chỉ cần nhìn là được ta sẽ giải quyết hắn là phòng truyền âm lại rồi bay thẳng về phía cổng tổng bộ huyết xã hội nhớ giữ lại xác của hội trưởng huyết xã hội cho ta mặc la xa truyền âm rất thèm thuồng xác của hội trưởng huyết xã hội nổi danh hẳn là ngon hơn rất nhiều so với tên đồ tể đen La Phong lúc này đã bay đến gần cổng tổng bộ huyết xã hội, đồng thời nhờ vào lệnh truyền tin của Hỏa Phong hội nhanh chóng nhận được nhiệm vụ ám sát hội trưởng huyết xã hội Mục Dương. Hiện giờ là ban ngày, bên ngoài trụ sở của hội huyết máng cũng rất đông đúc, nhiều chân thần đang cưỡi trên những bảo vật bay ngang qua bầu trời hoặc đi bộ trên các con đường dưới mặt đất. Nhưng tất cả đều giữ khoảng cách với trụ sở hội huyết máng. Đó chính là trụ sở của hội huyết máng thế lực hắc ám hội huyết mãng. Nhiều chân thần đi ngang qua đều nhìn trụ sở rộng lớn và hùng vĩ của hội huyết mãng với ánh mắt kính sợ. Bỗng nhiên, họ phát hiện ra một màn đen tối vô cùng dày đặc bao trùm toàn bộ trụ sở hội huyết mãng. Cảnh tượng này khiến các tu sĩ của muôn loài đi qua đều sững sờ. Dù là ban ngày, có rất nhiều chân thần bộ lạc vào thành và họ đều thấy rõ cảnh tượng này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? cả trụ sở hội huyết mãng bị bóng tối bao phủ, không thể nhìn thấy bên trong, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Đây là một vùng vũ trụ thu nhỏ. Trụ sở hội huyết mãng chắc gặp phải cường địch rồi. Chuyện lớn rồi. Các tu sĩ của muôn loài nhanh chóng rút lui, giữ khoảng cách đủ xa và quan sát từ xa. Trong số những tu sĩ đó có cả Mô La Tát và Mạc Ngọc Thanh Nham. Thần quân La Tát, chủ nhân của chúng ta thì sao? Mạc Ngọc Thanh Nham không hề ngu ngốc, tất nhiên nhận ra điều bất thường. Cứ quan sát đi thôi. Mô la Tát cười híp mắt đáp. Là phòng nhận nhiệm vụ treo thưởng, chỉ có hội quán viêm phong biết, và hội quán viêm phong sẽ không công khai việc này. Việc nhận nhiệm vụ không bị giới hạn. Thậm chí nhiều cường giả có thể cùng nhận một nhiệm vụ, ai hoàn thành trước sẽ nhận được tiền thưởng. Quán chủ, La Hà đã nhận nhiệm vụ ám sát hội trưởng huyết mãng Mục Dương. Bóng xám lập tức thông báo cho quán chủ. La Hà và hội trưởng huyết mãng Mục Dương sao? Quán chủ viêm phong nhẹ nhàng vung tay, trước mặt hiện ra hình ảnh trụ sở hội huyết mãng, nơi đang bị bóng tối bao trùm hoàn toàn, không thể nhìn thấy gì. La Hà quả là mạnh bạo, xông thẳng vào giết rồi. Trụ sở hội huyết mãng bị bao phủ bởi vùng vũ trụ thu nhỏ, hơn nữa còn có dao động cực mạnh bùng phát. Một vài quan viên ở phủ thành chủ, người chịu trách nhiệm giám sát toàn thành, lập tức kinh ngạc, mau báo cho thành chủ. Họ biết tình hình rất nghiêm trọng, hiển nhiên là có cường giả tấn công thẳng vào trụ sở hội huyết mãng. À, không thấy được. La Phong rất rõ ràng, dù đã nhận nhiệm vụ, hội quán Viêm Phong cũng sẽ không công khai, nhưng La Phong luôn tin rằng càng nhiều người biết bí mật thì bí mật đó càng dễ bị lộ. Ngay cả với hội quán Viêm Phong, La Phong cũng không hoàn toàn tin tưởng. Ngay khi triển khai vùng vũ trụ thu nhỏ bao trùm trụ sở hội huyết mãng, La Phong đã ra tay hư la phong giơ tay phải lên bàn tay hóa thành móng vuốt vươn ra phía trước cánh tay bỗng dài ra năm ngón tay nhanh chóng to lớn năm ngón tay như năm cột trụ trời khiến không gian và thời gian xoắn lại ép thẳng xuống trận pháp của trụ sở hội huyết mãng là một thế lực hắc ám trụ sở của hội huyết mãng thường xuyên xung đột với các thế lực khác trận pháp của trụ sở tất nhiên rất mạnh mẽ và đã tiêu tốn không ít nhưng khi năm ngón tay của la phong rơi xuống như những cột trụ trời Bum bum bum, những tiếng nổ vang lên liên tiếp, nhiều cơ sở trận pháp của trụ sở bị nổ tung, trận pháp đang vận hành bị xé toạc hoàn toàn. Không ổn rồi. Có địch mạnh. Nhiều thành viên trong trụ sở hội huyết mãng ngước đầu nhìn trận pháp bị xé toạc, không khỏi hoàng hốt, họ hoàn toàn không có ý định phản kháng. Bởi chỉ cần nhìn thấy vùng vũ trụ thu nhỏ bao trùm, cộng thêm trận pháp bị phá vỡ, họ đã biết rằng kẻ địch là một tồn tại cực mạnh trong số các chân thần vĩnh hằng. Những thành viên bình thường này chỉ có thể đi thu tiền bảo hộ, còn đối mặt với kẻ địch khủng khiếp thật sự, chỉ cần chạm vào là họ sẽ tan thành bụi. Từng người một cuống cuồng trốn tránh, tìm nơi ẩn náu tại những góc khuất trong các tòa nhà, chỉ hy vọng không bị liên lụy. Nhanh thế đã ra tay rồi sao? Hội trưởng huyết mãng, mục dương, đang bế quan trong điện thính, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt xuyên qua nhiều lớp chướng ngại, thấy bàn tay đã xé toạc trận pháp. Ai trong thành Tô Dương dám ra tay với ta? Không ổn. Ở một nơi khác, hai phó hội trưởng Lai Ma và Mục Lân đều cảm nhận được sự rung chuyển kinh khủng khi toàn bộ trận pháp bị phá vỡ, sắc mặt họ lập tức biến đổi. Có thể ngay lập tức phá hủy trận pháp, thực lực này e là không yếu hơn hội trưởng. Vượt xa chúng ta. Cả Lai Ma và Mục Lân đều dùng mình, họ yếu hơn hội trưởng rất nhiều. Ha ha ha, hội huyết mãng các ngươi làm quá nhiều chuyện ác, giờ là lúc báo ứng. Một chân thần hư không từng bị tra tấn, tàn bạo, cười điên cuồng, thu của 3.700 đồng tộc kỳ ma tộc của ta, hôm nay sẽ được báo. Chân thần hư không này chính là một trong những con mồi của hội huyết mãng. Phó hội trưởng Lai Ma chỉ liếc qua chân thần hư không này, ngay lập tức hắn tan biến. Đi thôi, đi hợp lực với hội trưởng. Hai phó hội trưởng rất dứt khoát, ngay lập tức lao ra khỏi tòa nhà. Khi lao ra ngoài, họ phát hiện bên ngoài đã chìm trong bóng tối hoàn toàn. Trong bóng tối méo mó đó, một luồng khí tức kinh khủng bao trùm, một bóng dáng mờ mịt đã tới gần. La Hà. Nhìn thấy bóng dáng mờ mịt đó, đôi mắt đỏ ngầu của phó hội trưởng Lai Ma mở to. Ngày trước bị La Phong đánh một chiêu lấy đi trái tim chân thần, nỗi sợ hãi của phó hội trưởng Lai Ma đối với La Phong đã ăn sâu vào tận xương tủy. La Hà Phó hội trưởng Mục Lân cũng biến sắc. Hai người họ gặp La Phong nhưng phản ứng hoàn toàn khác nhau. Phó hội trưởng Lai Ma lập tức đốt cháy thần lực điên cuồng lui lại, chỉ nghĩ đến việc chạy càng xa càng tốt. Ngược lại, Phó hội trưởng Mục Lân, thân hình khô gầy vô cùng, lại tỏ ra điên cuồng. Trong khoảnh khắc, cơ thể ông bùng nổ và hóa thành vô số côn trùng độc. Những con côn trùng này dày đặc, phần lớn lao tới tấn công La Phong. Một số ít thì bay tứ tán chạy trốn, La Phong nhìn lướt qua và thấy rõ, những con côn trùng độc này đều có vỏ ngoài màu xám bạc, vô cùng cứng cáp, thân thể côn trùng độc. Thông tin La Phong nhận được từ Suy Thiên Viêm đã rất chi tiết, biết rằng toàn bộ sức mạnh của Phó hội trưởng Mục Lân đều tập trung vào thân thể côn trùng độc, một dạng cực kỳ khó đối phó. Có thể phân tách ra hàng triệu côn trùng độc, mỗi con đều cứng cáp, miệng sắc bén vô cùng. Dù là vũ khí thần bí nếu đủ thời gian cũng có thể bị chúng gặm nhấm mà tiêu diệt độc tố chứa đựng bên trong còn có thể thẩm thấu vào linh hồn xét về độ đe dọa phó hội trưởng mục lân còn khó đối phó hơn phó hội trưởng lai ma tôi có hàng triệu bảo côn chỉ cần kéo dài được một lúc có thể hoàn toàn thoát khỏi hắn mỗi con côn trùng độc đều chứa đựng ý niệm của phó hội trưởng mục lân hừ la phong bước đi không ngừng cùng với một tiếng hừ lạnh trên bề mặt thần thể có một luồng lực sám mờ phát nổ Lực xám mờ này lấy La Phong làm trung tâm, lan tỏa ra xung quanh và tự nhiên bao trùm hết thảy những con côn trùng độc đang tấn công. Những con côn trùng độc cứng cáp kia khi chạm vào luồng lực xám mờ liền bị nghiền nát trong nháy mắt. Luồng lực xám mờ này phân tán thành hàng vạn tia, truy đuổi những con côn trùng độc đang trốn chạy. Không con nào có thể thoát khỏi tốc độ truy đuổi của luồng lực này, tất cả đều bị tiêu diệt. Phụt cũng có một vài luồng lực xám mờ truy đuổi theo Phó Hội trưởng Lai Ma, người đang điên cuồng bỏ chạy. Tuy nhiên, Phó Hội trưởng Lai Ma chưa phân tán sức mạnh, nên đã đốt cháy thần thể và dùng một chiếc quyền trượng cản lại những luồng lực sám mờ đó, sau đó nhanh chóng kinh hoàng bỏ chạy xa hơn. Toàn bộ triệu độc trùng của Mục Lân bị tiêu diệt trong một nháy mắt. Tên La Hà này thật quá đáng sợ, chỉ có hội trưởng mới có thể cản hắn. La Phong vẫn bước đi không ngừng vung tay thu lại một số vòng tay, bình ngọc cùng các vật phẩm khác rơi ra từ việc tiêu diệt triệu độc trùng. Thứ tiêu diệt triệu độc trùng chính là chiêu luân hồi đao mà La Phong đã lĩnh ngộ và nắm vững trong phá giới cửu đao. Thân thể khủng bố sau khi trải qua luyện thể đã tạo ra lực mạnh mẽ, khi phối hợp với ý cảnh của luân hồi đao, nó tựa như một đao vực luân hồi. Thân thể của ta chỉ cần một chút lực phát ra cũng đủ để giết chết những chân thần vĩnh hằng bình thường. La Phong hiểu rất rõ sức mạnh thần thể của mình. Khi vừa đến Đại Lục Nguyên Thủy, thân thể của La Phong vẫn còn trong quá trình trưởng thành, chỉ cao chưa đến 1 tỷ km, nhưng giờ đây, thân thể đã đạt đến đỉnh cao, ở Đại Lục Nguyên Thủy, thân thể có thể duy trì độ cao 180 tỷ, tỷ km. Mỗi cử động của thân thể đều mạnh mẽ không kém gì một chân thần vĩnh hằng cảnh giới 10 của con đường huyết mạch. Sau khi trải qua một lần luyện thể, thân thể của La Phong trở nên cực kỳ cường đại, vượt ngoài sức tưởng tượng. Lực phát ra từ thân thể, khi được vận dụng theo ý cảnh luân hồi đao, tạo thành đao vực luân hồi. Nếu Hắc Đa Mạc, Lai Ma, Phó Hội trưởng hay những người khác cố gắng chống đỡ, họ sẽ bị nghiền nát thành cát bụi. Chỉ chút sức mạnh lan tỏa từ xa cũng đáng sợ như vậy sao? Phó Hội trưởng Lai Ma đốt cháy thần lực điên cuồng, lao thẳng về phía Hội trưởng. Hội trưởng cứu mạng, Hội trưởng cứu tôi với! Phó hội trưởng Lai Ma vội vàng truyền âm. Để ta đối phó hắn. Giọng nói của hội trưởng huyết mãng, mục dương vang lên. Ông đã đến trước mặt phó hội trưởng Lai Ma. Phó hội trưởng Lai Ma thở phào nhẹ nhõm. Hội trưởng dù có yếu hơn La Hà, nhưng cũng có thể cầm chân hắn một lúc. Ta sẽ có đủ thời gian để thoát thân. Lĩnh vực vũ trụ nhỏ này có thể giam giữ thành viên bình thường của huyết mãng hội, nhưng không thể cản trở một chân thần vĩnh hằng như hắn. Bỗng nhiên, sắc mặt của hội trưởng huyết mãng mục dương thay đổi khi nhìn về phía ông sao có thể phó hội trưởng lai ma cúi xuống nhìn vào ngực mình rồi quay đầu lại la phong đang đứng phía sau ông tay nắm một trái tim chân thần sáng rực chỉ tới lúc này cơ thể phó hội trưởng lai ma mới ầm ầm ngã xuống trên bề mặt trái tim chân thần xuất hiện khuôn mặt của phó hội trưởng lai ma khuôn mặt ấy vẫn đầy sự không tin và không cam tâm sao có thể Bên trong thành Hỗ Dương đã phong tỏa không gian, ngoài quân đoàn Hỗ Dương và vệ sĩ Hỗ Dương, không một cường giả nào có thể xuyên không, sao hắn lại có thể xuất hiện ngay sau lưng ta? Ngươi chạy cũng nhanh đấy." La Phong nhìn vào trái tim chân thần, khuôn mặt phó hội trưởng Lai Ma xuất hiện trên trái tim chân thần vội vàng cầu xin, "La Hà thần quân, đối mặt với ngài, ta hoàn toàn không dám ra tay. Xin tha mạng cho ta, ta sẽ dâng hết bảo vật cho ngài." "Giết ngươi, bảo vật cũng là của ta." La Phong nắm chặt tay, bóp nát trái tim chân thần. Khi La Phong ra tay bên trong trụ sở của hội huyết mãng, bên ngoài đã trở nên náo động. Một đội ngũ tuần tra của đội vệ binh hộ dương điều khiển bảo vật cơ khí, xà lửa viễn, một con rắn đỏ rực, uốn lượn xuyên qua hư không và đã đến gần trụ sở của hội huyết mãng. Cùng với tiếng hô vang, tất cả tu sĩ mau rời khỏi phạm vi địa võng. Chỉ thấy lực lượng của trời đất kết lại thành những sợi dây thừng, tạo nên trận pháp địa võng bao quanh trụ sở của hội huyết mãng. Vị trí của trụ sở hội huyết mãng không quá tốt, hoàn toàn không thể so với khu vực giáp hỗn độn, vì vậy động phủ ở đây cũng rất rẻ. Toàn bộ trụ sở của hội huyết mãng tự nhiên cũng rất rộng lớn, chiều dài và chiều rộng đạt tới 10 tỷ km. Hiện tại, phạm vi bao phủ của trận pháp địa võng có đường kính 30 tỷ km. Rút lui, mau rút lui. Các tu sĩ của vạn tộc xung quanh đang quan sát từ xa đều nhanh chóng lùi lại, tránh xa khỏi phạm vi của địa võng khổng lồ. Mạc La Toa và Mạc Ngọc Thanh Nham cũng theo dòng người lùi lại. Chủ nhân động tĩnh lớn thế này. Mạc Ngọc Thanh Nham có chút lo lắng. Mạc La Toa quan sát kỹ lưỡng, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mọi bất ngờ. Lúc này, trong quân đoàn đằng giao, một tập hợp khổng lồ cây cối lơ lửng trên cổng đông thành hộ dương. Mau mau mau, tất cả cửa của khoang đằng giao đóng lại ngay lập tức quân đoàn Đằng Giao, một trong 10 đại quân đoàn của Hộ Dương, đã được điều động khẩn cấp. Những chân thần vốn còn đang ra vào theo các nhánh cây, giờ đây chỉ có thể nhanh chóng nhảy xuống khi cửa khoang đã đóng lại. Toàn bộ quân đoàn Đằng Giao bắt đầu vận hành dưới sự chỉ huy của chân thần Vĩnh Hằng đứng đầu. Cùng với hơn vạn chân thần hư không và hàng triệu chân thần tinh nhuệ, điều khiển bảo vật cơ khí khổng lồ này tạo ra sức mạnh kinh hoàng. Thông thường, những chân thần có thể ra vào tự do đều không phải là những người đang trực ban. Hơn triệu chân thần đang trực ban không được phép rời bỏ nhiệm vụ. Quân đoàn Đằng giao Hiện tại ở trụ sở Hội Huyết Mãng trong thành Hộ Dương đang xảy ra cuộc giao đấu. Trong khoang điều khiển trung tâm của quân đoàn Đằng Dao, Tương Giang đang thành vinh đang nghe lệnh từ tổng thống Soái Ma Ly Tiêu. Ta chỉ có một yêu cầu, đảm bảo cuộc giao đấu trong trụ sở Hội Huyết Mãng không lan ra ngoài gây hại cho những người vô tội. Ai gây hại đến người vô tội tuyệt đối không tha, còn chuyện sống chết trong hội huyết mãng, không cần can thiệp. Yên tâm đi, thống soái Mali. Giang Thành Vinh mỉm cười đáp, ai phá hoại trật tự của thành hộ dương, quân đoàn đằng giao chúng ta sẽ toàn lực ra tay. Trước mặt là ảo ảnh của Mali tiêu, bốn chiếc sừng cong màu tím trên đầu trông như một chiếc vương miệng, khuôn mặt già nua, dù chỉ là ảo ảnh nhưng vẫn mang đến áp lực cực lớn ông ta là người mạnh nhất trong năm đại gia tộc của phủ thành chủ giang thành vinh dù xuất thân từ gia tộc giang hầu của cửu giang một chân thần vĩnh hằng cũng vô cùng ngưỡng mộ và kính phục ma ly tiêu ông ta là chân thần vĩnh hằng mạnh nhất mà giang thành vinh từng thấy âm um, âm um, quân đoàn đằng giao đã bắt đầu hành động mười đại quân đoàn và đội vệ binh hộ dương đều không bị trận pháp lớn của thành hộ dương giới hạn có thể trực tiếp xuyên qua hư không chỉ có việc ra quyết định truyền lệnh và điều động quân đoàn cần chút thời gian quân đoàn tự mình xuyên qua hư không thì chỉ trong nháy mắt đã đến trên không trung trụ sở hội huyết mãng đó là gì bên ngoài trụ sở hội huyết mãng những tu sĩ của vạn tộc nhìn thấy cây cối khổng lồ băng qua hư không mà tới là quân đoàn Đằng Giao. Quân đoàn Đằng Giao là một trong 10 đại quân đoàn của thành hộ Dương. Toàn bộ quân đoàn đã được điều động sao? Các tu sĩ quan sát vô cùng ngạc nhiên. Thông thường, những xung đột vi phạm quy tắc trong thành hộ, hộ Dương hay những cuộc xung đột giữa các thế lực hắc ám đều chỉ do đội vệ binh hộ Dương xử lý. Nhưng lần này, toàn bộ quân đoàn đã được điều động. Có vẻ như cuộc giao đấu bên trong trụ sở hội huyết mãng quá kinh khủng đội vệ binh hộ dương không thể kiểm soát được nữa chắc chắn là những kẻ đáng sợ nhất trong thành hộ dương đang giao chiến chúng ta nên lùi xa thêm chút nữa quân đoàn hộ dương cũng chưa chắc bảo vệ được chúng ta nhiều tu sĩ của vạn tộc quan sát từ xa điều khiển phi thuyền bay ra thêm hàng chục tỷ km nữa với khả năng quan sát của chân thần họ vẫn có thể nhìn thấy trụ sở hội huyết mãng từ xa xào sạc xào sạc quân đoàn đằng giao lơ lửng trên không trung trụ sở hội huyết mãng, vô số dây leo trải dài ra, hoàn toàn bao trùm và bọc kín trụ sở. Tuy nhiên, những dây leo này không thâm nhập vào lĩnh vực vũ trụ nhỏ. Rõ ràng, họ không muốn can dự vào cuộc tranh đấu bên trong. Không biết ai đang giao đấu với hội huyết mãng. Tướng quân Giang Thành Vinh của quân đoàn đằng giao cúi nhìn xuống dưới. Ban ngày, bên ngoài thành có vô số bộ lạc đến thành hộ dương để buôn bán, khi màn đêm buông xuống tất cả những cư dân không phải của thành hộ dương đều phải rời đi ban ngày là lúc thành phố nhộn nhịp và sầm uất nhất phủ thành chủ tuyệt đối không cho phép liên lụy đến người vô tội giang thành vinh và các thuộc hạ kiên quyết bảo vệ trật tự chẳng hạn nơi ở của các chân thần tuyệt đối an toàn trận pháp khổng lồ bao phủ vô số nơi cư trú của chân thần cấm các thế lực hắc ám xâm nhập để họ yên tâm tu luyện ban ngày ở những nơi sầm uất và náo nhiệt, bất cứ ai dám ra tay giết người đều sẽ bị nhiều chân thần nhìn thấy và ghi lại. Bằng chứng rõ ràng, phủ thành chủ nhất định phải có hành động. Các thế lực hắc ám chỉ dám hành động ở những nơi hẻo lánh. Đó cũng là lý do tại sao đa số cư dân không chịu nộp phí cư trú do các thế lực hắc ám thu. Các thế lực hắc ám không dám phá vỡ quy tắc và không thể kiểm soát nổi số lượng cư dân đông đảo chỉ những cư dân có công việc trong thành phố, thậm chí phải hoạt động cả vào ban đêm mới ngoan ngoãn nộp khoản phí này. La Phong tự nhiên hiểu rõ một số quy tắc của thành chủ phủ, anh cũng sẽ không phá vỡ những giới hạn đó. Sau khi giết chết phó hội trưởng ma, La Phong vung tay, thu dọn thi thể phó hội trưởng ma cùng với những vũ khí như quyền trượng mà hắn để lại. Hội trưởng huyết xà Mục Dương chỉ bình tĩnh nhìn họ, cả hai đều đoán được hành động của thành chủ phủ, nhưng họ đều không quan tâm thật khâm phục, thật khâm phục. Hội trưởng huyết xà, Mục Dương khen ngợi. Thần quân La Hà có tốc độ di chuyển thật nhanh, trong khoảng cách ngắn gần như sánh ngang với việc xuyên qua hư không. Không còn cách nào khác, phó hội trưởng ma chạy trốn quá nhanh. La Phong nói, phép thuật vừa thi triển, chính là một trong ba tuyệt học của dòng đoạn Đông Hà, Đông Hoa. Phó hội trưởng ma, từ đầu đã bỏ chạy. La Phong lại phân tâm để giải quyết một triệu con độc trùng nên buộc phải thi triển tuyệt học cấp thần vương, Đông Hoa, mới có thể tiêu diệt hoàn toàn phó hội trưởng ma. Thần quân La Hà, thần quân La Hà. Hội trưởng huyết xà nói một cách hòa nhã. Hai vị phó hội trưởng đã bị ngài giết chết, những bảo vật họ để lại cũng đã bị ngài thu. Thần quân La Hà có thể dừng tay được không? Dừng tay? La Phong ngạc nhiên. Trong thế gian này, có thêm một người bạn thì tốt hơn là thêm một kẻ thù. Hội trưởng huyết xà nói, hai vị phó hội trưởng chết đi không đáng kể. Tôi càng muốn kết giao với một người bạn như thần quân La Hà. Để thể hiện thành ý, tôi nguyện ý tặng ra 5 vạn xa vũ trụ cho thần quân La Hà. Không biết thần quân có thể cho tôi cái mặt này không? Làm bạn với tôi. La Phong cười nhẹ một tiếng. Ngươi có xứng không? Biểu cảm của hội trưởng huyết xà, mục dương cứng lại, ánh mắt cũng lạnh đi. Hỏi lần cuối, tôi đã đắc tội thần quân La Hà ở đâu? thần quân nhất định phải ra tay. Người đã giết đoạn dung nghiên, La Phong nói. Đoạn dung nghiên trong số những thần vĩnh hằng thì chỉ bình thường. Hắn sao có thể so với chúng ta? Tôi giết hắn cũng chỉ là luật rừng mà thôi. Hội trưởng huyết xà, Mục Dương nói. Dựa vào kỹ thuật luyện đan tích lũy tài nguyên là một việc chính đáng tôi khá khâm phục. Còn những thế lực đen tối như các ngươi, tất cả đều là phế vật. Điên cuồng tìm kiếm con mồi trong số những kẻ yếu săn lùng những thần vĩnh hằng thần hư không để cướp đoạt tài sản của họ các ngươi thực sự là những kẻ hèn hạ nhất trong số những thần vĩnh hằng la phong nói từng người đều nên bị giết trong lòng anh thực sự nghĩ như vậy dù là làm một người hầu một kẻ sát sinh hay một thợ mỏ đều là chính đáng thanh chủ phủ chỉ thu phí cư trú cơ bản từ những thần còn từ những người trên thần đều miễn phí và còn phải duy trì trật tự tự thành phố nhưng những thế lực đen tối lại không có giới hạn nào thậm chí còn điên cuồng tìm kiếm những con cừu béo để trực tiếp giết hại cướp đoạt. Giết chóc sinh linh để nuôi sống bản thân. Những thần vĩnh hằng của các thế lực đen tối là phòng tự nhiên không coi trọng. Tôi hiểu rồi. Hội trưởng huyết xà, Mục Dương nhẹ gật đầu. Nhưng tôi cần để thần quân La Hà hiểu. Cho dù tôi có tồi tệ đến đâu, miễn là tôi mạnh mẽ, tôi vẫn cao cao tại thượng. Luật rừng, đó mới là lý do cơ bản hội trưởng huyết xà với gương mặt đầy vảy đen nhánh, giọng nói dữ tợn. Tôi muốn xem, rốt cuộc ngươi La Hà có sức mạnh đến đâu, dám đến giết tôi. Ngay lập tức, hắn hiện nguyên hình, thân hình khổng lồ như núi, phủ đầy vảy đen dày đặc, một cái đuôi che vảy lắc lư nhẹ, khiến không gian biến dạng, xung quanh nhiều công trình bị phá hủy, một số thành viên ẩn náo trong các công trình bị cuốn vào trong, biến thành cho bụi trong sợ hãi. Không. Chủ tịch nhiều thành viên của hội huyết xà thấy cái đuôi khổng lồ với vảy đen hiện lên từ trong bóng tối chỉ cần dựa vào khí tức đã có thể phán đoán đó là chủ tịch của họ họ kêu gào thảm thiết nhưng lúc này hội trưởng huyết xà hoàn toàn không quan tâm đến họ âm um. hội trưởng huyết xà đốt cháy thần lực ánh mắt nhìn chằm chằm vào la phong thân thể hắn ngay lập tức bùng nổ ra khí tức đỏ rực đến chết đi một bóng dáng đỏ thẫm vạch ra một cung đường trẻ bóng tối hướng tới La Phong nhỏ bé mà chém tới. La Phong đứng yên tại chỗ, rõ ràng thấy bóng dáng đỏ thẫm đó chính là cái đuôi khổng lồ lan tỏa khí tức đỏ. Cái đuôi khổng lồ như trẻ tan thế giới hỗn độn, bao trùm về phía La Phong. Phủ, cái đuôi đáng sợ chém xuống chỗ La Phong, khiến mặt đất bất ngờ chìm xuống. Nhưng La Phong lại bỗng nhiên biến mất. Thi triển phép thuật đông hoa, La Phong tức thì đã đến chỗ ngực khổng lồ của hội trường huyết giả cánh tay phồng lên, bàn tay như dao chém vào ngực của hội trưởng huyết giả. Một đòn này có vẻ bình thường nhưng lại ẩn chứa ý cảnh của sinh diệt đao trong phá giới cửu đao, khiến La Phong với thân thể hoàn mỹ qua một lần tôi luyện, vô tận uy thế đều tập trung vào tay đao. Phập, đòn tay đao này khiến sắc mặt hội trưởng huyết giả thay đổi lớn, vảy trên ngực hắn đều lõm xuống và xuất hiện vết nứt, dưới sức mạnh khủng khiếp đó không thể không bay ngược ra ngoài. Bảo vật kiểu giáp giáp và vải hòa là một. La Phong rất rõ ràng, thân thể của mình mạnh mẽ. Cảm giác khi tay đao chạm vào khiến anh xác định đó chính là một bảo vật giáp. Phù, La Phong ngay lập tức đuổi theo hội trưởng huyết xà đang bay ngược, cánh tay dơ cao vung chém, vung chém. Nhất thời như đang vung một cái rìu lớn, mang theo ý cảnh hủy diệt lớn lao, lập tức chém vào vị trí vai của hội trưởng huyết xà. Đòn chém này chính là phá giới cửu đao mà La Phong lĩnh hội gọi là Quy Hư Đao. La Phong đã bế quan hơn một kỷ nguyên, tạm thời nắm giữ ba đao trong phá giới cửu đao, lần lượt là Sinh Diệt Đao, Luân Hồi Đao, Quy Hư Đao. Trong đó Quy Hư Đao mang theo hủy diệt lớn lao khiến mọi thứ trở về hỗn độn, bởi vì La Phong có hủy diệt nguyên lý đạo do Mô Lùa Sa nắm giữ làm tham chiếu nên mới nhanh chóng lĩnh hội được đao này. Đòn này cũng là đòn mạnh mẽ nhất, có sức phá hủy lớn nhất trong ba đao. Răng rắc hội trưởng huyết xa đã đạt đến cảnh giới thần vĩnh hằng tầng 10, lại có bảo vật giáp bảo vệ, hơn nữa còn đốt cháy thần lực. Nhưng lúc này vẫn cảm thấy một sức mạnh vô địch, chém vào vai hắn, vài giáp lập tức bị trẻ xuống và nứt ra. Bảo vật giáp của tôi bị trẻ rách rồi. Hội trưởng huyết xa, Mục Dương chỉ cảm thấy tim mình run lên. Đao tay của La Hà giống như một đòn tấn công toàn lực của quân đoàn Hoài Dương điều khiển bí bảo loại quân đoàn ta đốt cháy thần lực cũng không thể chống đỡ nổi. Sự bùng nổ của thần thể hoàn mỹ đã trưởng thành tới đỉnh cao. Hội trưởng huyết xà là người đầu tiên cảm nhận được. Thật quá hung mãnh. Hội trưởng huyết xà thậm chí nghi ngờ, chẳng lẽ La Hà chính là thần thể vô hạn trong truyền thuyết. Dầm. Cùng với việc bí bảo giáp bị chẻ nát, La Phong ngay lập tức lao tới, hiển nhiên muốn tay không xé nát hội trưởng huyết xà. Bỗng nhiên, bùng. Một bàn tay máu lớn xuất hiện giữa không trung, mạnh mẽ vỗ vào La Phong đang lao tới. Bàn tay khổng lồ quá lớn, trong khi thân hình La Phong lại quá nhỏ bé. Một cú vỗ này, La Phong liền bay ngược lại, đập mạnh vào tòa nhà của hội trưởng huyết xà, liên tiếp va chạm phá hủy nhiều kiến trúc, gây ra tiếng kêu thảm thiết từ những thành viên huyết xà đang ẩn nấp bên trong. <laughs> ha 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 ha! La Phong bị vỗ bay đứng dậy, đôi mắt đầy hưng phấn nhìn về phía trước. Thú vị! như vậy mới thú vị. Một cú vỗ thật sự đau đớn, khiến cho toàn bộ thần thể hoàn mỹ đều cảm thấy đau đớn. Không ngờ, ngươi còn có một món bí bảo cơ khí đơn thể. La Phong chỉ cảm thấy máu đang sôi sụp, trận chiến này, từ khoảnh khắc này mới thực sự trở nên thoải mái. Những ai đã thấy món bí bảo cơ khí của ta, đều đã chết. Trong ánh máu dày đặc, vọng lại tiếng nói lạnh lẽo của hội trưởng huyết xà. Tôi đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi cứ phải tìm đến cái chết một khối ánh sáng máu dày đặc lập tức phân hóa thành ba tia sáng máu đồng thời lao về phía la phong ha 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 chỉ dựa vào ngươi sao la phong cười lớn bề mặt cơ thể bùng nổ ra một lực lượng mờ xám lực lượng mờ xám tràn ngập bốn phía tự nhiên hình thành nên một lĩnh vực chính là luân hồi đào nguyên la phong có luân hồi đào nguyên hộ thể lại thêm việc thi triển đông hoa thân pháp tốc độ còn nhanh hơn ba tia sáng máu trước tiên lao về phía một trong ba tia sáng đó Dầm. Mặt La Phong hơi biến sắc khi tay đao chém vào ánh sáng máu. Hắn chỉ cảm thấy sức mạnh bị ánh sáng máu nuốt chừng. Và ánh sáng máu còn xâm nhập vào bàn tay hắn. May mắn thay, sau khi trải qua một lần luyện thể, cơ thể hắn như bí bảo khí giới. Khả năng chống lại sự xâm nhập đã được tăng cường đáng kể. Mặc dù tiêu hao một ít thần lực, nhưng với lượng thần lực của mình, loại xâm nhập này tự nhiên không đáng kể. Thật mạnh mẽ thần thể, nhưng không quan tâm là bí pháp luyện thể gì, hôm nay cũng không cứu được ngươi. Âm thanh điên cuồng của hội trưởng huyết xà vang lên, những ánh sáng máu như những đợt sóng vô tận tràn đến La Phong. Hắn toàn lực chống đỡ, nhưng vẫn không thể ngăn cản những ánh sáng máu bao phủ. Ao, chỉ trong một khoảnh khắc, ánh sáng máu dày đặc đã hoàn toàn trói buộc La Phong. Những ánh sáng này hóa thành một bàn tay màu máu, bàn tay màu máu nắm chặt lấy thân thể của La Phong muốn nghiền nát hắn hoàn toàn. Bí bảo cơ khí cấp vĩnh hằng quả thật không giống nhau. Dù ta có thần thể hoàn mỹ, không đốt cháy thần lực cũng không thể chống lại được. Bị bàn tay màu máu nắm chặt, La Phong không hề hoảng loạn, trái lại còn cảm thán. Đối với hắn, loại chiến đấu này chỉ là một sự rèn luyện mà thôi. Bí bảo cơ khí cấp vĩnh hằng chứa đựng những chiêu thức cấp hỗn độn, đè bẹp cấp vĩnh hằng về mặt cảnh giới. Đồng thời, bí bảo cơ khí cũng có thể chuyển hóa năng lượng, chẳng hạn như sắt ngọc huyền y chính là chuyển hóa năng lượng của người sử dụng thành năng lượng mạnh mẽ hơn, dự trữ bên trong sắt ngọc huyền y. Giống như sắt ngọc huyền y của La Phong hay những bí bảo quân đoàn của 10 đại quân đoàn Hoài Dương, đều như vậy, đều chứa đựng chiêu thức cấp hỗn độn. Nếu cả hai bên đều sử dụng bí bảo cơ khí thì phải xem người sử dụng là ai như Ma Li Hiêu vốn đã mạnh mẽ, lại điều khiển bí bảo cơ khí quân đoàn, tự nhiên mạnh mẽ đến đáng sợ. Nhưng các quân đoàn thông thường, so với hội trưởng huyết xà điều khiển bí bảo cơ khí đơn thể siêu mạnh này, khoảng cách không lớn lắm. Bàn tay màu máu nắm chặt La Phong, muốn nghiền nát hắn, chết. La Phong khó khăn chống đỡ, dưới áp lực này, lớp da bên ngoài thần thể bắt đầu nứt ra. Thân thể của hắn chưa hắn có thể chịu đựng điều này khiến hội trưởng huyết xà hóa thành bàn tay màu máu mục dương không thể tin nổi na hắn sử dụng bí bảo cơ khí la hà mà không đốt cháy thần lực vẫn dám chống lại đến giờ phải đốt cháy thần lực rồi la phong trong khoảnh khắc thần lực trong cơ thể bùng nổ theo phương pháp đoạn diệt của dòng đoạn đông hà trong nháy mắt thần lực điên cuồng cháy bỏng sức mạnh thần thể đột nhiên gia tăng mạnh mẽ phương pháp đoạn diệt đốt cháy thần lực hiệu quả cực kỳ mạnh. Những người kế thừa của đoạn Đông Hà qua nhiều thế hệ chính vì nhờ đoạn diệt mà có thể vượt trội hơn so với cùng cấp. Còn Đông Hoa thì là thân pháp, bất tử Hà là dùng để phục sinh sau khi chết. Trận chiến bùng nổ chỉ dựa vào một môn đoạn diệt. Dù đi con đường nào, đốt cháy thần lực sử dụng phương pháp này có thể chiếm ưu thế rất lớn so với cùng cấp. Dầm... Dưới sức mạnh khủng khiếp, La Phong dung mạnh hai cánh tay bàn tay màu máu liền bị chấn nát ra cái gì bàn tay màu máu ở xa tụ hội lại thành một bóng dáng màu máu hội trưởng huyết xà mục dương không thể tin nổi chỉ bằng việc đốt cháy thần lực sức mạnh bùng nổ trinh rán vượt qua bí bảo cơ khí của ta ngươi là vô hạn thần thể hội trưởng huyết xà mục dương mở miệng chỉ bằng việc đốt cháy thần thể đã có thể áp đảo bí bảo cơ khí cấp vĩnh hằng hội trưởng huyết xà tự nhiên nghĩ đến vô hạn thần thể trong truyền thuyết đó đại diện cho cảnh giới cao nhất của thân thể. Ngươi từ từ đoán đi. La Phong nhè răng cười. Cùng lúc đó tay phải của hắn xuất hiện một thanh đao có vẻ bình thường. Lưỡi đao âm u nhẹ nhẹ tỏa ra ánh sáng máu, chính là đao bào cấp thần vương, huyết ảnh đao. Đao. Bóng dáng màu máu ở xa giật mình, đến giờ mới bắt đầu lấy vũ khí. Chết đi. Trong trạng thái đốt cháy thần lực, thân pháp và đao pháp của La Phong đều gia tăng mạnh mẽ dù cảnh giới không mạnh bằng bí bảo cơ khí nhưng chiêu thức của la phong lại có sức mạnh lớn dùng lực phá pháp la phong cầm trong tay một thanh đao có thể áp chế đám huyết quang kinh khủng đó uhm. đao quang như đang hát vang sinh diệt luân chuyển trong nháy mắt không biết đã xuất ra bao nhiêu đao mỗi đao đều truy đuổi đám huyết quang mà chém tới huyết xã hội trường mộc dương khi nắm giữ cơ khí lưu bí bảo vô hình vô tướng tựa như hỗn độn một thể, nhưng mỗi lần bị La Phong chém trúng, hắn đều cảm nhận được sức tàn phá khủng khiếp đang hoành hành, khiến thần lực của hắn tiêu hao nghiêm trọng. Rốt cuộc là kẻ nào chỉ dựa vào thân thể thần thánh bộc phát, cầm một thanh đao mà có thể đuổi theo ta chém? Ta đâu có đang điều khiển Vĩnh Cửu Chân Thần cấp cơ khí lưu bí bảo đâu. Mộc Dương chỉ cảm thấy bực bội không cam lòng, đằng giáp quân đoàn đằng giáp quân đoàn lơ lửng ngay trên đầu huyết xã hội. Vô số dây leo quấn quanh vùng vũ trụ nhỏ bé đó. Tương Thành Vinh tướng quân rất thoải mái, vì miễn là không điên cuồng, vĩnh cửu chân thần không dám phá vỡ giới hạn của thành chủ phủ. Đằng giáp quân đoàn đến đây chỉ để dọa nạt. Ừm... Um... Tương Thành Vinh nhờ vào bí bảo cơ khí toàn quân, đằng giáp, cảm nhận rõ ràng trong huyết xã hội có hai luồng dao động kinh khủng. Hai luồng này đang điên cuồng chém giết, sức mạnh mạnh mẽ đến mức khiến hắn cũng phải kinh sợ. Sức mạnh mạnh thật. Tương Thành Vinh thầm nghĩ, sức mạnh này không kém gì toàn bộ đằng giáp quân đoàn. Huyết xà hội trưởng Mộc Dương vốn đã rất khó đối phó, nếu không thì không thể tự mình xây dựng thế lực bóng tối, nhưng bên kia chiến đấu là ai? Tương Thành Vinh khá tò mò. Có phải là một người bạn quen thuộc của ta, hay là một cường giả mới nổi nào đó? Hoài Dương Thành ẩn chứa rất nhiều anh hùng, Dương Thành Vinh trong một lúc cũng không đoán ra ai sẽ tấn công vào huyết xã hội. Hỏa Phong hội quán, hội chủ cái dao động bùng nổ này thật mạnh. Huyền vụ thở dài, La Hà chắc chắn cũng có một món cơ khí Lưu Bí Bảo, nhờ vào món bí bảo này mà dám đến tận đây. Hắn có thể đánh bại Mộc Dương nhưng khó có thể giết chết. Hỏa Phong hội chủ nói, đến tầng này của Mộc Dương gần như không có điểm yếu nào, trừ khi hoàn toàn áp chế sức mạnh nếu không sẽ không giết chết được. Huyền vụ gật đầu, đánh bại thì dễ, giết chết thì khó. Hai người họ xem rất hứng thú, nhưng cũng chỉ là xem cho vui. Là con cháu của đế chú Nhất Mạch. Họ cũng tu luyện bí pháp mạnh mẽ của đế chú Nhất Mạch. Về truyền thừa thì mạnh hơn đoạn Đông Hàn Nhất Nhất Mạch, tân thần vương Nhất Mạch rất nhiều. Cả Hoài Dương Thành chỉ có một số ít vĩnh cửu chân thần khiến họ cảm thấy thú vị. Huyết xã hội đã trở thành một vùng hoang tàn. Bí pháp luyện thể của hắn cũng rất mạnh, ta huyết quang xâm nhập cũng không làm hắn bị ảnh hưởng. Đám huyết quang bị La Phong truy đuổi cũng liên tục phản kích, nhưng chỉ trong 10 nhịp giao chiến đã khiến Huyết xã hội trường Mộc Dương hoàn toàn từ bỏ. Thôi vậy, Huyết xã hội này không cần nữa, thoát ra ngoài rồi tìm cách cướp lấy một món bảo vật, nhanh chóng đổi lấy Hỗn Thiên Huyết Sa Pháp. Mộc Dương trong lòng quyết định, lập tức bắt đầu chạy trốn vù đám huyết quang lập tức tách ra thành chín luồng huyết quang lao về bốn phương tám hướng muốn chạy la phong nhíu mày một thời gian hắn cũng khó mà chặn lại la hà thù này sẽ tính sau khi chín luồng huyết quang chạy thoát có tiếng nói truyền đến đột nhiên ừm um, chín luồng huyết quang thấy rằng trong vùng bóng tối vô tận la phong đang đứng yên bỗng nhiên khoác lên áo giáp vàng rực rỡ hơn nữa có một đôi cánh vàng lấp lánh nở ra. Sáu đôi cánh vàng trải rộng ra sau lưng La Phong. Thích ngô cánh, tên thật là hỗn độn kim dực, dưới sức mạnh thần thánh hoàn mỹ của La Phong mới bộc lộ ra hình thái mạnh nhất. Sáu đôi cánh vừa mở ra đã khiến hỗn độn chấn động, khiến vật chất năng lượng xung quanh đều bị nghiền nát, mọi thứ quay về hình thái nguyên thủy nhất là hỗn độn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại một số đống đổ nát của tổng bộ huyết xã hội ở khoảng cách một tỷ cây số, vẫn có một số thành viên huyết xã hội đang ẩn nấp dù là La Phong hay hội trưởng huyết xã Mục Dương đều không cố ý giết những thành viên bình thường này vì vậy vẫn có không ít người may mắn còn sống sót lúc này họ nhìn thấy từ xa trong bóng tối xuất hiện những luồng khí xám xịt những luồng khí xám xịt này cuốn qua làm hỏng các tòa nhà một số sức mạnh thiên địa giữa không trung tất cả đều bị đồng hóa tất cả hóa thành những luồng khí xám xịt này um sức mạnh hỗn độn vô tận hoàn toàn bao trùm chín đạo huyết quang trong đó tám đạo huyết quang ngay lập tức bị vỡ vụn chỉ còn lại một đạo huyết quang duy nhất đạo huyết quang này dưới sức ép của sức mạnh hỗn độn lộ ra thân phận thật sự của hội trưởng huyết xà mục dương khống chế hỗn độn hội trưởng huyết xà mục dương cố gắng vật lộn nhưng cảm thấy sức mạnh hỗn độn quá kinh khủng khiến ông không thể phản kháng ông ngẩng đầu nhìn về phía xa trong bóng tối dưới sự vây quanh của những luồng khí hỗn độn. La Phong với sáu đôi cánh vàng rực rỡ từng bước tiến tới, mỗi bước của hắn như đang giẫm nát cả một lĩnh vực. Ngươi cũng có cơ bảo cơ giới, chiêu khống chế hỗn độn của cơ bảo này là khống chế hỗn độn sao? Hội trưởng huyết xà vất vả dãy rủa nhưng không thể thoát ra. Ngươi chỉ là một chân thần vĩnh hằng, sao lại có thể thi triển cơ bảo cơ giới mạnh mẽ như vậy? Cả hai bên đều thi triển cơ bảo cơ giới, nhưng đôi cánh suy vũ đã nở rộ dưới sự khống chế hỗn độn hội trưởng huyết xà huyết xà hoàn toàn không thể phản kháng la phong nhìn đối phương cả hai bên đúng là đều sử dụng cơ bảo cơ giới nhưng la phong dựa vào thần lực hoàn hảo làm nguồn năng lượng để điều khiển toàn bộ cánh suy vũ thần lực hoàn hảo qua cánh suy vũ chuyển hóa đã không thua kém gì so với thần lực của một chủ nhân hỗn độn thật sự lại thi triển chiêu khống chế hỗn độn Uy lực có thể tưởng tượng được. Nếu đổi lại một chân thần vĩnh hằng đi theo con đường tu luyện huyết mạch khác, thần lực sẽ kém hơn nhiều so với La Phong, và sức mạnh khi thi triển cánh suy vũ sẽ khác xa. Đã chết thì đừng hỏi nhiều như vậy. La Phong đã đến gần. Phúc! Sáu đôi cánh phía sau La Phong bỗng nhiên lói sáng, vút qua thân thể hội trường huyết xà. Hội trường huyết xà vốn đã bị áp chế hoàn toàn, đôi mắt mở lớn, đôi cánh như dao đã lướt qua ngực ông cũng đã lướt qua thâm này hết la hà ta đã chuẩn bị một món quà lớn cho ngươi ha hội trưởng huyết xà cười lớn ý thức cũng hoàn toàn tiêu tán một thế lực bóng tối trong thành hỗ dương từ đó hoàn toàn tử vong la phong phất tay thu lấy xác hội trưởng huyết xà cùng tất cả trang bị cơ bảo cơ giới còn lại phải đi rồi la phong nhìn xung quanh cảm thấy chiến lợi phẩm đã thu dọn hoàn tất bèn đột ngột mở rộng lĩnh vực vũ trụ nhỏ của mình ung Ngoài kia, đội quân thiên huyết phụ trách canh gác, đột nhiên phát hiện lĩnh vực vũ trụ nhỏ bóng tối đột ngột mở rộng. Ao, lượng lớn bóng tối lan tỏa bốn phía, nhưng trong lúc lan tỏa, cũng nhanh chóng tan biến. Khi bóng tối hoàn toàn biến mất, lộ ra một vùng đổ nát của tổng bộ huyết xã hội. Còn La Phong, tự nhiên đã không còn ở đó. Chủ nhân đâu rồi? Trong nhóm quan sát từ xa, Malasa mặc ngọc thanh nham đang nhìn về phía đó. Malasa, Ngươi dẫn thanh nham về trước, ta còn việc phải làm. La Phong truyền âm. Vâng, chủ nhân. Malasa hiểu ra, lập tức kéo theo mặc ngọc thanh nham lặng lẽ rời đi. Đoàn quân đằng giáp cao treo giữa không trung, sức mạnh vô hình bao trùm lấy đống đổ nát của tổng hành dinh huyết xã hội, cuốn lấy từng thành viên sống sót của huyết xã hội, di chuyển ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, từ sâu thẳm của tổng hành dinh rộng lớn, trải dài 10 tỷ cây số, hàng triệu thành viên đã được di chuyển ra ngoài. Sau một trận giao tranh, chỉ có khoảng một phần mười hai những thành viên huyết xã hội sống sót. Tướng Giang Thành Vinh nhìn xuống phía dưới, nhẹ nhàng lắc đầu. Những người sống sót hầu hết đều ẩn nấp sâu trong lòng đất. Phó tướng bên cạnh nói, thực sự tổng hành dinh huyết xã hội có rất nhiều công trình ngầm, nhờ vào sự vững chắc của đất đai ở đại lục mà một hai thành viên vẫn sống sót trong trận giao tranh khủng khiếp này. Ừ. Tướng Giang Thành Vinh cùng phó tướng bên cạnh đều nhận thấy nhiệm vụ treo thưởng mới nhất từ địa điển của viện Lửa Phong. Mỗi lần nhiệm vụ treo thưởng thay đổi, địa điển sẽ chủ động gửi thông báo đến khách hàng. Nhiệm vụ treo thưởng hiển thị: Nhiệm vụ ám sát chủ tịch huyết xã hội Mục Dương đã hoàn thành. Chủ tịch huyết xã hội đã chết. Phó tướng Ngạc Nhiên, trong đống đổ nát này không nhìn thấy thi thể của chân thần Vĩnh Cửu, họ thực sự không biết tình hình thương vong. Viện Lửa Phong xác nhận đã chết, thì đó chính xác là cái chết. Giang Thành Vinh gật đầu, địa điển của Viện Lửa Phong khi đã công bố một nhiệm vụ ám sát, tự nhiên sẽ có đủ sự tự tin để xác định cái chết của mục tiêu. Phó tướng nghiêm túc nói, toàn bộ đằng giáp quân đoàn chúng ta không thể làm gì chủ tịch huyết xã hội, nhưng hiện tại ông ấy đã bị giết. Người ra tay mạnh mẽ hơn cả toàn bộ quân đoàn của chúng ta. Giang Thành Vinh cảm thán, không biết kẻ ra tay là ai khu từ xa một nhóm bóng dáng lướt qua không trung. người dẫn đầu chính là tổng thống của 10 quân đoàn lớn Hoài dương Mali tiêu Mali tiêu có vẻ hơi già đôi mắt thiêu đốt ngọn lửa tím quét qua chiến trường này ngươi chỉ huy đằng giáp quân đoàn ta đi đón tổng thống Mali tướng Giang thành Vinh ra lệnh Vâng phó tướng lập tức trả lời 10 quân đoàn lớn Hoài Dương mỗi quân đoàn đều có hai chân thần vĩnh cửu hơn hai vạn chân thần hư không và hơn 2 triệu chân thần tinh anh. Tất cả đều là cấu hình gấp đôi. Họ luôn đảm bảo rằng có một chân thần vĩnh cửu, hơn một vạn chân thần hư không và hơn một triệu chân thần tinh anh trong bảo vật cơ khí của quân đoàn. Bằng cách này, họ có thể luôn phiên nhau, ngay cả khi một chân thần vĩnh cửu gặp bất chắc, cũng không ảnh hưởng đến hành động của quân đoàn. Hừm, tướng Giang Thành Vinh bay ra khỏi quân đoàn đằng giáp lớn lao, tự mình đi đón Tổng thống Mali. Tổng thống Mali. Tướng Giang Thành Vinh bay đến bên cạnh. Viện lửa phong xác nhận, chủ tịch huyết xã hội đã chết. Mali tiêu nhìn vào đống đổ nát rộng lớn của tổng hành dinh huyết xã hội. Ở Hoài Dương Thành, có rất ít người có thể giết chết chủ tịch huyết xã hội. Đúng vậy, không thể thoát được mà phải chiến đấu một cách quyết liệt. Tướng Giang Thành Vinh cũng gật đầu, ngay sau đó nói, họ đã giao đấu trong tổng hành dinh huyết xã hội tôi đã ngay lập tức di chuyển tất cả các thành viên sống sót của huyết xã hội đến một bên. Họ không làm hư hại chiến trường. Ma Ly Tiêu nhẹ gật đầu. Vụt. Chỉ cần một ý nghĩ, liền có vô vàn xương đen tỏa ra, bao phủ hoàn toàn đống đổ nát của huyết xã hội, tỉ mỉ kiểm tra dấu tích trong đống đổ nát. Dựa vào dấu tích còn lại của đống đổ nát, có thể suy đoán ra một số tình hình giao tranh. Chất liệu ở đây và lực lượng thiên địa Trước đây không lâu đã bị nghiền nát hoàn toàn và hòa tan thành lực lượng hỗn độn. Ma Ly Tiêu cẩn thận quan sát, nói đây không phải là thủ đoạn của chủ tịch huyết xã hội. Giang Thành Vinh gật đầu, có vẻ như người ra tay này chắc chắn sở hữu một bảo vật cơ khí có khả năng điều khiển lực lượng hỗn độn. Chỉ với một bảo vật cơ khí không thể giết chết chủ tịch huyết xã hội. Ma Ly Tiêu nhẹ lắc đầu, người vẫn đang điều khiển bảo vật cơ khí của quân đoàn. Thì ngươi có thể giết chết chủ tịch huyết xã hội không?" Tướng Giang Thành Vinh cười, "Người ra tay này mạnh hơn tôi rất nhiều, rất mạnh và không phải là những người tôi quen thuộc." Ma Ly Tiêu nhíu mày nói, "Có một kẻ mạnh mẽ lạ lẫm đã đến Hoài Dương Thành này." Cuộc trò chuyện của hai người, những thuộc hạ đi theo phía sau đều không dám lên tiếng. Bên cạnh Ma Ly Tiêu là đệ tử mà ông yêu thích nhất, Cao Ngô Thủy. Cao Ngô Thủy lắng nghe, trong lòng cũng kinh ngạc. Trong lòng hắn, thầy của hắn chính là trụ cột vững chắc của toàn bộ Hoài Dương Thành. Tướng Giang Thành Vinh cũng là một chân thần vĩnh cửu cực kỳ mạnh mẽ. Và bây giờ, người mạnh mẽ bí ẩn này hiển nhiên là khiến cả thầy hắn phải kiêng dè Phải nhanh chóng làm rõ danh tính của hắn. Ma Li Tiêu lên tiếng. Chỉ cần người mạnh mẽ bí ẩn đó đến nhận thưởng thì viện lửa phong chắc chắn sẽ biết danh tính của hắn. Tướng Giang Thành Vinh nói nhưng viện lửa phong sẽ không bán đứng khách hàng Mali tiêu gật đầu Chỉ cần không đứng về phía thực quốc Thì đó là tin tốt đối với chúng ta Thực quốc thường xuyên xâm lấn các vùng lân cận Hoài Dương Thành là thành phố biên giới Nên áp lực tự nhiên rất lớn Trong mộng hoa lầu Thang Thiên Viêm và Tằng Thủy Vân Ngồi đối diện nhau trong một đại sành Vừa uống rượu, vừa trò chuyện Cả hai thường xuyên ghé thăm mộng hoa lầu Hmm Cả hai đều nhận được thông báo mới nhất về nhiệm vụ treo thưởng từ họa phong hội quán. Chủ tịch huyết xà chết rồi. Thăng Thiên Viêm ngạc nhiên. Đây là một trong những bá chủ của toàn bộ thành Hoài Dương. Mỗi lần thấy hắn đều phải tránh xa. Ai có thể giết hắn được chứ? Nam tử có đôi cánh, tăng thủy vân, mang khí tức uể oải. Dù có tin này, hắn vẫn không quan tâm, tùy ý nói. Nếu đã thành lập thế lực bóng tối, lại luôn chém giết, cuối cùng bị những kẻ mạnh khác giết chết, không phải là điều hiển nhiên sao? Cũng đúng, giết nhiều cuối cùng cũng gặp đối thủ mạnh. Thang thiên viêm gật đầu, trong mắt lộ vẻ phấn khích. Nhưng tôi vẫn rất tò mò, rốt cuộc ai là người ra tay. Cần nghĩ nhiều làm gì, thời gian trôi qua tự nhiên sẽ biết. Tăng Thủy Vân bình thản nhìn ly rượu trong tay. Ai có thể giết chết chủ tịch huyết xà Mộc Dương? Một lão giả gầy gò đang làm món ăn chợt khựng lại, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên. Thành Hoài Dương, càng lúc càng thú vị. trong nhiệm vụ treo thưởng, phần thưởng của chủ tịch huyết giả đứng thứ năm, tôi đứng thứ tư, phần thưởng còn cao hơn một chút. liệu hắn có chú ý đến tôi không? chủ tịch của thế lực bóng tối khôi ảnh lầu thuần ngục nhất khi nhận được tin tức liền cảm thấy căng thẳng trong lòng. lúc này, toàn bộ thành hoài dương bất kỳ ai là khách hàng của hỏa phong hội quán đều nhận được nhiệm vụ treo thưởng mới nhất tin tức chủ tịch huyết xà đã chết tự nhiên gây ra một cuộc xôn xao lớn trong toàn thành. Châu Dung Nghi bị giết, tác động khá nhỏ, dù sao thì Châu Dung Nghi cũng yếu hơn. Nhưng chủ tịch huyết xà bị giết thì không thể coi thường, bởi vì những kẻ có thể giết hắn trong thành Hoài Dương, mỗi kẻ đều có thể khiến thành phố này chấn động, là những ai hay là những kẻ mạnh mới đến. Các thế lực đều rất muốn biết. Chủ tịch Tán Vân Vân ngồi ở tầng trên cùng của Thiên Vân Lâu, trong tay cầm một lệnh truyền tin. Người giết tôi là La Hà. Hắn sử dụng một bí bảo cơ khí cực mạnh, giết tôi. Bí bảo cơ khí của hắn vượt xa bí bảo sinh mệnh huyết hà của tôi. Sinh mệnh huyết hà của tôi trị giá một triệu xa vũ trụ. Bí bảo cơ khí của hắn ít nhất trị giá 5 triệu xa vũ trụ. Chủ tịch huyết xa trước khi chết đã gửi cho chủ tịch Tán Vân một thông điệp và một đoạn hình ảnh. Hình ảnh là cảnh la phong với sáu đôi cánh vàng khai mở, khí lưu hỗn độn bao quanh hai bên. Là La Hà. Chủ tịch Tán Vân có chút ngạc nhiên. Sáu đôi cánh trên người hắn là bí bảo bình thường hay bí bảo cơ khí. Bí bảo cơ khí rất nhiều loại có thể hòa vào cơ thể, bên ngoài nhìn không ra. Hơn nữa, trong lịch sử dài răng dặc của nguyên lục địa, số lượng bí bảo cơ khí cấp vĩnh hằng không biết bao nhiêu mà kể. Chỉ riêng thành Hoài Dương, quân đoàn Hoài Dương đã có 10 bí bảo quân đoàn, Ngoài Dương vệ cũng có những bí bảo quân đoàn yếu hơn một chút. Bí bảo cơ khí đơn thể cũng không ít. Nếu có thể giết chủ tịch huyết giả, thực lực của hắn sánh ngang với Ma Ly Hiêu và Huyết Vân. Chủ tịch Tán Vân xác định điều này. Ma Ly tộc hiện nay đang nắm giữ Ma Ly Mông, cũng nhận được thông điệp và hình ảnh từ chủ tịch huyết giả trước khi hắn chết. Người giết tôi là La Hà, hắn sử dụng một bí bảo cơ khí cực mạnh, giết tôi Bí bảo cơ khí của hắn vượt xa bí bảo sinh mệnh huyết hà của tôi. Sinh mệnh huyết hà của tôi trị giá một triệu xa vũ trụ. Bí bảo cơ khí của hắn ít nhất trị giá 5 triệu xa vũ trụ. Một thông điệp giống hệt. Ma mông nhìn thông điệp này cùng hình ảnh La Phong với sắt ngọc huyền y khai mở. Hai bí bảo cơ khí cộng lại đã có 6 triệu xa vũ trụ rồi. Chưa kể đến những bảo vật khác mà hắn mang theo. Ma Limong cảm thán. Hắn đang cố tình mượn đao của tôi. Tôi cũng không thể không động lòng. Nhưng La Hà quá bí ẩn, tôi hoàn toàn không biết hắn là ai. Ma Ly Mông lắc đầu nhẹ, tin tức này không nên nói cho cha tôi biết. Cha hắn chính là Ma Ly Hiêu, cha tôi là trụ cột của Ma Ly tộc, tôi không thể để ông ấy gặp rủi ro lớn. Ma Ly Mông đã xác định coi như không thấy thông tin này. Trước khi chết, chủ tịch huyết gia đã thông qua lệnh truyền tin nhân quả, gửi thông điệp này đến năm thế lực trong thành Hoài Dương năm thế lực này có một điểm chung đều có bối cảnh lớn có thể triệu hồi một số cường giả khủng khiếp từ nơi khác ngoài hoài dương thành trong vùng hoang dã vô tận sâu dưới lòng đất lại xuất hiện một con độc trùng màu đen sau khi con độc trùng này chui ra nó tự nhiên biến thành một bóng hình chính là mộc lĩnh phó hội trưởng gầy gò tôi lúc đầu luyện chế thân thể độc trùng chính là vì nó có khả năng bảo mệnh rất mạnh mộc lĩnh nhìn xa về phía hoài dương thành độc trùng bản mệnh của tôi vẫn luôn ẩn nấp bên ngoài thành la hà quả thật rất đáng sợ theo như nhiệm vụ treo thường của hòa phong hội quán hội trưởng của hắn cũng đã chết mộc lĩnh nhẹ nhàng lắc đầu con độc trùng bản mệnh của hắn mang theo một lệnh bài truyền tin thông thường chỉ khi gần hoài dương thành mới có thể nhận được tin tức từ ám điện lệnh bài truyền tin thông thường không kỳ diệu như lệnh bài nhân quả phạm vi truyền tin bị hạn chế nhưng cũng không bị khóa nhân quả mộc lĩnh cẩn thận hơn nhiều so với đồng tộc của hắn hội trưởng mộc dương đã đến lúc đi xa rời hoài dương thành nếu không bị la hà phát hiện số lượng độc trùng mà tôi vất vả luyện chế lại phải hóa thành cho bụi mộc lĩnh thực sự rất sợ la phong chúng ta sẽ đi đến hứa âm thành trong ba thành lớn của cửu giang hỗn độn châu mộc lĩnh đưa ra quyết định lập tức hướng về hứa âm thành tiến tới trong hoài dương thành tại thành chủ phủ ba thân thể thần lực đứng cạnh nhau đều nhìn vào màn hình giám sát toàn thành chính nhờ vào hệ thống giám sát toàn thành thành chủ phủ mới có thể liên tục nắm bắt động tĩnh của tất cả các thế lực bóng tối kết hợp với vị trí xác định từ thẻ danh tính mới có thể xác định được các thế lực bóng tối đã giết chết những chân thần nào những chân thần thông thường ai cũng có thẻ danh tính phải định kỳ nộp phí cư trú, nếu không sẽ bị đuổi khỏi thành. Nếu kẻ ra tay đó sử dụng vùng vũ trụ nhỏ để ngăn chặn việc gió xét, chúng ta sẽ không thể phát hiện ra tung tích của hắn. Một bóng hình tóc trắng nói. Trước tiên, hãy xem thử, có thể sẽ phát hiện ra điều gì. Thanh chủ Hoài Dương với ba con mắt quan sát cảnh tượng được ghi lại trên màn hình giám sát. Ma Ly Tiêu Thống Soái cũng đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát, Hoài Dương Thành là nơi có rất nhiều cường giả cơ khí liên kết xây dựng. Các cảnh tượng được ghi lại trên màn hình ít nhất sẽ được lưu trữ trên một thế kỷ. Vì vậy, có thể xem lại một số cảnh trong quá khứ. Nhìn kìa, bóng hình tóc trắng, thành chủ Hoài Dương và Ma Ly Tiêu thống soái đều chấn động tinh thần. Màn hình giám sát toàn thành rõ ràng cho thấy, La Phong sau khi tách khỏi Mô La Tát, Mạc Ngọc Thanh Yên một mình đi đến trước cửa chính của huyết xã hội, sau đó, bóng tối đột ngột xuất hiện từ không trung, hoàn toàn bao trùm huyết xã hội. Chính là hắn, thanh chủ Hoài Dương hưng phấn nói, chính là La Hà. Hắn không che giấu hay ngăn chặn việc dò xét mà công khai đi đến trước cửa huyết xã hội. Ma Ly tiêu thống soái gật đầu. Hắn cố tình như vậy. Bất kỳ một vĩnh cửu chân thần nào cũng có thể sử dụng vùng vũ trụ nhỏ để ngăn chặn việc nhìn trộm, khiến hệ thống giám sát toàn thành không phát hiện ra. Toàn bộ Hoài Dương Thành, chỉ có chúng ta ở thành chủ phủ là luôn theo dõi toàn thành. Vì vậy hắn chỉ đơn giản là không che giấu chúng ta. Bóng hình tóc trắng nói, kẻ này, la hà, đối với chúng ta, thành chủ phủ là thiện ý. Ma Ly Tiêu Thống soái và thành chủ Hoài Dương đều gật đầu. Thời không của nguyên nguồn đại lục ổn định, muốn quay ngược thời gian xem lại những gì đã xảy ra trong quá khứ. Trong Hoài Dương Thành không ai có thể làm được vì vậy chỉ có thành chủ phủ luôn luôn giám sát toàn thành mới có thể xem lại cảnh la phong đến huyết xã hội sau khi la phong rời khỏi huyết xã hội hắn bay đi lúc này đã thấy xa xa hỏa phong hội quáng thành chủ phủ giám sát toàn thành chắc chắn có thể kiểm tra được cảnh tôi đến huyết xã hội la phong nghĩ trong mối quan hệ giữa thành chủ phủ và các thế lực ngầm của thực quốc hắn tự nhiên sẽ nghiêng về phía thành chủ phủ trong lúc suy nghĩ La Phong đã bay đến Hỏa Phong hội quán. Đến lúc nhận thưởng rồi. La Phong bay đến trước cửa chính của tòa nhà chủ hội của viện Hỏa Phong, người hầu phụ trách tiếp đón La Phong lần trước đã đứng chờ sẵn. Thần Quân, người hầu ngay lập tức bước lên cười nói, "Phó viện trưởng đã dặn dò, bảo tôi dẫn Thần Quân vào trong." "Phó viện trưởng." La Phong gật nhẹ đầu, mời dẫn đường. Người hầu dẫn La Phong rời khỏi vị trí tòa nhà chính, bay vào sâu trong toàn bộ khuôn viên viện Hỏa Phong hạ cánh trước một tòa tiểu lầu, cánh cửa tiểu lầu đã mở. Người hầu nói, phó viện trưởng đã chờ thần quân ở bên trong. La Phong gật đầu, bước vào tiểu lầu, người hầu thì đứng ngoài canh gác. Trong tiểu lầu, một bóng dáng được hình thành từ xương khói xám đang ngồi bên trong, hai lỗ hổng trên thân hình xương khói như đang cười nhìn La Phong. Thần quân La Hà, mời ngồi. Bóng dáng xương khói tự tay rót rượu. La Phong ngồi đối diện thử xem ly rượu này thế nào bóng dáng xương khói nói la phong cầm ly rượu lên thấy chất lỏng trong ly toát ra hơi lạnh thoáng nghe thấy âm thanh của những quái thú khủng khiếp đang gầm thét la phong cảm thấy khá tò mò bèn nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ chỉ thấy một luồng mát lạnh lan tỏa trong linh hồn ly rượu này được chiết xuất từ máu của quái thú cấp thần vương vạn giới băng phong thú có tác dụng bồi bổ cho linh hồn còn có thể nâng cao ngộ tính Bóng dáng xương khói nói, uống một ly, hiệu quả có thể duy trì một ngày. Nâng cao ngộ tính. Là phòng kinh ngạc. Vạn giới băng phong thú. Trong truyền thừa của đoạn Đông Hà có ghi chép về nó, quái thú cấp thần vương này được tạo thành từ băng giá. Lớp vảy băng giá của nó tự nhiên ẩn chứa rất nhiều vũ trụ, số lượng vũ trụ quá nhiều có thể gọi là vạn giới. Gió mà nó thở ra có chút uy lực của bản nguyên đạo, nên từ lâu đã được gọi là vạn giới băng phong thú khi nó xuất hiện trên đại lục nguyên khởi không lâu đã bị đế quốc hỏa phong bắt sống đế quốc đã nuôi dưỡng nó đồng thời lấy nguyên liệu từ cơ thể của nó để chế tạo các dược phẩm rượu ngon vân vân Ngày trước khi tôi rời khỏi đế quốc hỏa phong đã mang theo một ít chỉ những người bạn mà tôi thật sự kính trọng mới có thể được tôi đãi bóng dáng xương khói nói phó viện trưởng quá khen la phong quả thật cảm nhận được luồng mát lạnh lan tỏa trong linh hồn tốc độ tư duy của linh hồn cũng tăng lên rõ rệt. Chắc hẳn ngộ tính cũng như lời đối phương nói mà tăng lên. Bóng dáng xương khói lắc đầu. Tại Y quốc, nơi này tương đối hẻo lánh, tài nguyên vẫn có hạn, những người có thể một mình giết chết hội trưởng huyết xà đều rất mạnh mẽ. La Phong cười, quả đúng như vậy, hội trưởng huyết xà có nền tảng sâu sắc và sử dụng cơ bảo cơ giới, thực lực thực sự rất mạnh. Để giết hắn, thật sự rất khó khăn những người như huyết vân ma ly miêu đều là tinh anh được bồi dưỡng từ thần quốc hôm nay tôi đến đây để nhận thưởng la phong nói trước khi hai người giao thủ chỉ có thần quân la hà ngài tiếp nhận nhiệm vụ hơn nữa sau khi tiếp nhận nhiệm vụ không lâu hội trưởng huyết xà đã chết bóng dáng xương khói nói nhưng theo quy tắc của địa đài viện hỏa phong ngài cần phải đưa ra chứng cứ đã giết hắn chỉ cần ngài là người tiếp nhận nhiệm vụ vậy chỉ cần đưa ra thi thể hoặc di thể hoặc bảo vật chính của hắn là được bóng dáng xương khói nói nếu cùng lúc có vài người mạnh mẽ tiếp nhận nhiệm vụ vậy thì địa đài viện hỏa phong sẽ kiểm tra xác nhận kỹ càng hơn cái này được không là phong lật tay lấy ra bộ giáp của hội trưởng huyết xa mà hắn để lại sau khi chết bộ giáp có một vài vết nứt nhỏ không dễ thấy nhưng với bộ giáp cấp vĩnh hằng chỉ cần dùng thần lực nuôi dưỡng những vết nứt này sẽ từ từ hồi phục. Bóng dáng xương khói nhìn qua, mỉm cười gật đầu. Được, đây là 106.000 hạt vũ trụ. Bóng dáng xương khói nhẹ nhàng phất tay một bình ngọc xuất hiện trước mặt La Phong. La Phong nhận lấy bình ngọc, thân lực thẩm thấu kiểm tra, phát hiện bên trong có 106.000 hạt vũ trụ. Rõ ràng, địa đài viện Hỏa Phong đã chuẩn bị sẵn. Nếu thần quân La Hà không cần sử dụng ngay số lượng vũ trụ cát này, có thể lưu trữ tại địa đài viện hỏa phong bóng dáng sương khói cười nói có thể đổi tại bất kỳ địa đài viện hỏa phong nào trên đại lục nguyên khởi không cần la phong đứng dậy hắn biết địa đài viện hỏa phong có dịch vụ lưu trữ đặc biệt là những tu luyện già mạnh mẽ chết đi mà không có người kế thừa những thứ họ lưu trữ tại địa đài viện hỏa phong tự nhiên sẽ trở thành của viện phó viện trưởng tôi xin phép rời khỏi trước la phong nói bóng dáng xương khói đứng dậy tiễn sau khi la phong rời đi trong tiểu lầu xuất hiện một người đàn ông lực lưỡng viện trưởng ngài không nói chuyện vài câu với hắn sao bóng dáng xương khói nhìn người đàn ông lực lưỡng người có thể một mình giết chết hội trưởng huyết xà thường thường đều có lai lịch nhất định hoặc là tinh anh được bồi dưỡng từ thần quốc hoặc là có một số kỳ ngộ trải qua nhiều thử thách nhưng la hà này địa đài viện hỏa phong trước đây không có bất kỳ ghi chép nào. Người đàn ông lực lưỡng nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi cảm thấy hắn như một đám sương mù. Chú hai, ngài không thấy hắn quá tùy tiện sao giữa ban ngày ban mặt trực tiếp xông vào tổng bộ huyết xà, giết chết hội trưởng huyết xà. Giết xong, lập tức đến địa đài viện hỏa phong nhận thưởng. Người đàn ông lực lưỡng nhíu mày, hắn không nghĩ ra rằng ở thành Hỗ Dương này có không ít thế lực sẽ nhắm vào cửa địa đài Viện Hỏa Phong sao? Hắn đến địa đài Viện Hỏa Phong lúc này chắc chắn sẽ bị nhiều thế lực phát hiện. Bóng dáng xương khói gật đầu. Đúng, hắn đúng là quá tùy tiện. Điều này cho thấy hắn không coi những thế lực đó vào mắt. Người đàn ông lực lưỡng cười nói, chỉ có một điều rất chắc chắn, hắn rất coi trọng phần thưởng này. Đại đa số tu luyện giả đều phải vì tài nguyên mà vất vả bóng dáng xương khói cảm thán trong thời gian quản lý địa đài viện hỏa phong đã quen nhìn cảnh những thần vĩnh hằng bất chấp thủ đoạn để có được tài phú lạc tà thần quân ta chỉ cần ở đây canh gác là đủ mạc ngọc thanh nhãn đang tĩnh tu trong một tòa nhà nhỏ gần cửa động còn mô lạc tà thì đứng bên cạnh quan sát cánh cửa chính của động đừng lo cho ta mô lạc tà của trách một câu ô mạc ngọc thanh nhãn lập tức im lặng không dám nói thêm Mô Lạc Tà kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, trận pháp của động vận chuyển, cánh cửa tự động mở ra, La Phong từ bên ngoài bay vào. Chủ nhân, Mô Lạc Tà lập tức lao ra đến gần La Phong, nở một nụ cười nịnh bợ. Mạc Ngọc Thanh Nhãn cũng lập tức theo ra đứng bên cạnh chờ đợi. La Phong nhìn thấy dáng vẻ của Mô Lạc Tà, cười nói, yên tâm, ta sẽ cố gắng giữ lại thức ăn của ngươi. Cảm ơn chủ nhân, Mô Lạc Tà vui mừng. Thanh Nhãn, cố gắng suy ngẫm thật tốt về quy luật. La Phong dặn dò, vâng, Mạc Ngọc Thanh Nhãn lập tức đáp lại. Sau đó, La Phong dẫn theo mô lạc tà đi đến đại điện dưới lòng đất. Chủ nhân thật mạnh mẽ, trực tiếp xông vào tổng hành dinh huyết xã hội, không biết chủ tịch huyết xã hội còn sống hay đã chết. Mạc Ngọc Thanh Nhãn suy nghĩ rồi trở lại tòa nhà nhỏ. La Phong càng mạnh mẽ, hắn tự nhiên càng thêm kỳ vọng. Dù sao, nếu hắn vượt qua được thử thách, cũng có hy vọng được bái sư. Mạc Ngọc Thanh Nhãn ngồi xếp bằng trong tòa nhà nhỏ, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu 10 quy luật cơ bản. Tại đại điện dưới lòng đất, trong tháp tinh tú, La Phong vung tay ném ra thi thể của Phó Chủ tịch Ma Mặc và Chủ tịch Huyết Xã hội Mục Dương. Hai thi thể khổng lồ tỏa ra khí tức đáng sợ, có hai thi thể. Mô Lạc Tà ánh mắt sáng lên. Còn một Phó Chủ tịch có thân hình độc trùng, hóa thành triệu triệu độc trùng. La Phong nói, ta đã tiêu diệt triệu triệu độc trùng, hắn cũng đã hoàn toàn tiêu tán. Nhưng ta nghi ngờ hắn có thể vẫn sống, vì thân hình độc trùng này, nếu tu luyện đến trình độ đủ cao, thì một con độc trùng chính là một sinh mạng. Tuy nhiên, hắn thực lực yếu hơn, không cần phải bận tâm. Mô Lạc Tà gật đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn thi thể chủ tịch huyết xã hội. Vẫn cần phải có thi thể của cường giả, huyết mạch của chủ tịch huyết xã hội, có lẽ đạt đến vĩnh cửu thần cảnh tầng 10, mà huyết mạch hắn tu luyện cũng rất mạnh mẽ, người thích thì tốt la phong gật đầu rồi đi vào không gian tầng khác của tháp tinh tú mô lạc tà ngồi xếp bằng xuống bắt đầu hấp thu sức mạnh huyết mạch và năng lượng từ hai thi thể này la phong một mình trong gian tầng một của tháp tinh tú xem lần này thu hoạch được bao nhiêu la phong vung tay lấy ra chiến lợi phẩm từ chuyến đi đến tổng hành dinh huyết xã hội ôi chủ tịch huyết xã hội sao lại mang theo nhiều xa vũ trụ như vậy La Phong nhìn những bảo vật chứa xa vũ trụ trước mặt. Một hồi thống kê không khỏi ngạc nhiên. Cộng thêm những gì hai phó chủ tịch mang theo, cộng với tiền thưởng xa vũ trụ vượt quá 980.000 viên. Số lượng xa vũ trụ khổng lồ này khiến La Phong rất vui mừng. Tài nguyên của vĩnh cửu thần hoặc dùng để tu luyện hoặc đổi lấy bảo vật mạnh mẽ. La Phong rất ngạc nhiên. Chủ tịch huyết xã hội mang theo nhiều xa vũ trụ như vậy thật ngoài dự đoán của ta tài nguyên để tôi luyện thân thể lần thứ hai, chắc chắn là đủ rồi. La Phong lại vui vẻ nhìn về phía đĩa tròn màu đỏ đang lơ lửng bên cạnh. Đĩa tròn màu đỏ có ánh sáng lưu chuyển, nhìn kỹ thì phát hiện bên trong có một dòng sông huyết đang cuồn cuộn chảy. La Phong đưa tay, nắm lấy đĩa tròn màu đỏ, lực lượng thần hoàn mỹ thẩm thấu vào bên trong. Um... Khi lực lượng thần hoàn mỹ thâm nhập vào, nhanh chóng luyện hóa món bảo vật cơ khí không có chủ này, và từ đó nhận được một lượng lớn thông tin bảo vật cơ khí đơn thể cấp vĩnh cửu thần sinh mệnh huyết hà la phong thầm kinh ngạc nhờ món bảo vật cơ khí này có thể biến thân thể thần thành một dòng sông huyết gần như không có sơ hở dù là phòng vệ giết địch tẩu thoát xâm nhập phân thân dòng sông huyết này mang đặc tính hỗn độn rất mạnh mẽ từ đánh giá giá trị đôi cánh thần giết của ta có giá trị khoảng một triệu xa vũ trụ trong khi món sinh mệnh huyết hà này có giá trị khoảng 1,5 triệu xa vũ trụ, thậm chí còn cao hơn một chút. La Phong đưa ra suy luận. Bảo vật cơ khí cấp vĩnh cửu thần nhờ đó nắm giữ một phần quyền năng của hỗn độn giới, đây đã là hàng đầu trong toàn bộ đại lục khởi nguyên. Giá trị thông thường dao động từ 500.000 đến 5 triệu xa vũ trụ, không có sự khác biệt về bản chất. Giống như bảo vật cơ khí 5 triệu xa vũ trụ nó giống như sự kết hợp hoàn hảo của vài món bảo vật cơ khí. Uhm, La Phong chỉ cần một ý nghĩ, đã đổ toàn bộ một phần sức vận mạnh thần vào trong đĩa tròn màu đỏ này. Mặc dù, mặc dù chưa nghiên cứu kỹ về món sinh mệnh huyết hà, nhưng nhờ sức mạnh thần hoàn mỹ, lấy vào tay là có thể sử dụng sơ qua. Dầm dầm, đĩa tròn màu đỏ chấn động. Một phần trăm sức mạnh thần của La Phong còn lớn hơn sức mạnh thần của vĩnh cửu thần trong vô hạn thần thể một dòng sông huyết có khả năng nuốt chừng mọi thứ đã hình thành nó như muốn nhấn chìm mọi thứ khiến mọi thứ trở về hỗn độn hòa vào dòng sông huyết la phong nhìn dòng sông huyết đáng sợ đang lơ lửng trước mặt nở nụ cười bao vật tuyệt vời như vậy chủ tịch huyết xã hội đã lãng phí rồi la phong cảm thán nếu nói về việc đối đầu đôi cánh thần giết của hắn không thể so với dòng sông huyết này sau này phải nghiên cứu kỹ sinh mệnh huyết hà La Phong nghĩ, điều này cũng có thể nâng cao hiểu biết của ta về quy luật hỗn độn. Việc lĩnh hội quy luật hỗn độn rất khó khăn. Vì vậy, cần phải có nhiều con đường song hành. Ví dụ như, La Phong sống cạnh hỗn độn trì hoàng, quan sát và lĩnh hội từ cự ly gần. Đó là một con đường. Tu luyện một số bí pháp chỉ vào hỗn độn cảnh. Chẳng hạn như, phá giới, cửu đao, hỗn độn, đại lực đồ, đoạn diệt, đông hoa, vân vân. Tu luyện càng sâu thì hiểu biết về quy luật hỗn độn sẽ càng sâu như đoạn diệt và đông hoa hai pháp môn lớn này càng chỉ thẳng vào thần vương cấp còn các bảo vật cơ khí cấp vĩnh hằng thần cấp như thí vũ huy dực và sinh mệnh huyết hà đều chứa đựng các chiêu thức của hỗn độn cảnh nếu tỉ mỉ lĩnh hội cũng có thể gia tăng hiểu biết về quy luật hỗn độn nhiều con đường song hành và còn cần phải là những người có thiên phú cực cao thì mới có hy vọng trở thành chủ tể hỗn độn la phong không cần phải nghi ngờ có thể lĩnh hội liệt nguyên thuật, có thể tu luyện thành thần thể hoàn mỹ phi thường, thiên phú cao đến mức khiến thần vương tọa sơn khách cũng phải kinh ngạc. Lần thu hoạch này lớn hơn tôi dự kiến. La Phong tổng kết lại những bảo vật, 980 ngàn địa cầu xa và bảo vật cơ khí sinh mệnh huyết hà trị giá khoảng 1.500 ngàn địa cầu xa là thu hoạch lớn nhất lần này. Còn các bảo giáp, binh khí, dược liệu, vật liệu dị thú và các sưu tầm khác cộng lại cũng gần 200.000 địa cầu xa. Con huyết xà này sẽ lớn lên, cũng khá là giàu có. La Phong rất hài lòng, anh cũng hiểu rằng có được nhiều thu hoạch như vậy, cũng có phần may mắn. Dù sao phần lớn các cường giả đều sẽ tiêu tốn địa cầu xa. Địa cầu xa chỉ nằm đó, chỉ là một khoản tài sản. Phải sử dụng nó mới có thể tăng cường nền tảng bản thân. Sau khi uống ly rượu tốt từ phó viện trưởng viện lửa, dường như khả năng lĩnh hội của tôi đã tăng lên la phong cất giữ bảo vật rồi ngồi xếp bằng trong không gian của thái dương tháp bắt đầu thử nghiệm lĩnh hội quy luật hỗn độn chỉ cần một chút tập trung cảm nhận anh có thể cảm nhận được quy luật hỗn độn đã hiện rõ bên cạnh hỗn độn chi hoang rộng lớn như biển cả la phong chăm chú quan sát tất cả mọi sự vật đều xuất phát từ hỗn độn để lĩnh hội hoàn chỉnh quy luật hỗn độn thì độ khó có thể tưởng tượng được lúc này không xa động phủ của la phong là hỗn độn giáp đó là động phủ siêu lớn của gia tộc mali chủ huyết xà đã chết hắn thật sự đã chết điêu dung kỳ cũng là khách hàng của điện lửa đương nhiên nhận được tin tức ngay lập tức nhiệm vụ thưởng đã hoàn thành phần thưởng 40.000 địa cầu xa của cô đã bị trừ đi hoàn toàn nếu nhiệm vụ không hoàn thành người phát động nhiệm vụ có thể thu hồi nhiệm vụ sau khi trừ đi một phần phí phần thưởng còn lại sẽ được hoàn trả Ha ha, chết rồi, hắn chết rồi. Điêu Dung Kỳ ánh mắt đẫm lệ, vừa khóc vừa cười. Sau khi cha và tộc nhân của cô chết đi, cô chỉ có ý nghĩ báo thù. Nhưng kẻ thù chết đi nhanh như vậy lại khiến cô có phần mơ hồ. Tiểu Kỳ, trước đây vệ sĩ cùng ngươi đến hỏa giới thực quán thăm viếng La Hà. Cái chết của chủ huyết xà có liên quan đến La Hà không? Malifix Vân có chút suy đoán. Là La Hà giết? Một giọng nói vang lên mali phích vân và điêu dung kỳ quay đầu lại người đi tới chính là mali mông cha mali phích vân kinh ngạc nói người giết chủ huyết xà thật sự là la hà sao đúng vậy mali mông gật đầu ông nhận được thông điệp từ chủ huyết xà trước khi ông ta chết nhìn điêu dung kỳ với tâm trạng phức tạp thật không ngờ ngươi chỉ gặp một lần la hà hắn thật sự đã giúp ngươi điêu dung kỳ hỏi la hà thượng nhân có khỏe không Hiện giờ cô vô cùng cảm kích La Phong, làm nô bộc đều là tâm phục khẩu phục. Hắn đương nhiên khỏe. Ma Ly Mông thở dài, toàn bộ hoành dương thành. Giờ có mấy ai dám đắc tội với hắn? Ngươi đã nhờ hắn giúp đỡ như thế nào? Ma Ly Mông hỏi. Điều Dung Kỳ lắc đầu. Tôi chỉ nói tình huống, La Hà Thượng Nhân liền đồng ý giúp. Hắn không yêu cầu gì từ tôi. Chỉ bảo tôi trở về, trước khi trời tối sẽ nhận được tin tức. Ma Ly Mông nghe vậy, có chút suy tư quả thật hào sảng quyết đoán. Từ những điều này, Mali Mông có thể nhìn thấy một số tính cách của La Phong. Có phải tôi nên đi thăm hắn, cảm ơn hắn không? Điều dung kỳ có chút do dự. Chỉ là như vậy một lần, bên ngoài có thể đoán ra là La Hà thượng nhân ra tay. Đừng vội. Mali Mông lắc đầu. Hiện giờ mọi thế lực ở Hoành Dương Thành đều đang chú ý đến hắn, có rất nhiều người muốn thăm hắn. Chúng ta có thể chờ một chút vài ngày nữa ta sẽ đưa người âm thầm đi thăm hắn. Ma Ly Mông cũng là vĩnh hằng thần, lĩnh vực nhỏ có thể cách ly những quan sát xung quanh, tự nhiên có thể âm thầm thăm viếng. Được, điều dung kỳ đáp. Ma Ly Mông đúng là không đoán sai, trong thành Hoài Dương có không ít thế lực muốn thăm viếng La Phong. Mặc dù tin tức người đứng đầu sát huyết sa là La Hà hiện tại vẫn khá bí mật, nhưng trước hết, phủ thành chủ đã quan sát được cảnh tượng trong quá khứ và đã phát hiện ra la phong thứ hai trước khi xà chủ qua đời đã gửi tin tức cho năm thế lực nhiều cường giả biết được theo thời gian tự nhiên sẽ lan truyền dần trong tầng lớp cao cấp của hoài dương la hà thần quân tán vân tới thăm tán vân hội trưởng đứng trước cửa động phủ của la phong tỏ ra khá khiêm tốn ừ tán vân chờ một lúc nhưng cửa động phủ vẫn đóng chặt không có phản ứng đành phải thất vọng quay đi Lúc này, bên trong động phủ của La Phong, hôm nay đã là vị khách thứ ba rồi, phải không? Mạc Ngọc Thanh Nham không khỏi nói, chúng ta cứ như vậy. Mô La Tát thản nhiên ở bên cạnh nói, chỉ cần chủ nhân đang bế quan tu luyện, bất kể là ai, đều không cần phải quan tâm. Trước đây, ba vị khách đều là vĩnh hằng chân thần. Mạc Ngọc Thanh Nham vẫn cảm thấy áp lực, trong lòng hắn, những vĩnh hằng chân thần đó giờ đây một người cũng không vào được. Mô La Tát cười nhạo, ngươi cứ trở đi, hôm nay sẽ có rất nhiều vĩnh hằng chân thần tới thăm, thời gian lâu dần, ngươi sẽ quen thôi. Tôi hiểu. Mạc Ngọc Thanh Nham cũng đang điều chỉnh tâm lý của mình. Hắn chỉ là một chân thần nhỏ bé, phải quen với phong cách làm việc của chủ nhân. Chuyên tâm lĩnh ngộ 10 đại quy tắc cơ bản, sự lĩnh ngộ của ngươi quá chậm. Mô La Tát lắc đầu, với tư cách là một giới thú nắm giữ nguyên tố hủy diệt, Việc hiểu 10 đại quy tắc cơ bản cũng dễ dàng như ăn cơm uống nước. Hắn chỉ cần theo thời gian từ từ trưởng thành, việc hiểu về đạo hủy diệt cũng sẽ càng sâu sắc cho đến khi hoàn toàn lĩnh ngộ vào một ngày nào đó. Trong mắt hắn, sự lĩnh ngộ của Mạc Ngọc Thanh Nham quả thật kém xa. Ồ, Mạc Ngọc Thanh Nham ngoan ngoãn đáp lại. La Hà Thần Quân, trù du tới thăm. Lại có âm thanh từ bên ngoài truyền đến, đó là một vĩnh hằng chân thần của chủ thị danh tiếng lẫy lừng trong thành Hoài Dương. Mạc Ngọc Thanh Nham không để ý mà chuyên tâm lĩnh ngộ quy tắc. Quê hương, khu vực vũ trụ nguyên thủy trong vũ trụ nhỏ của La Phong. Trên một hành tinh nhộn nhịp của nhân loại, La Phong và Từ Hân mặc áo ngắn tay, đội mũ cỏ tự tay làm, thảnh thơi ngồi trong khu vực ngoài trời của một nhà hàng, vừa uống nước vừa trò chuyện. La Phong, anh nói con trai anh nỗ lực như vậy mà thực không hề tăng tiến sao vẫn cứ cố gắng từ hân lắc đầu lần họp gia đình trước cả nhà chỉ có lạc hải không tới la phong mỉm cười ánh mắt xuyên qua không gian thời gian nhìn thấy lạc bình đang ký hợp đồng cùng với lạc hải đang tu luyện một mình trong vực sâu hố đen khổng lồ hai con trai hoàn toàn đi theo những con đường khác nhau lạc bình không còn hứng thú với việc tu luyện trong khi lạc hải lại rất đam mê con đường tu luyện lạc hải có trí tiến thủ đó là điều tốt la phong cười nói dù sao sống vô hạn cũng phải có chút hoài bão hắn chỉ là vũ trụ tôn giả phía sau còn có vũ trụ chủ chân thần dù có đột phá thì được gì từ hân nói nhìn hắn nỗ lực như vậy có lúc tôi cũng thấy xót xa em không thấy xót cho anh sao la phong phản vấn từ hân liếc nhìn hắn trước đây cô luôn lo lắng cho la phong đặc biệt khi trải qua những cuộc sinh tử, cô còn hoảng hốt hơn ai hết. Nhưng thời gian trôi qua, cô đã bình tĩnh, ứng phó với mọi thứ. Sót, sao lại không sót cho anh? Từ hân mỉm cười, La Phong lúc này mới nâng ly nước lên, thỏa mãn ứng. Hắn thực sự rất cẩn thận ở bên kia nguyên thủy đại lục, nhưng ở quê hương của mình, với thần lực hóa thân lại rất nhàn rỗi. Thường xuyên cùng vợ lang thang khắp nơi, vui vẻ trong đó. Dù sao trong vũ trụ nhỏ đường kính nghìn tỷ năm ánh sáng, vô số nhân loại sinh sôi, cũng đã nuôi dưỡng một nền văn hóa vô cùng rực rỡ, La Phong từ Hân chỉ đi dạo một số ít nơi. Thủy Tổ từ xa trong không gian, một vũ trụ chủ cung kính nói, tôi đi qua vũ trụ nhỏ của Tọa Sơn khách, phát hiện vũ trụ nhỏ của ông ấy đang nhanh chóng mở rộng. Trong vũ trụ nhỏ của La Phong, chỉ cần nhắc đến Thủy Tổ, hắn tự nhiên sẽ lưu ý, vũ trụ nhỏ của Tọa Sơn khách đang nhanh chóng mở rộng. La Phong giật mình. Sao vậy? Từ Hân cảm thấy không ổn thầy của tôi vũ trụ nhỏ đang mở rộng, chúng ta đi xem thử. La Phong dẫn theo vợ Từ Hân, điều khiển một con thuyền bí bảo, xuyên không gian, hướng đến vị trí vũ trụ nhỏ của thầy tọa Sơn Khách. La Phong Pi Trinh là thần thể hoàn hảo vĩnh hằng chân thần, dù chỉ là một mảnh thần lực tinh luyện thành thần lực hóa thân, vẫn là điều mà các chân thần khó có thể sánh được. Hu, thuyền bí bảo dừng lại trong dòng khí hỗn độn, lúc này xung quanh cũng có các chân thần vũ trụ chủ khác tới nơi tất cả đều đang quan sát vũ trụ nhỏ đang mở rộng thủy tổ thủy tổ ngân hà lãnh chủ khi la phong và tử hân xuất hiện các chân thần vũ trụ chủ xung quanh đều tỏ ra cực kỳ cung kính những cường giả của tộc nhân loại tự nhiên tôn kính gọi là thủy tổ hiện tại tộc nhân loại có hai vị thủy tổ một vị là nguyên tổ một vị là ngân hà thủy tổ la phong vũ trụ nhỏ của hai người một cái hàng chục tỷ năm ánh sáng một cái nghìn tỷ năm ánh sáng đều là nơi tộc nhân loại sinh sôi tồn tại la phong đã giải quyết được nguy cơ giới thú lại cứu được nguyên tổ và vũ trụ nhỏ của la phong còn lớn hơn rất nhiều trong tộc nhân loại địa vị của la phong quả thật cao hơn nguyên tổ một chút đối với điều này nguyên tổ cũng không có ý kiến dù sao cử mộng giới của hắn cũng là do la phong truyền thụ ừ là phong đáp lại rồi nhìn về phía vũ trụ nhỏ đang mở rộng thầy vừa đột phá đến hư không chân thần nhất định phải đi chinh phục luân hồi là phong suy nghĩ thầy cuối cùng cũng phải đi đến nguyên thủy đại lục sao cùng với thời gian càng ngày càng có nhiều cường giả đến nơi này nguyên tổ thần lực hóa thân hỗn độn thành chủ chân diễn từng người một đều đến một vị hư không chân thần ra đời đây là một sự kiện trọng đại ở khu vực vũ trụ nguyên thủy có rất nhiều người xem. La Phong, Hồng và Lôi Thần cũng đã tới bằng bí bảo. Đại ca, nhị ca. La Phong mỉm cười gật đầu, ba người họ từng từ trái đất bước ra, tình cảm tự nhiên khác biệt không giống như người khác. Lão tiền bối tọa sơn, khách một khi đột phá, sẽ phải vượt qua luân hồi chứ. Hồng nói, dù sao hắn cũng là chân thần, La Phong đã sớm dặn dò họ, dù có nắm chắc khả năng đột phá, cũng không nên vội vàng. Trước tiên hãy bàn bạc với La Phong và Nguyên Tổ rồi mới quyết định thời gian đột phá. La Phong nhìn về phía xa. Đúng, sau khi đột phá, trong vòng một năm, nhất định phải vượt qua luân hồi. Cà. Lạc Hoa dẫn theo cha là Lạc Hồng Quốc và mẹ là Cung Tâm Lan dưới sự bảo vệ của Tây Mạc, cũng đến đây. Lão tiền bối tọa sơn khách là thầy của người, ông ấy sắp sửa vượt qua luân hồi, chúng ta tự nhiên cũng phải đến. Lạc Hồng Quốc nói, tọa sơn khách là thầy của La Phong, Chuyện này đã trở thành điều ai cũng biết ở khu vực vũ trụ nguyên thủy. La Phong nhẹ gật đầu, lại tiếp tục nhìn về phía vũ trụ nhỏ đang mở rộng. Vũ trụ nhỏ mở rộng liên tục trong hơn một tháng, đạt đường kính 72 tỷ năm ánh sáng mới dừng lại. Phù, một bóng dáng lão già bay ra khỏi vũ trụ nhỏ, chính là tọa sơn khách. La Phong một mình bay tới đón. Thầy, La Phong bay đến gần. Tôi đã ở vũ trụ nguyên thủy lâu như vậy, đã đến lúc phải về rồi. Tọa Sơn khách cảm thán nói, mặc dù sống ở vũ trụ Nguyên Thủy một hơn một thời đại luân hồi, nhưng nơi đây rốt cuộc không phải quê hương của ông. Bây giờ đã đi vượt qua luân hồi sao? La Phong nhìn Tọa Sơn khách. Tọa Sơn khách gật đầu, chính bây giờ. Sau này, chúng ta làm sao gặp mặt? La Phong hỏi. Thầy sau khi đến Nguyên Lục sẽ phải đầu thai chuyển thế, thân lực hóa thân còn lại ở khu vực vũ trụ Nguyên Thủy cũng sẽ tiêu tan. Đến lúc đó sẽ rất khó để gặp lại. Khi gặp lại tự nhiên sẽ gặp lại. Tọa Sơn Khách mỉm cười nhìn đệ tử của mình. Tôi đã ở vũ trụ nguyên thủy hơn một thời đại luân hồi, thành tựu lớn nhất chính là thu nhận được đệ tử như ngươi. Đệ tử tầm thường chủ yếu dựa vào thầy nâng đỡ, nhưng đệ tử thực sự tỏa sáng rực rỡ, thầy chỉ là trợ lực mà thôi. Tọa Sơn Khách nhìn La Phong. Ngươi có thể đi đến bước nào, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính bản thân mình. La Phong gật đầu. Nhớ kỹ, đừng vội tọa sơn khách nhắc nhở khi ngươi đủ mạnh báo thù cho ta chỉ là việc tự nhiên khi ngươi chưa đủ thực lực cố gắng xen vào chỉ có thể đưa đến cái chết tôi hiểu tôi có kiên nhẫn la phong gật đầu tọa sơn khách gật đầu tôi đi vượt qua luân hồi rồi không cần tiễn nói xong tọa sơn khách nhẹ gật đầu về phía nhiều cường giả xa rồi bay về hướng luân hồi đạo của thiên phong giới la phong từ xa nhìn cảnh tượng này mọi việc diễn ra như kế hoạch Thầy tọa Sơn khách vượt qua luân hồi đến nguyên lục, sau đó rất nhanh đã thi triển bí pháp chuyển thế, đầu thai trở thành sinh mạng bản địa của nguyên lục. La Phong, Hỗn Độn Thành Chủ nhanh chóng đến gần. Thầy. La Phong nghênh đón, mình từ trái đất trưởng thành, chân diễn, Hỗn Độn Thành Chủ, Tọa Sơn khách, ba vị thầy này đều đã giúp đỡ mình rất nhiều, hắn cũng luôn kính trọng ba vị thầy này. Vũ trụ nhỏ của Tọa Sơn khách bắt đầu sụp đổ rồi hỗn độn thành chủ lo lắng nói. La Phong gật đầu. Ông ấy là thầy của ngươi, ngươi không lo lắng sao? Hỗn độn thành chủ nghi hoặc. Hơn nữa, ngươi và nhiều chân thần nhân loại đã nói qua, chỉ cần đột phá chân thần cảnh giới rồi đi vượt qua luân hồi là nhất định thành công. Tọa Sơn Khách sao lại chết được? Hỗn độn thành chủ và tọa Sơn Khách thực sự không có giao tình gì, nhưng cả đời ông đều cống hiến cho tộc nhân loại, tự nhiên lo lắng cho sự an nguy của nhiều chân thần nhân loại trong tương lai tọa sơn khách thầy đã thành công vượt qua luân hồi. La Phong nói, ông ấy là chết sau khi vượt qua. Hỗn độn thành chủ có chút bối rối. Chết sau khi vượt qua, quy tắc tối cao hạn chế, không thể nói. La Phong nói, tôi hiểu rồi. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Ông cũng biết điều này. Nguyên Tổ và La Phong đều đã vượt qua luân hồi. Một người là thầy của hỗn độn thành chủ, một người là đệ tử của ông. Ông cũng rất rõ ràng về những hạn chế của quy tắc tối cao chỉ cần đột phá chân thần cảnh giới, vượt qua luân hồi an toàn là tốt. hỗn độn thành chủ gật đầu. còn về tọa sơn khách, tương lai thầy sẽ biết. La Phong nói. nguyên lục địa, dư quốc, thành hoài dương. âm âm cửa đại điện dưới lòng đất của động phủ mở ra. La Phong đã ra khỏi cánh cửa. chủ nhân. mộ La Sa lập tức bay đến chào đón. Mặc Ngọc Thanh Nham cũng nhanh chóng từ xa chạy lại. Hmm. La Phong gật đầu với họ rồi nhảy lên ngọn núi cao xa ngồi trên một tảng đá lớn tự mình uống rượu cảnh tượng này khiến mộ la sa và mặc ngọc thanh nham nhìn nhau đầy nghi hoặc cậu cứ làm việc của cậu đi mộ la sa ra lệnh cho mặc ngọc thanh nham sau đó hắn lén lút bay đến gần la phong nở một nụ cười niềm nở chủ nhân ngài có chuyện gì không vui à hình như không được thoải mái lắm mộ la sa lên tiếng không có gì không vui la phong nhẹ nhàng lắc đầu sư phụ của hắn tái sinh để chuẩn bị báo thù và hy vọng lớn nhất cho sự báo thù của sư phụ rõ ràng chính là đệ tử này. Thực quốc có thể xâm lấn bốn phương mà vẫn sống sót đến hôm nay, sức mạnh chắc chắn rất lớn để đối phó với vài vị quốc chủ của thực quốc. Không hề dễ dàng, La Phong tự nhiên cũng có chút áp lực. Không vui sao? Mộ La Sa quan sát La Phong. Tôi đang nghĩ về vài kẻ thù lớn. La Phong nói. Kẻ thù lớn của chủ nhân còn bao nhiêu? Mộ La Sa hỏi: Ai vậy? Cần tôi giúp không? La Phong nhìn Mộ La Sa, tâm trạng cảm thấy nhẹ nhõm, mình cần rèn luyện ý chí, khổ công tu luyện bí pháp, hiểu rõ quy luật, cần phải từng bước nâng cao bản thân. Nhưng Mộ La Sa chỉ cần ăn uống và hấp thu một số năng lượng, tự nhiên sẽ trưởng thành đến mức có thể nhìn xuống thực quốc. Nếu cần sự giúp đỡ của cậu, tôi sẽ nói, La Phong nói. Tôi nghĩ tôi có thể giải quyết họ. Đến lúc đó xác chết để lại cho tôi. Mộ La Sa lập tức nhắc nhở La Phong cười. Yên tâm đi. À, đúng rồi. Ma Li Mông đã nhờ mặc Ngọc Thanh Nham chuyển lời, muốn đến thăm ngài. Mộ La Sa nói. Cậu ấy nhờ Thanh Nham chuyển lời. La Phong ngạc nhiên. Nghe nói cha của Mạc Ngọc Thanh Nham, Mạc Ngọc Hổ, đã được tuyển mộ vào phủ thành chủ rồi. Hiện giờ Mạc Ngọc Hổ đã là một quan chức trong phủ thành chủ. Mộ La Sa cười nói. La Phong khá có thiện cảm với sinh linh đầu tiên mà hắn kết bạn ở nguyên lục địa, Mạc Ngọc Hổ ông ấy sẵn sàng hy sinh tất cả vì ba đứa con, chỉ riêng điều này, La Phong rất tôn trọng ông. Để ma ly mông đến đây, La Phong nói, vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay. Mộ La Sa lập tức rời đi, vì gia tộc ma ly cũng nằm trong khu hỗn độn, chỉ trong chốc lát, ma ly mông đã dẫn theo đào Dung Khải đến thăm. Thần quân La Hà, ma ly mông rất nhiệt tình, thượng nhân, đào Dung Khải ánh mắt ngập nước, lập tức quỳ xuống. Cảm ơn thượng nhân đã ra tay, báo thù cho cha tôi và cho những sinh linh đã mất của gia tộc Đào Dung. Xin mời ngồi. La Phong đã ngồi xuống. Ma Ly Mông ngồi đối diện La Phong, Đào Dung Khải thì ngồi bên cạnh. Tại hạ là Ma Ly Mông, rất may mắn đảm nhận chức phó thành chủ thành Hoài Dương. Ma Ly Mông mỉm cười nói. Nghe nói là Hà Huynh đã chém giết chủ tịch huyết xà, trong lòng vô cùng kính phục, đặc biệt đến thăm. Nhiều công việc quan trọng của phủ thành chủ do năm gia tộc cùng quyết định, ma limong chính là đại diện của gia tộc mali đồng thời kiêm chức phó thành chủ chỉ là chuyện nhỏ thôi la phong nói đối với la hà huynh thì là chuyện nhỏ nhưng đối với phủ thành chủ thì không phải ma Mông lắc đầu toàn bộ nguyên lục địa thế lực bóng tối không thể giết hết chém không xong phủ thành chủ cũng chỉ có thể cố gắng kiềm chế không thể tiêu diệt triệt đề nếu không cho họ một chút lợi ích thế lực bóng tối sẽ hoàn toàn bộc lộ bản chất điên cuồng chém giết cướp bóc. Duy trì trật tự không dễ dàng. La Phong gật đầu. Hắn có lượng thông tin khổng lồ từ đế vương của Tần và đoạn Đông Hà, biết được một số tồn tại kinh khủng điên cuồng như thế nào, khi giết chóc và cướp bóc, những chân thần yếu ớt hoàn toàn không có khả năng chống cự. Thanh chủ phủ vừa mạnh tay kiểm soát, vừa ban cho chút thủy lợi mới có thể duy trì được sự cân bằng. Đây đã là nơi cư trú mà các chân thần yếu ớt khao khát Địa điểm cư trú của chân thần là tuyệt đối an toàn. Ban ngày đông vui nhộn nhịp, vào ban đêm những nơi phồn hoa, chúng tôi cũng tuyệt đối cấm các thế lực bóng tối ra tay. Ma Limong nói. Nhưng nếu tự mình đi vào những nơi hoang vắng, tối tăm, bị thế lực bóng tối giết chết, thì chúng tôi cũng không thể làm gì. Đây cũng là để cho các thế lực bóng tối để lại một chút đường sống. Nếu không dồn ép quá mức, họ sẽ chạy sang thế lực của thực quốc. Ma Limong lắc đầu thế lực thực quốc mới là nguyên nhân lớn nhất gây họa cho Hoài Dương Thành. La Phong lắng nghe, tiểu khả, em ra ngoài trước đi. Ma Ly Mông liếc nhìn bên cạnh Đan Dung Khả, Đan Dung Khả cảm kích nhìn La Phong, cung kính hành lễ rồi rời đi. La Hà Huynh. Ma Ly Mông nói nhỏ, tôi muốn hỏi, thành chủ phủ có thưởng, Huynh có muốn ra tay tiêu diệt thủ lĩnh thế lực thực quốc khuyết vân không? Tôi nghe nói thủ lĩnh thế lực thực quốc Huyết Vân đã nhiều lần giao tranh với thành chủ phủ. Thành chủ phủ thậm chí còn điều động toàn bộ trận pháp của Hoài Dương Thành. Mà Lý Tiêu thống soái tự mình ra tay, vẫn không thể đối phó được Huyết Vân. La Phong nói, khi hành động trong Hoài Dương Thành, bên thành chủ phủ chiếm được địa lợi, nhưng Huyết Vân vẫn tự do đến giờ. Hắn rất mạnh, Mà Lý Mông thừa nhận. Vậy nên các người mới mời tôi ra tay, giá cả tự nhiên phải cao hơn. La Phong nói. Ma giật mình, thực sự dám nhận sao? Bao nhiêu? Ma mông hỏi. Ngoài số tiền thưởng công khai từ hỏa phong hội quán, thêm ra 500.000 vũ trụ xa. La Phong nói, tôi có thể thử xem, nhưng không đảm bảo thành công. Nếu thất bại, tôi cũng sẽ không đòi thưởng. Ma mông nghe mà lắc đầu. Quá cao, nếu thành chủ phủ thực sự chịu chi. Chúng tôi đã sớm công khai treo thưởng 600.000 vũ trụ xa ở hỏa phong hội quán rồi. Như vậy, có lẽ các cường giả từ bên ngoài sẽ đều kéo đến. Các người có thể đưa ra bao nhiêu? La Phong hỏi. Hiện tại, tiền thưởng cho huyết vân bên hỏa phòng hội quán là một triệu vũ trụ xa. Chúng tôi có thể thêm một triệu vũ trụ xa nữa. Ma Li Mông nhìn La Phong. La Phong lắc đầu. Quá ít. La Hà Huynh có hứng thú. Tôi sẽ nghĩ cách. Nhưng tăng thêm 500.000 vũ trụ xa là không thể. Ma Li Mông nói các người có năng lực trước tiên tìm Huyết Vân đi. La Phong không nói thêm gì nữa. Trước khi giết hội trưởng Huyết Xà, hắn đã muốn đối đối phó với Huyết Vân. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là không tìm thấy đối phương. Ma Mông gật đầu. Hắn giấu rất kỹ, một khi tìm được, chúng ta sẽ liên lạc lại. Đến lúc đó sẽ nói kỹ. La Phong đáp. À, đúng rồi, La Hà Huynh, hội trưởng Huyết Xà trước khi chết, chắc chắn đã gửi đi thông tin cho một vài thế lực. Ma Mông nói. Tôi vừa nhận được một thông tin, Ồ, hắn đã gửi thông tin gì trước khi chết? Ma Mông nói. La Hà Huynh, Huynh cho tôi một phần truyền tín ấn. Tôi sẽ chuyển giao thông tin đó cho Huynh. La Phong cũng lấy ra một lệnh bài truyền tin, hai bên để lại truyền tín ấn, có thể liên lạc với nhau. Truyền tín lệnh bình thường Ma Mông nhận ra, loại truyền tín lệnh bình thường này có phạm vi truyền tin lớn hơn một chút so với Hoài Dương Thành, thậm chí vùng vũ trụ nhỏ cũng có thể ngăn chặn việc truyền tin của nó. Nhưng những tồn tại càng mạnh mẽ, càng sẵn lòng sử dụng loại truyền tín lệnh bình thường này. Đây là thông tin hắn đã gửi cho tôi. Malimong lập tức gửi cho La Phong một phần. La Phong vừa xem xong, liền cười. Bảo bối cơ khí của hắn trị giá một triệu rưỡi vũ trụ xa, còn của tôi trị giá năm triệu vũ trụ xa. Sao tôi không biết? Bảo bối cơ khí của tôi lại quý giá đến vậy. Malimong trong lòng kinh ngạc. La Hà trước mặt hắn hoàn toàn không che giấu, thừa nhận mình có bảo bối cơ khí. Rõ ràng, La Hà rất tự tin. La Hà huynh, huynh tuyệt đối không thể chủ quan. Ma Ly Mông nhắc nhở, cuộc cải khổng lồ như vậy có thể sẽ thu hút một số cường giả bên ngoài đến Hoài Dương Thành đối phó với huynh. Họ sẽ tin sao? La Phong hỏi. Có thể sẽ có người tin, bất kỳ ai dám ra tay chắc chắn sẽ có chút tự tin. Ma Ly Mông nói. La Phong gật đầu. Ma Ly Huynh, cảm ơn. Trong lòng, La Phong còn khá mong đợi có cường giả lợi hại đến, mình cũng có thể trở nên giàu có hơn một chút. Ngu quốc, nằm trong danh giới vân mậu hỗn độn châu. Tại một ngọn núi cổ xưa sâu thẳm, nơi đây có một bộ lạc sinh sống và phát triển. Tuy nhiên, lúc này, khu vực tập trung của bộ lạc lại im lặng đến kỳ lạ. Hàng vạn sinh linh trong bộ lạc đều lặng lẽ nằm im không một tiếng động. Đột nhiên, hàng vạn sinh linh đều thoát ra một luồng khí tức, hàng vạn luồng khí hợp lại thành một hình bóng áo xám. Gương mặt của người này bị áo choàng che khuất. Những sinh linh của bộ lạc này, tâm linh quá yếu, huyết mạch của ta đã nuốt chửng tâm thức của bọn chúng mà không có một phản ứng nào. Hình bóng áo xám lắc đầu nhẹ, dù có nuốt chửng cả tỷ kẻ yếu như thế này cũng chẳng giúp ích gì nhiều cho ta. Huyết mạch tu hành cần những tài nguyên quý giá hơn nhiều. Nếu có thể hấp thu tinh huyết của dị thú hỗn độn cấp, sự trợ giúp sẽ lớn hơn rất nhiều. Người áo xám tự nghĩ, tu luyện theo con đường huyết mạch để trở thành Hỗn Độn Chủ Tể, quả thực quá khó. Con đường huyết mạch tu luyện lúc đầu rất dễ dàng, nhưng càng về sau, yêu cầu tài nguyên ngày càng lớn. Trên khắp đại lục khởi nguyên, giới hạn của con đường này cũng chỉ đến cảnh giới Hỗn Độn Chủ Tể. Muốn đột phá tới Hỗn Độn Chủ Tể, tự nhiên sẽ gặp phải vô số cản trở. Hmm. Người áo xám lật tay lấy ra một chiếc lệnh bài truyền tin nhân quả hắn không lo ngại việc nhân quả bị phong tỏa, vì các vị hỗn độn chủ tể cao cao tại thượng chẳng thèm để mắt đến hắn, còn với các vị vĩnh hằng chân thần. Trong mắt hắn, các vị vĩnh hằng chân thần đều chỉ là con mồi. Cửu Khương hỗn độn châu, hộ Dương Thành, La Hà, hắn đã tiêu diệt thủ lĩnh thế lực hạ ám trong thành hộ Dương, hội trưởng huyết mãng Mục Dương, và sở hữu ít nhất hai món bảo vật cơ giới, giá trị có thể vượt qua 650 triệu vũ trụ xa. Hình bóng áo xám động tâm. Nói về tập kích và ám sát, hiếm có vĩnh hằng chân thần nào có thể thoát khỏi tay ta." Hắn tự tin. Hắn đã ngang dọc nhiều hỗn độn châu, kinh nghiệm giao đấu với các cường giả phong phú. Ta sẽ đến thành hộ Dương một chuyến, đến đó rồi vào Yên Phong hội quán, tìm hiểu thêm về tên La Hà này, sau đó lên kế hoạch ám sát. Hình bóng áo xám khẽ động, rồi hoàn toàn dung nhập vào thiên địa, biến mất không dấu vết. Hắn lao đi với tốc độ kinh khủng, qua từng mảng không gian, trực tiếp hướng về thành hộ dương của Cửu Khương Hỗn Độn Châu. Vùng đất mà hắn vừa rời đi, hàng vạn sinh linh đang nằm đó lặng lẽ, thân thể của chúng đều đã hoàn toàn tan biến, nhiều bộ lạc sinh sống ngoài hoang dã, do đó họ luôn khao khát được vào các thành lớn để sinh sống, bởi vì ngoài hoang dã, không biết khi nào sẽ gặp phải thảm họa diệt vong. Một dị thú đáng sợ tình cờ đi ngang, chỉ một cái há miệng cũng đủ nuốt chửng cả bộ lạc một vị vĩnh hằng chân thần, tình cờ đi qua, vì tu luyện, vì tài phú, hoặc chỉ đơn giản là để chút giận, có thể hủy diệt cả một bộ lạc chỉ trong chớp mắt. Chỉ có sống trong các thành trì lớn, họ mới có một cuộc sống ổn định. Hộ Dương Thành, Thương Huynh, có thời gian không? Ta mời ở hỏa giới thực quán. La Phong liên lạc với Thương Thiên Viêm. La Hà Huynh mời, cả thành hộ dương này, không biết có bao nhiêu vĩnh hằng chân thần muốn được mời mà không được, dĩ nhiên là ta có thời gian. Ta có thể xuất phát ngay bây giờ. Thương thiên viêm truyền tin đáp lại. Ha ha, tốt, lát nữa gặp ở hỏa giới thực quán. La Phong rất thích tính cách hào sảng của thương thiên viêm. Sau khi hẹn xong, La Phong liền mang theo Ma La Tát và Mạc Ngọc Thanh Nham lên đường. Trên một chiếc phi chu. Ma La Tát bên cạnh nói. Chủ nhân, thương thiên viêm cũng chỉ là một vĩnh hằng chân thần bình thường. Sao ngài lại coi trọng hắn như vậy? theo malatat với việc chủ nhân la phong là kẻ sở hữu thần thể hoàn mỹ và có thể nô dịch giới thú thì những vĩnh hằng chân thần bình thường chủ nhân không cần phải để ý nhiều kết giao bạn bè không phải chỉ nhìn vào sức mạnh la phong đáp thật sao malatat có vẻ không hiểu lắm trong mắt hắn những vĩnh hằng chân thần bình thường chỉ đáng làm thức ăn hơn nữa ta kết giao với thương huynh chính là ta có điều cần nhờ hắn la phong nói ta thường hỏi hắn về kỹ thuật luyện khí, hắn đều chỉ dạy rất tận tình. Ma La Tát nói, chủ nhân nhờ hắn giúp đỡ, đó là may mắn lớn của hắn rồi. Bên cạnh, Mạc Ngọc Thanh Nham lắng nghe, hoàn toàn không dám xen vào. Đôi khi, hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, chủ nhân rõ ràng rất mạnh mẽ, nhưng Ma La Tát, một vị thần quân hư không bình thường, lại có thể nói chuyện tùy ý như vậy. Chủ nhân quá nhân từ mới dung thứ cho Ma La Tát thần quân vô lễ như vậy. Mạc Ngọc Thanh Nham thầm nghĩ, hắn thì tuyệt đối không dám thất lễ. Thanh Nham là phòng lên tiếng. Chủ nhân. Mặc Ngọc Thanh Nham vô cùng kính cẩn. Ta nghe Ma Ly Mông nói, phụ thân ngươi Mặc Ngọc Hổ đã vào làm việc tại thành chủ phủ. La Phong hỏi. Mặc Ngọc Thanh Nham đáp. Phụ thân cũng đã dặn dò ta, sau khi chủ nhân xuất quan, phải gửi lời cảm ơn đến ngài. Ta trước đây cũng đang tìm cơ hội để nói chuyện này. Cảm ơn ta. Mặc Ngọc Hổ khách sáo quá. La Phong gật đầu. Phụ thân một lòng vì ba huynh đệ chúng ta, lúc trước ta may mắn được đi theo chủ nhân. Mặc Ngọc Thanh Nham nói, phụ thân ta cũng đã tìm mọi cách đưa đại ca ta vào tộc Chu Thị và đã đưa tam đệ ta vào thiên viêm môn. Sau đó, khi chủ nhân tiêu diệt hội trưởng huyết mãng, phụ thân ta đã được chiêu mộ vào thành chủ phủ, còn đại ca ta trong tộc Chu Thị cũng một bước lên trời, được một vị vĩnh hằng chân thần Chu Du thu làm đệ tử. Mặc Ngọc Thanh Nham nói, La Phong ngạc nhiên. Vĩnh Hằng chân thần của tộc Chu Thị, Chu Du, thu đại ca ngươi làm đệ tử. Vâng. Mặc ngọc thanh nham gật đầu. Nham gật đầu. Phụ thân ta đã nói, bất kể là phủ thành chủ hay tộc Trúc Thị, đều có ý định kết giao với chủ nhân. Nhưng trong toàn bộ thành hộ dương, người có liên hệ với chủ nhân rất ít. Vì vậy họ mới ban ân cho phụ thân và huynh đệ của ta. La Phong mỉm cười. Thực tế hắn chỉ có hai người hầu. Một là Mô Lạc Tà và một là Mạc Ngọc Thanh Nhãn. Các thế lực cũng chỉ có thể thông qua gia tộc Mạc Ngọc mà hành động. Điều này khiến gia tộc Mạc Ngọc thay đổi vận mệnh. Tam đệ của người đâu? La Phong hỏi. Tam đệ vẫn đang học các kỹ năng cơ bản tại thiên viêm môn. Mạc Ngọc Thanh Nhãn nói, kỹ nghệ rèn của thiên viêm môn yêu cầu rất nghiêm ngặt, phải học từ căn bản từng bước một. La Phong gật đầu. Phụ thân ngươi quả là biết cách chọn. Thiên viêm môn danh tiếng rất tốt Môn chủ xưởng thiên viêm cũng là bạn của ta Còn tộc Trúc Thị là gia tộc bản địa số 1 Của thành hộ dương Ông ấy đưa hai đứa con Một vào thiên viêm môn Một vào tộc Trúc Thị Thật là có tâm Phù thành chủ và ngũ đại gia tộc Đều không phải gia tộc bản địa Họ hoặc là chi nhánh của gia tộc thần vương Hoặc là chi nhánh của gia tộc chủ tề hỗn độn Gia tộc bản địa thực sự đã phát triển Và cắm rễ tại thành hộ dương Gia tộc mạnh nhất chính là tộc Trúc thị. Tộc Trúc thị kinh doanh rất chân chính, không dính dáng đến thế lực hắc ám, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Trong thành hộ Dương, người có khả năng giết được hội trưởng huyết mãng không nhiều. Nhưng thủ lĩnh tộc Trúc thị, Trúc Cốt là một trong số đó. Về sức mạnh, không gia tộc nào trong ngũ đại gia tộc dám khẳng định mạnh hơn tộc Trúc thị. Nhưng xét về bối cảnh, ngũ đại gia tộc có bối cảnh quá lớn có thể điều động những tồn tại khủng khiếp bất kỳ lúc nào. Phụ thân ta vì chúng ta ba huynh đệ mà thật sự đã nghĩ đủ mọi cách. Nhưng phụ thân có thể vào được phủ thanh chủ, đại ca có thể bái vĩnh cửu chân thần làm sư phụ, tất cả đều nhờ ơn của chủ nhân. Mạc Ngọc Thanh Nhãn nói với lòng cảm kích. Ngươi muốn cảm ơn ta thì hãy nhanh chóng nắm vững 10 quy luật cơ bản đi, La Phong nói. Vâng, Mạc Ngọc Thanh Nhãn hiểu rõ rằng mình đã gặp được một cơ hội lớn nhưng điều kiện tiên quyết là phải biết nắm bắt. Nắm vững 10 quy luật cơ bản là thử thách đầu tiên để được thu làm đệ tử. Hắn dành hơn 90% thời gian mỗi ngày để nghiên cứu quy luật, không dám chạy mạng. Thậm chí, còn tìm cách nịnh nọt thần quân La Tà, mong được chỉ điểm đôi chút. Hỏa giới thực quán thượng tôn, Hắc Đồ Phu vô cùng kích động ra đón từ sớm. Những ngày qua, tin tức về việc hội trưởng huyết mãng bị La Hà giết chết đã từ tầng lớp cao cấp của thành hộ dương lan truyền dần xuống tầng lớp trung lưu hắc đồ phu kinh doanh một nhà hàng khách ra khách vào tin tức vô cùng nhạy bén cũng đã nghe được tin này thêm vào đó việc tổng hành dinh huyết mãng hội hóa thành đống đồ nát các thương gia phải đóng phí cống nạp như hắc đồ phu đều đã bàn tán xôn xao ha ha la phong nhìn dáng vẻ kích động của hắc đồ phu trêu chọc hắc đồ phu Huyết Mãng Hội có miễn cho ngươi khoản phí cống nạp không? Huyết Mãng Hội đã không còn, tự nhiên cũng không còn cái gọi là phí cống nạp. Hắc Đồ Phu cảm kích nói, hơn nữa, hai thế lực Hắc Ám đang tranh giành địa bàn của Huyết Mãng Hội đều đã nói với ta rằng, từ nay về sau miễn cho hỏa giới thực quán khoản phí cống nạp. Hai thế lực Hắc Ám tranh giành địa bàn của Huyết Mãng Hội là hai thế lực nào? Là Phong tò mò hỏi, một bên là Thiên Sơn Lâu, bên còn lại là Lục Quân Minh nhưng họ đều rất thân thiện với hỏa giới thực quán. Hắc Đồ Phu cảm kích nói, ta biết tất cả đều là nhờ Thượng Tôn. La Phong khẽ cười, họ cũng biết điều đấy chứ. Họ sợ thu phí cống nạp rồi, ngươi lại diệt cả bọn họ. Sường Thiên Viêm từ tòa nhà nhỏ xa xa bước ra. La Hà Huynh, ngươi mời ta, nhưng lại còn đến muộn hơn ta một bước. Ta đã đến nhanh nhất có thể rồi. La Phong cười bước tới. Hắc Đồ Phu mau chuẩn bị đồ ăn và đồ uống dồn hết tâm huyết vào đó nhất định sẽ tận lực hắc đồ phu đầy năng lượng la phong và sưởng thiên viêm cùng bước vào tòa nhà nhỏ cảm thấy nhiều thế lực trong thành hộ dương đang xoay quanh ngươi không sưởng thiên viêm cười nói thành hộ dương trông có vẻ như có nhiều cường giả nhưng cuối cùng vẫn là những tồn tại mạnh nhất quyết định mọi thứ và hiện tại ngươi cũng là một trong những người ảnh hưởng đến trật tự quan trọng là ngươi không ràng buộc không có gia tộc những thế lực muốn kết giao với ngươi tất nhiên rất nhiều, họ sẵn sàng trả giá lớn. Muốn lôi kéo ta, mấy cái giá bình thường ta không để mắt tới đâu. La Phong tự tay rót rượu cho sưởng thiên viêm, nào, uống rượu đi. La Hà Huynh tự tay rót rượu, không có mấy người được may mắn thưởng thức đâu. Sưởng thiên viêm khoan khoái nâng ly rượu lên, uống một ngụm, sưởng thiên viêm ngạc nhiên nhìn ra ngoài. Lúc này, Mạc Ngọc Thanh Nhãn tự nhiên đang canh giữ bên ngoài tòa nhà, còn mô lạc tà thì ngồi trên một tảng đá lớn gần đó, tay cầm bình rượu uống, đồng thời còn dặn dò hỏa giới thực quán chuẩn bị thêm đồ ăn. Người hầu của ngươi, tùy tiện thật. Sưởng Thiên Viêm nói. Hắn đã theo ta từ khi ta còn là chân thần, nói là người hầu, nhưng cũng như huynh đệ vậy. La Phong nói, đúng rồi, hôm nay ta mời ngươi vì gặp chút chút băn khoăn về việc rèn thể. Rèn thể chỉ là một phần nhánh của việc luyện khí, có gì khó hiểu cứ nói. Khi nhắc đến luyện khí, Sường Thiên Viêm đầy tự tin, một người hỏi, một người trả lời hỏi. Những vấn đề khó khăn về lần rèn thể thứ hai, thứ hai trong hỗn độn đại lực đồ. Sường Thiên Viêm giải đáp một cách nhẹ nhàng, từ nhiều góc độ, giúp La Phong như bừng tỉnh hiểu ra. Hỗn độn đại lực đồ, ở giai đoạn vĩnh hằng chân thần có ba lần luyện thể. Nếu như lần luyện thể thứ ba yêu cầu rất cao về quy luật huyền diệu, cũng như kỹ thuật luyện khí thì lần luyện thể thứ hai yêu cầu lại thấp hơn rất nhiều. La Phong, người đã nắm vững bản chất quy luật, lại có sự giải đáp của đại sư luyện khí đứng đầu hộ Dương Thành, Thương Thiên Viêm. Cùng với sự tích lũy trước đó, lần này chỉ trong bữa ăn đã hoàn toàn nắm rõ điểm mấu chốt của lần luyện thể thứ hai. Lý thuyết thì coi như đã hiểu, bước tiếp theo là thực hành rồi. La Phong cười nói: Lý thuyết là nền tảng, thực hành mới là biểu hiện cuối cùng của sức mạnh." Thương Thiên Viêm cười đáp, "La Hà huynh, ngươi đã là luyện thể, cho dù có thất bại, đôi khi cũng có thể luyện lại. Luyện thể dễ hơn luyện khí rất nhiều. Thân thể cho dù bị hủy đi phần lớn, vẫn có thể phục hồi. Do đó luyện thể có độ dung sai rất cao. Còn chế tạo vũ khí, giáp trụ, cơ khí lưu bí bảo thì độ dung sai lại thấp hơn nhiều. Ha ha, nếu luyện thể khó khăn như luyện khí, thì phái luyện thể đã không thịnh hành đến vậy rồi. La Phong cười nói, có rất nhiều người kiêm tu luyện thể, nhưng kiêm tu luyện khí thì lại rất ít. Thế gian này, cuối cùng vẫn nhìn vào thực lực. Kỹ nghệ luyện khí, dù mạnh đến đâu thì thế nào? Thương Thiên Viêm lắc đầu. Gặp phải kẻ có thực lực mạnh hơn, không phải cũng phải cúi đầu sao? La Phong gật đầu, sư phụ tọa sơn khách, có thể luyện ra vũ khí thần vương cấp, bạn bè cũng không ít. Nhưng kết quả thì sao? đối diện với sự đe dọa của thực quốc tấn quốc chỉ còn một con đường duy nhất là diệt vong tọa sơn khách không kỳ vọng vào những người bạn đó mà đã trốn sang hải vũ trụ cầu người không bằng tự cầu mình trong căn lầu nhỏ thương thiên viêm và la phong cùng yên lặng một lúc ánh mắt thương thiên viêm mơ hồ dường như thấy được bóng hình mà ông ta ngày đêm mong nhớ hỏa giới thực quán sở tư đang cẩn thận chế biến món ăn đã một kỷ nguyên kể từ khi anh ta đến nhà hàng nhỏ này và dần dần cũng có thể đảm nhiệm một số món ăn thông thường xong rồi sở tư vung tay một món ăn ngon lành đã hoàn thành và một số người phục vụ khác mang món ăn đi trình độ nấu ăn của sở tư sư đệ đã rất khá rồi các đầu bếp khác của hỏa giới thực quán khen ngợi họ cũng đều là đệ tử của hắc đồ phu đã theo ông ta lâu hơn nhiều so với các sư huynh trình độ nấu ăn của tôi vẫn còn rất bình thường sở tư cười rạng rỡ việc có thể tự tay nấu ăn là một bước tiến lớn đối với anh ta sở tư sở tư đột nhiên một giọng nói vang lên sở tư nghe thấy liền nói anh em của tôi đến rồi tôi ra ngoài một chút các đầu bếp khác cũng không để tâm vì sở tư mới bắt đầu làm việc cũng chỉ có thể làm vài món ăn dễ dàng chưa phải là trụ cột chính sở tư bước ra ngoài nhìn thấy sở vân đang đợi sở vân sở tư thấy thì vô cùng ngạc nhiên ngươi Sở vân tràn đầy khí thế, nở nụ cười rạng rỡ Ta đã đột phá, cuối cùng ta cũng đã đột phá lên hư không chân thần cảnh. Tuyệt vời quá! Sở tư phấn khích. Chúng ta đến hỗ dương thành hơn một kỷ nguyên. Cuối cùng, ngươi đã đột phá lên hư không chân thần cảnh. Họ đến thành phố này chính vì tìm kiếm cơ hội. Một người trở thành hộ vệ cho nhà điêu dung, còn một người được tuyển vào hòa giới thực quán. Ta đã nắm bắt cơ hội, nhận được một ít tài nguyên mà đại tiểu thư nhà điêu dung ban cho và sau khi tinh luyện huyết mạch cuối cùng đã đột phá. Sở Vân nhìn em trai, "Sở Tư, ta và ngươi đều là những người có thiên phú cao nhất trong bộ lạc, với bí pháp tu luyện thông thường, tuổi còn trẻ mà đã đạt đến chân thần cửu trọng cảnh. Ở Hỗ Dương Thành, chỉ cần có bí pháp mạnh mẽ hơn cùng với một chút tài nguyên, ta đã có thể thành hư không chân thần, ngươi cũng sẽ làm được." Nghe vậy, sở tư cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng trào quả thật thiên phú của hai anh em không tranh lệch nhiều tộc trưởng cũng cho rằng hai người trẻ tuổi này nên đến hỗ dương thành để thử sức ta đã dùng hết tài nguyên trong tay tạm thời không giúp được ngươi sở vân nói nhưng giờ ta là hư không chân thần rất dễ dàng để gia nhập một thế lực nào đó và trở thành trung tầng lúc đó ta sẽ đưa ngươi vào hai anh em chúng ta liên thủ tin rằng ngươi cũng sẽ sớm thành hư không chân thần. Ta ở hỏa giới thực quán vẫn rất tốt, sư phụ cũng rất quan tâm đến ta. Sở Tư liền đáp: ngươi cứ mãi làm đầu bếp, đến bao giờ mới gom đủ hỗn độn tính. Sở Vân xoay người bước đi, cứ kiên nhẫn chờ đợi, đợi khi ta cắm dễ vững vàng ở thế lực mới sẽ kéo ngươi qua. Thời gian qua, Sở Vân luôn lo sợ bị tàn sát hoặc cướp bóc nên luôn ở ẩn trong chỗ trú ngụ để tu luyện. Cuối cùng nhờ tài nguyên mà đã đột phá thành công. Hiện giờ anh ta đang tràn đầy khí thế, chỉ cảm thấy việc sở tư làm đầu bếp là rất ngu xuẩn. Hay, sở tư nhìn theo anh trai mình rời đi. Sở tư, hắc đồ phu bước tới gần. Sư phụ, sách tí cung kính nói, nhờ vào sự thể hiện xuất sắc cùng mối quan hệ với La Phong, hắn đã được hắc đồ phu chính thức thu nhận làm đệ tử. Sư huynh người nói không sai, làm đầu bếp để tích lũy tài nguyên thì rất chậm. Hắc đồ phu nói, ngay cả ta trải qua bao năm tháng dài đằng đẵng, tài nguyên tích lũy được cũng rất hạn chế, có lẽ đi theo huynh đệ của ngươi, tiền đồ của ngươi sẽ sáng lạn hơn. Sách Tý lắc đầu, lúc trước khi săn bắn cùng bộ lạc, Sách Vân đã thích mạo hiểm trong thành Hoài Dương, hắn vẫn thích mạo hiểm, hắn có thể thành công 10 lần, nhưng chỉ cần thất bại một lần là xong. Trước đó toàn bộ sinh linh trong động phủ nhà Điêu Dung, bao gồm cả vệ binh đều bị giết sạch hắn chỉ may mắn sống sót khi ở lại thực quán hỏa giới, nơi La Hà Thượng Tôn bảo vệ. Con đã khuyên hắn, nhưng hắn không nghe. Sư phụ, con vẫn muốn ở lại thực quán hỏa giới để học nghệ. Nếu ngươi đã muốn ở lại thực quán hỏa giới, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hắc Đồ Phu mỉm cười gật đầu, đệ tử này đã đã có tâm nguyện bám rễ tại thực quán hỏa giới, khiến ông yên tâm bồi dưỡng. Con cảm thấy con đường ẩm thực hợp với con hơn. Sách tí nói, con đường ẩm thực Điều động thần lực, ý chí tâm linh cũng là một cách tu luyện. Hắc Đồ Phu hài lòng gật đầu rồi rời đi. Sau khi Hắc Đồ Phu rời đi, các thị giả khác lập tức vây quanh, Sách Tí, huynh đệ ngươi đã trở thành hư không chân thần rồi sao? Thật lợi hại, các ngươi chỉ mới vào Hoài Dương hơn một kỳ mà đã thành hư không chân thần, ta thì vật lộn hàng nghìn kỳ, đến nay mới đạt chân thần bát trọng cảnh. Sách Tí sư huynh khi còn ở Bộ Lạc đã là chân thần cửu trọng cảnh. Thiên phú hơn hẳn chúng ta. Những thị giả này vừa nói vừa tỏ ra rất ghen tị. Họ thua kém Sách Tí rất nhiều, phần lớn chưa được Hắc Đồ Phu chính thức thu làm đệ tử. Sách Tí cười cười, nhưng trong lòng cũng có chút phức tạp. Trước mặt sư phụ, hắn rất quyết đoán và những gì hắn nói đều là thật lòng. Nhưng khi huynh đệ cùng lớn lên là Sách Vân trở thành hư không chân thần, làm sao không có chút cảm giác ghen tị? Chẳng lẽ đúng như sách vân nói, phải mạo hiểm nắm lấy cơ hội. Sách tí suy nghĩ, nhưng tộc trưởng đã nói, khi săn bắn, tha bỏ qua 10 cơ hội, cũng không nên dễ dàng đánh cược mạng sống. Con đường ẩm thực tuy chậm hơn, nhưng an toàn hơn. Chỉ cần qua vài trăm kỳ, ta chắc chắn có thể gom đủ tài nguyên. Sách tí suy nghĩ, cũng coi như có chút duyên phóng. Trong một tiểu lâu, La Phong cũng đã chứng kiến cảnh sách tí và sách vân gặp nhau, hai huynh đệ này cùng hắn vào thành hoài dương cũng coi như có chút duyên phận những chân thần tầng dưới trong thành hoài dương đều đang phải vật lộn xanh thiên viêm nhìn ra ngoài đa số họ đều phải mạo hiểm tìm cơ duyên ngay cả khi liều mạng mà có được tài nguyên cũng thường thất bại khi đột phá sách vân có thiên phú thật không ngờ lại đột phá thành công la phong gật đầu cả hai huynh đệ đều có thiên phú con đường ẩm thực của hắc đồ phu sự tinh diệu không kém gì luyện khí hay luyện dược cũng cần sự kết hợp hoàn hảo giữa thần lực và ý chí mới tạo ra được món ăn có thể ảnh hưởng đến tâm linh sách tí có thể nhập môn nhanh như vậy cũng là nhờ thiên phú xanh thiên viêm cầm ly rượu ung dung nói hai người họ đều có thiên phú nhưng ngưng trong biển chân thần tại hoài dương đa số lại không có thiên phú ngươi thích ai hơn la phong cười hỏi nếu là lúc trẻ ta thích sách vân hơn còn bây giờ Xanh Thiên Viêm uống cạn ly rượu, "Ta thích sách tí hơn." La Phong gật đầu, ánh mắt lướt qua những thị giả tại thực quán Hỏa Giới, nơi họ đang rất ghen tị. Con đường tu luyện cấm tham lam, so với những thị giả bình thường tại thực quán Hỏa Giới, sách tí đã rất may mắn rồi." La Phong đứng dậy. "Đúng vậy, cấm tham lam." Xanh Thiên Viêm gật đầu. "Nói thì dễ, nhưng có bao nhiêu cường giả có thể làm được? Ta từng phạm sai lầm vì tham lam, một số sai lầm có thể sửa chữa." nhưng có những sai lầm đã phạm phải thì không thể nào sửa được. La Phong gật đầu nói, Xanh Huynh, lần này ta sẽ bế quan, nếu có việc khẩn cấp, ngươi có thể truyền tin cho La Tát. Khi bế quan cần phải tập trung hoàn toàn, lệnh truyền tin tự nhiên sẽ tắt đi. Nếu không, những thông điệp từ điện ám đường của Viện Hội Viêm Phong hay từ các bạn bè thân thiết sẽ làm phân tâm La Phong. Chỉ cần gửi tin cho La Tát, hắn có thể dùng tâm linh truyền âm để liên lạc với La Phong. Được, Xanh thiên viêm gật đầu cười. Có việc khẩn cấp, ta nhất định sẽ liên hệ. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, Hắc Đồ Phu, chủ nhân của thực quán hỏa giới, lập tức đích thân tiễn hai vị vĩnh hằng chân thần ra đi. Sau hơn 500 ngày la phong bế quan, một bóng dáng mặc áo xám từ cổng nam của Hoành Dương Thành bước vào. Cuối cùng cũng đến Hoành Dương Thành rồi. Bóng dáng áo xám nhẹ nhàng bay lượn, hắn thói quen tạo ra một lĩnh vực vũ trụ nhỏ quanh mình bất kể là sự giám sát liên tục của phủ thành chủ hay những tu luyện giả xung quanh đều không thể phát hiện ra bóng dáng áo xám này vì thường xuyên nhận các nhiệm vụ ám sát hắn đã quen với việc ẩn nấp đây là biên giới của vũ quốc hoành dương thành là thành phố lớn ở biên giới phát triển hơn nhiều so với các thành phố lớn bình thường bóng dáng áo xám thấy nhiều biết rộng nhận ra quy mô Số lượng tu luyện giả và mức độ sôi động của Hoành Dương Thành nằm trong số những thành phố lớn mà hắn đã từng đi qua. Bỗng nhiên, âm! Um, một chiếc bí bảo bay lớn, tốc độ siêu nhanh lướt qua bầu trời, gió cuộn trào khắp nơi. Tránh ra nhanh lên. Tránh xa một chút. Một số chân thần bình thường điều khiển bí bảo bay liên tục né tránh, ngay cả những hư không chân thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tránh sang một bên. Trong Hoành Dương Thành mà giá mầm mầm như vậy, chắc chắn là con cháu của những đại gia tộc có bối cảnh. Theo quy định của Hoành Dương Thành, sát sinh mới được coi là trọng tội. Nếu chỉ là va chạm bí bảo bay thì những con cháu của đại gia tộc cũng sẽ không bị trừng phạt nghiêm khắc, chỉ phạt vài viên hỗn độn tinh mà thôi. Nhiều tu luyện giả đều bất lực, trong chiếc bí bảo lớn đó có một nhóm hộ vệ cũng có sáu người con cháu đại gia tộc đang uống rượu vui vẻ và có cả nhạc công biểu diễn. Nhạc công của ta sao không kém gì nhạc công của Mộng Hoa Lầu chứ?" Một con cháu đại gia tộc cười lớn. Ngay lúc này, nguồn gốc quy tắc vô hình bị âm thầm kích thích, ảnh hưởng đến việc vận hành quy tắc trong chiếc bí bảo bay. Những con cháu đại gia tộc, người hầu phục vụ, nhạc công và những hộ vệ xung quanh, tất cả sinh linh đều không một tiếng động bị phân giải thành bụi phấn, tan biến vào không trung. Chiếc bí bảo lớn này mất đi sự điều khiển của thần lực lập tức vẽ ra một đường cong rơi xuống một trận pháp ở một động phủ xa xôi bị trận pháp ngăn cản rơi xuống con đường bên ngoài động phủ gây nên sự xôn xao của nhiều tu luyện già suýt nữa đâm vào ta bóng dáng áo xám đang bay lướt qua liếc nhìn chiếc bí bảo bay lớn ở xa xúc phạm cấp trên đáng chết đối với hắn mà nói việc giết chết một nhóm kẻ yếu chỉ là một ý nghĩ thoáng qua bóng dáng áo xám tiếp tục bay lượn hoàn toàn không bận tâm đến sự việc này. Những việc như vậy trong cuộc sống dài dằng dặc của hắn, hắn đã sớm quen thuộc. Hắn thường xuyên vì một số nhiệm vụ ám sát mà đến những thành phố khác, chỉ cần có ai đó chọc giận hắn, hắn sẽ giết chết ngay lập tức. Bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều ẩn hình, thêm vào đó là không có mối quan hệ gì với những người xung quanh. Chính quyền cũng sẽ không thể điều tra ra được danh tính của hung thủ. Phù Cạnh chiếc bí bảo rơi xuống, một đội tuần tra hoành dương vệ nhanh chóng đến nơi. Ban ngày náo nhiệt như vậy mà lại có những con cháu đại gia tộc bị giết như thế này. Những hoành dương vệ đến nơi đều rất ngạc nhiên và tức giận, cẩn thận kiểm tra chiếc bí bảo bay này. Dầm dầm, một con thú dị dạng lớn có vảy đen mang theo ba thanh kiếm lao qua không trung. Đội trưởng, những hoành dương vệ xung quanh đều kính cẩn hành lễ. Con thú vảy đen mang kiếm, trên đầu xuất hiện một bóng dáng, chính là đệ tử nhỏ được đô tướng Mali xảo yêu thích nhất cao Ngô Thủy hiện nay cao Ngô Thủy rõ ràng đã mạnh mẽ hơn nhiều đã trở thành một vị chân thần vĩnh cửu tôi nhận được tin tức bao gồm cả con cháu của Cô Mừng Vương tộc tổng cộng 6 vị con cháu đại gia tộc đã chết tức thì những người hầu và hộ vệ đi cùng cũng đều đã chết cao Ngô Thủy nhìn xuống dưới các ngươi kiểm tra hiện trường có gì phát hiện không bẩm đội trưởng không có bất kỳ dấu vết nào, cũng không có dao động năng lượng nào. Một đội trưởng Hoành Dương Vệ báo cáo, có thể âm thầm làm được điều này, chắc chắn là một vị chân thần vĩnh cửu. Cao Ngô Thủy đứng trên lưng con thú vảy đen, nhìn về chiếc bí bảo bay rơi, lĩnh vực vũ trụ nhỏ của hắn tự nhiên bao phủ qua, cẩn thận kiểm tra từng chỗ một. Giết chết một cách không tiếng động, nhưng bảo vật họ, để lại vẫn còn trong phi thuyền, rõ ràng hung thủ căn bản không coi trọng những bảo vật này. Cao Ngô Thủy nhíu mày, người ra tay hẳn là một vị chân thần vĩnh cửu. Hắn tích lũy rất sâu, gần đây vừa đột phá thành chân thần vĩnh cửu, vì được thầy Ma Ly xảo khen ngợi nên liền trở thành một trong 10 thống lĩnh của Hoành Dương Vệ. Hiện nay hắn đang điều khiển một trong 10 bí bảo cơ giới của Hoành Dương Vệ là Tam kiếm liệt thiên thú. So với 10 quân đoàn của Hoành Dương thực lực tổng thể của Hoành Dương Vệ yếu hơn nhiều. Sức mạnh của bí bảo quân đoàn cũng kém rất nhiều. Tam kiếm liệt thiên thú. Chỉ cần một vị chân thần vĩnh cửu và ba nghìn vị hư không chân thần là có thể điều khiển. Phủ thành chủ điều tra giám sát toàn thành cũng không phát hiện dấu vết của hung thủ. Cao Ngô Thủy nhẹ lắc đầu. Nếu vị chân thần vĩnh cửu kia rất cẩn thận, phủ thành chủ căn bản không thể điều tra ra. Tra lại, tìm mọi cách tra ra tất cả dấu vết rốt cuộc là ai đã động thủ giết hại con cháu gia tộc tôi? Cha, dám giết con cháu của gia tộc Giang tôi, nhất định phải làm rõ ràng. Sáu con cháu của đại gia tộc đã chết. Trong đó có hai người đến từ năm gia tộc lớn. Một người là con cháu của cu mống hoàng tộc, một người là con cháu của gia tộc Giang. Từ phía phủ thành chủ, tự nhiên sẽ điều động những cao thủ điều tra các dấu vết, nhưng trong thời gian ngắn, không có bất kỳ phát hiện nào những con cháu đại gia tộc này chết cũng chỉ là chết. Bởi lẽ như hoàng tộc Cú Mống đã trải qua thời gian dài, con cháu hoàng tộc không thể đếm xuể ở thành Hoài Dương đã tính là một nhánh không nổi bật của hoàng tộc Cú Mống. Có vẻ như những con cháu đại gia tộc mà tôi giết đều có thân phận khá bình thường. Hình bóng trong chiếc áo xám tự do bay lượn trong thành Hoài Dương. Đã lâu như vậy mà không có bất kỳ cường giả nào truy tìm ra tôi. Hiển nhiên phủ thành chủ không có phương pháp tiên đoán thiên cơ để tìm kiếm tôi. Hình bóng trong áo xám suy nghĩ, hắn thường xuyên thực hiện các vụ ám sát, vì vậy tìm mọi cách để ẩn giấu mối quan hệ nhân quả, thông qua việc truy tìm nhân quả đối với hắn không dễ dàng. Phương pháp tiên đoán thiên cơ là một cách dễ thực hiện hơn, chỉ là cái giá sẽ rất cao. Hắn tính tình thất thường, Muốn động thủ thì động thủ, thậm chí đã bóp chết một trong những con cháu của một vị Hỗn Độn chủ tể. Lần đó đã gây ra đại họa. May mắn thay, vị Hỗn Độn chủ tể đó có hơn 300 con cháu, cái chết của một con cháu đã khiến vị chủ tể phái người đi truy sát, nhưng sức mạnh phái đi không mạnh lắm, khiến hắn có thể nhờ vào bí pháp truyền thừa mà thoát khỏi một kiếp nạn. Hắn cũng vì vậy mà chạy đến Dư Quốc. Đến Dư Quốc, hắn vẫn mang tính cách như vậy, muốn giết thì giết. Tôi muốn mua tất cả thông tin về vĩnh hằng chân thần La Hà. Hình bóng trong áo xám bay lượn trên không trung, thông qua đại điện bóng tối liên lạc. Thông tin về La Hà có giá 100 vũ trụ xa, xác nhận có muốn mua không? Đại điện bóng tối đáp, mua. Hình bóng trong áo xám không để ý đến giá cả này, thông tin cũng được phân cấp bậc. Cấp bậc càng cao thì càng đắt, mà tất cả thông tin thì càng đắt đỏ hơn. May mắn là họa phong hội hiểu biết về La Phong cũng không sâu, giá cả của thông tin này cũng không tính là cao. Anh Tăng, trừ đi 100 vũ trụ xa, trong đại điện bóng tối ngươi còn 8292 vũ trụ xa. Đại điện bóng tối đáp, các ngươi ở thành Hoài Dương có thông báo truy nã La Hà không? Hình bóng trong áo xám truy hỏi, hắn thông qua truyền tin lệnh vẫn không tra cứu được. Không có truy nã, đại điện bóng tối đáp. Hình bóng trong áo xám khá không hài lòng, đóng truyền tin lệnh lại. Thông tin của hỏa phong hội cũng khá chi tiết. Hình bóng trong áo xám cũng thấy một đoạn hình ảnh, đó là cảnh la phong với sáu đôi cánh vàng lấp lánh đang được khí lưu hỗn độn bao quanh. Dựa vào hình ảnh, sáu đôi cánh của La Hà rất giống với bảo vật cơ giới đơn thể hỗn độn kim cánh. Dựa vào dấu vết chiến đấu mà phán đoán, Hắn và chủ tịch huyết giả đã giao đấu, hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, xác suất cao là đã lĩnh hội được chiêu thức của hỗn độn giới. Thông tin chi tiết này cũng có một số suy đoán. Thông tin của họa phong hội đã suy đoán ra được gần như toàn bộ, chỉ có điều thân thể hoàn hảo trước đây chưa xuất hiện tại nguyên lục địa, cho nên họa phong hội đã không xem xét khả năng này. Suy đoán tự nhiên sẽ có sai lệch. đã lĩnh hội được chiêu thức của hỗn độn giới. Hình bóng trong áo xám không để ý. Các tồn tại hàng đầu trong Vĩnh Hằng Chân Thần, nhờ vào Thiên Phú huyết mạch, nhờ vào sự hiểu biết về quy luật hỗn độn, cho dù không lĩnh hội được toàn bộ quy luật hỗn độn thì cũng có thể tình cờ lĩnh hội được một chiêu sát thủ nào đó. Dù có hiểu biết cao đến đâu, thân thể cũng sẽ chết nếu chúng chiêu. Hình bóng trong áo xám suy nghĩ, theo thông tin, hiện giờ hắn nên đang bế quan trong động phủ. Thời gian bế quan là lúc cần ta hỏa phong hội. Quán chủ, anh Tăng đã đến Hoài Dương Thành, hắn vừa mới thông qua ám điện mua thông tin về La Hà. Phó quán chủ đi đến bên cạnh người đàn ông vạm vỡ. Hắn đến Hoài Dương Thành rồi. Có vẻ như hôm nay giết chết sáu người con trai của các đại tộc chính là anh Tăng. Người đàn ông vạm vỡ cười nói. Đáng tiếc, thông tin này không thể bán. Phó quán chủ cũng cười nói. Hỏa phong hội quán có quy định nghiêm ngặt, nếu biết được bí mật của khách hàng từ những kênh khác, đương nhiên có thể bán thông tin đó. Nhưng nếu đó là thông tin giao dịch của khách hàng với Hỏa Phong hội quán thì tuyệt đối cấm tiết lộ ra ngoài. Ví dụ như La Phong không lâu trước đã mua nguyên liệu luyện khí trị giá 700.000 vũ trụ xa. Hỏa Phong hội quán cũng tuyệt đối không tiết lộ. Giao dịch phải giữ bí mật. Toàn bộ hoạt động của Hỏa Phong hội quán đều có trận linh giám sát. Ngay cả quán chủ và phó quán chủ cũng không dám phá vỡ quy tắc. Hắn mua thông tin về La Hà, có lẽ là để đối phó với La Hà. Phó quán chủ nói, tôi vẫn chưa nhìn thấu được La Hà, có lẽ ảnh tằng có thể tìm ra được căn cốt của hắn. Người đàn ông vạm vỡ nói. Thời gian trôi qua, thoáng cái La Phong đã bế quan hơn 1.200 ngày. Hỗn độn đại lực đồ tầng 2 cũng sắp hoàn tất lần bế quan đầu tiên tiêu tốn hơn một kỳ, chủ yếu do thân thể thần của hắn trưởng thành đến đỉnh phong tốn thời gian lâu, thực sự một lần luyện thể thì thời gian không dài lắm. Lần thứ hai, La Phong chuyên tâm luyện thể, tự nhiên sẽ nhanh hơn. Lúc này, tại hỗn độn giáp số 913 trong đại điện dưới đất. Trong tinh tức tháp, La Phong đã hiện ra thân thể khổng lồ cao 18 tỷ km, chỉ thấy hàng loạt nguyên liệu chất đống ở xa bay lên, tự nhiên bắt đầu nung chảy, sau đó, hòa vào thân thể khổng lồ, sau khi hòa vào thân thể, La Phong cũng phân ra nhiều ý niệm bắt đầu khắc họa những trận đồ dày đặc. Lần đầu luyện thể chỉ là miễn cưỡng đặt nền móng, tất cả các phương diện đều khá thô sơ. Giờ đây cấu trúc bảo bối tinh vi hơn nhiều. La Phong khi sắp thành công, cảm ứng rất rõ ràng. Thân thể của hắn chính là một bảo bối vũ khí siêu lớn, bảo bối vũ khí cao 18 tỷ km, sức mạnh có thể tưởng tượng được. Lần luyện thể trước đó, bảo bối rất thô sơ, hoàn toàn dựa vào kích thước lớn, dùng lực phá pháp mới có sức mạnh như vậy. Còn giờ đây thì tinh vi hơn nhiều, sức mạnh của thân thể tự nhiên khủng khiếp hơn rất nhiều. Vù... Cùng với việc hoàn toàn luyện thể, La Phong có một cảm giác vui sướng từ tận đáy lòng, mỗi cử động đều có sức mạnh gấp nhiều lần so với trước. Ngay cả sự linh hoạt, tốc độ cũng có sự nâng cao chất lượng. Tôi đến Khởi Nguyên Đại Lục cho đến nay vẫn còn trong giai đoạn tăng cường sức mạnh." La Phong mỉm cười. Những chân thần vĩnh hằng hàng đầu, thường là mỗi phương diện tu luyện đến cực hạn, huyết mạch đạt tới vĩnh hằng thập trọng cảnh, bí pháp đều đạt tới cực hạn vĩnh hằng, tiến bộ rất khó khăn. La Phong một môn Hỗn Độn Đại Lực Đồ vĩnh hằng tầng 3, lúc này mới hoàn thành tầng 2. Như Phá Giới Cửu Đao vĩnh hằng tầng 6, hắn mới nắm giữ ba đao như đoạn diệt, đông hoa và các bí pháp cấp thần vương khác, tiến bộ càng chậm hơn, liệt nguyên thuật tiến bộ còn chậm hơn nữa, cần thời gian từ kỳ trở lên mới từ từ lĩnh hội nâng cao. Ra ngoài thư giãn một chút. Sau khi thành công lần hai luyện thể, La Phong tâm trạng vui vẻ, rất nhanh thu hồi tinh tức tháp một mình rời khỏi đại điện dưới đất. La Phong vừa ra ngoài liền phát hiện, động phủ rất yên tĩnh, Mạc La Sa và Mạc Ngọc Thanh Nham vẫn chưa trở về. Khi La Phong truyền tin ma la tát và mặc ngọc thành nham nhanh chóng hướng về động phủ chủ nhân lần này ngài tĩnh tu thời gian quá ngắn ma la tát trở về trước hạ xuống bên cạnh với vẻ không cam lòng những ngày tháng thoải mái và nhàn nhã thật quá ngắn ngủi la phong liếc nhìn hắn thời gian tĩnh tu tự nhiên có dài có ngắn ngươi còn đủ vũ trụ xa không chủ nhân hiểu ta ma la tát ngượng ngùng cười thật sự sắp hết rồi tiết kiệm một chút la phong ném cho hắn một bình ngọc màu đen nhận lấy bình ngọc ma la tát phát hiện bên trong có khoảng trăm viên vũ trụ xa cùng vài đống hỗn độn tinh nụ cười của hắn bỗng tỏa sáng hơn nhiều chủ nhân đúng là nhân từ cả thành hộ dương này không ai nhân từ hơn ngài được rồi được rồi đừng có khen quá la phong cười hắn cấm ma la tát gây chuyện nhưng ma la tát không có thu nhập cũng phải cho hắn một chút tiền tiêu vặt lúc này Mạc Ngọc Thanh Nham cũng đã điều khiển một chiếc phi phi thuyền nhỏ trở về, thu hồi phi thuyền. Hắn nhanh chóng bay đến gần La Phòng, cung kính hành lễ. Chủ nhân, gần đây người cũng khá rỗi rãi nhỉ. Mà La Tát nói bên cạnh, có không ít thế lực chủ động kết giao với ta, chắc chắn cũng có thế lực chủ động đến kết giao với người. Đúng vậy. Mạc Ngọc Thanh Nham cung kính đáp. Trong thời gian chủ nhân tĩnh tu, một số thế lực trong thành hộ dương không thể đến thăm ngài, nên đã chủ động kết giao với ta. Nhiều thế lực ta đều từ chối không quan tâm, chỉ có 13 thế lực lớn mà ta không dám từ chối, đã nhận quà từ họ. Tổng giá trị quà tặng ước chừng khoảng 300 vũ trụ xa. Dù sao hắn cũng chỉ là một người hầu. Mỗi thế lực gửi quà cho hắn cũng không quá quý giá, nhưng xét về mặt thể diện của La Phong, những thế lực lớn ít nhất cũng phải chi ra khoảng 10 viên vũ trụ xa. Ngọc Thanh Nham đã nhận nhiều như vậy, ngươi nhận được chắc chắn còn nhiều hơn chứ la phong nhìn về phía ma la tát vừa rồi ngươi còn nói sắp hết rồi ma la tát ngượng ngùng cười hắn đã nhận quà nhưng những việc nhờ giúp đỡ hắn đều từ chối sạch sẽ chủ nhân biết đó chi phí ở thành hộ dương có chút lớn họ gửi quà cho các ngươi có nhờ việc gì không la phong hỏi không có gì cả ma la tát nói ta chỉ cho họ một dấu ấn truyền tin có việc gì có thể liên lạc với ta ta có thể giúp thông báo cho chủ nhân. tôi cũng không hứa hẹn điều gì, chỉ đơn giản là đưa ra phương thức truyền tin. Mặc Ngọc Thanh Nham cũng nói. nhưng thầy của ta, vị vĩnh Hằng chân thần của tộc Chu Thị, Chu Du đã nhờ ta truyền lời, muốn mời chủ nhân đến dự tiệc. La Phong gật đầu. Tộc Chu Thị đúng là gia tộc lớn nhất trong thành Hộ Dương, có thể gặp một lần. vậy ta thông báo với Chu Du Thần Quân nhé. Mặc Ngọc Thanh Nham hỏi. ừm. Um. La Phong gật đầu. Mạc Ngọc Thanh Nham lập tức sử dụng lệnh bài truyền tin, rất nhanh nói. Chủ nhân, Chu Du Thần Quân mời chủ nhân tối nay gặp mặt tại Mộng Hoa Lầu. Cũng đã lâu không đi Mộng Hoa Lầu rồi. La Phong gật đầu, đồng ý với hắn đi. Khi La Phong xuất quan, Cao Ngọc Thủy thì đến thăm vị thầy của hắn, Ma Ly Xào. Ngươi đã hiểu rõ về tam kiếm liệt thiên thú như thế nào rồi. Ma Ly Xào nhìn học trò yêu thích nhất trước mặt. Tam kiếm liệt thiên thú, quả thật là bảo vật cơ giới cấp vĩnh hằng, Ta đã nghiên cứu đến nay mới chỉ có thể khó khăn thi triển tất cả chiêu thức của Tam kiếm liệt thiên thú." Cao Ngọc Thủy đáp. Ma Ly Huyền nghe xong gật đầu, "Ngươi có ý chí phi thường, lại giỏi trận pháp, vừa trở thành vĩnh cửu chân thần không lâu đã hoàn toàn nắm vững Tam kiếm liệt thiên thú tất cả chiêu thức, quả thực ta không nhìn nhầm ngươi." "Thưa sư phụ, ta một vĩnh cửu chân thần mới lên, đã được thăng chức" làm một trong mười lãnh đạo của hộ dương vệ, có không ít vĩnh cửu chân thần không phục. Cao Ngọc Thủy nói nhỏ. Mười vị tướng quân của quân đoàn hộ dương, cùng với mười vị lãnh đạo hộ dương vệ, đều có thể chỉ huy những bảo vật cơ khí cấp quân đoàn. Thêm vào đó, Ma Ly Huyền cũng đang chỉ huy một trong những quân đoàn đó. Cho nên vị trí béo bở chỉ có 19 cái. Thực lực đại diện cho quyền lực, cũng đại diện cho tài nguyên, cạnh tranh cho 19 vị trí béo bở này rất khốc liệt. Vĩnh cửu chân thần của năm đại gia tộc, cộng thêm những người phụ thuộc vào năm đại gia tộc, tổng cộng hơn trăm vị vĩnh cửu chân thần, cạnh tranh khốc liệt đến mức nào có thể tưởng tượng được. Cao Ngọc Thủy là một vĩnh cửu chân thần mới, chiếm một vị trí đương nhiên đã khiến không ít vĩnh cửu chân thần bất mãn. Không cần quan tâm đến đám phế vật đó. Ma Ly Huyền Bình Thản nói, bảo vật cơ khí cấp quân đoàn cũng phải xem ai đang điều khiển. Như ta, chỉ huy một quân đoàn có thể áp chế 9 quân đoàn còn lại liên thủ. Ngươi trong giai đoạn hư không chân thần, tâm trí ý chí đã đạt đến đỉnh phong vĩnh cửu chân thần. Lại còn giỏi trận pháp. Tự nhiên rất thích hợp để điều khiển bảo vật cơ khí. Chờ ngươi tích lũy sâu hơn, ta sẽ tìm một cơ hội cho ngươi chỉ huy một trong 10 quân đoàn hộ dương. Chỉ huy một quân đoàn hộ dương. Cao Ngọc Thủy ngạc nhiên cũng cảm thấy áp lực. Mười quân đoàn hộ dương quan trọng hơn nhiều so với hộ dương vệ. Khó khăn điều khiển bảo vật cơ khí cũng cao hơn. Ngươi cần có đủ tích lũy, tốt nhất là ý chí tâm trí có thể đột phá lên cấp chủ tể hỗn độn. Như vậy thì cả phủ thành trù cũng sẽ không phản đối ngươi chỉ huy một quân đoàn. Ma Ly Huyền nói, Cao Ngọc Thủy gật đầu, ta hiểu. Khi còn là hư không chân thần, ý chí tâm trí đã đạt đến đỉnh phong vĩnh cửu chân thần. Về việc đột phá lên cấp chủ tề hỗn độn, Cao Ngọc Thủy cũng có quyết tâm và khát vọng. Đi đi. Ma Ly Huyền gật đầu. Hắn đào tạo nhiều thuộc hạ cũng như đệ tử. Cao Ngọc Thủy là người phù hợp nhất để điều khiển bảo vật cơ khí, cho nên Ma Ly Huyền mới đặc biệt nâng đỡ. Cao Ngọc Thủy cung kính cáo lui. Đi trong một khu vườn của động phủ Ma Ly, đã sớm chờ sẵn Ma Ly Hồng Vân và Điêu Dung Khả liền chặn lại. Cao Ngọc Sư Huynh, Ma Ly Hồng Vân gọi, Cao Ngọc Thủy chỉ có thể dừng lại, cảm thấy khá đau đầu. Hắn tu luyện đến vĩnh cửu chân thần, nhưng chưa từng có tình yêu. Bởi vì hệ thống tu luyện huyết mạch trên đại lục nguyên khởi, sinh mạng dạng huyết nhục chiếm đa số, họ có thể sinh sản. Nhưng sinh mạng trên đại lục nguyên khởi thường có tuổi thọ rất dài, chân thần thì ba vạn kỷ, hư không chân thần về sau thì thọ vô hạn. Họ không cần ăn uống, hấp thu lực lượng thiên địa là có thể sống mãi rất nhiều tu sĩ không có ý định tìm kiếm bạn đời cao ngọc thủy cũng như vậy thực hành vậy mà lại tràn đầy vô vàn thú vị cần gì phải tìm vợ phỉ vân cao ngọc thủy chỉ có thể cười ân huệ của sư phụ hắn không dám lơ là ma ly phỉ vân hôm nay đúng lúc gặp cao ngọc sư huynh chúng ta cùng nhau ra ngoài vui chơi được không ma ly phỉ vân lúc này tâm trí hoàn toàn ở bên cao ngọc thủy cao ngọc thống lĩnh phỉ vân hầu như ngày nào cũng nhắc đến tên của ngài Điêu Dung Kỳ ở bên cạnh cười nói. Theo tôi thấy, ngài nên chuyển đến nhà Mali ở đi. Như vậy thì có thể gặp mặt mỗi ngày. Đúng đúng đúng, chuyển đến nhà chúng tôi đi. Nhà chúng tôi có hơn 10 vị vĩnh hằng chân thần cư trú. Chỗ ở thì nhiều lắm. Mali Phỉ Vân nói. Cao Ngọc Thủy vừa định lên tiếng, bỗng từ xa một thanh niên nhà Mali bay tới, quan sát Cao Ngọc Thủy. Cao Ngọc Thủy thống lĩnh. Mali luyện. Cao Ngọc Thủy mỉm cười. Mali luyện, ngươi đến đây làm gì? Mali Phỉ Vân không hài lòng nói. Mali Luyện cười khẩy. Cả tộc Mali cũng rất lớn. Mali Luyện là thiên tài của thế hệ trẻ. Lại được Mali Tiêu trực tiếp chỉ điểm là người trong tộc có triển vọng trở thành vĩnh hằng chân thần. Nhưng Cao Ngọc Thủy thì lại là đệ tử được Mali Tiêu yêu thích nhất. Trước đây, Mali Luyện luôn xem Cao Ngọc Thủy là đối thủ cạnh tranh. Và giờ Cao Ngọc Thủy đã trở thành vĩnh hằng chân thần trước lại được thăng chức là một trong 10 thống lĩnh của hộ dương vệ. Đương nhiên ma ly luyện ghen tị và hâm mộ. Tôi rất ngưỡng mộ Cao Ngọc Thủy thống lĩnh vì sự kiên quyết với cái ác. Ma ly luyện lật tay ném ra một viên đá vàng. Viên ký ức này ghi lại tội ác của Mai Ngọc Kỳ, một thành viên của Mai Ngọc gia tộc. Tội ác của Mai Ngọc Kỳ, thậm chí những thế lực hắc ám cũng không sánh bằng. Không biết Cao Ngọc Thủy thống lĩnh sẽ xử lý kẻ tội ác ghê gớm này thế nào. Ma Ly Luyện, Ma Ly Phỉ Vân Quát, Mai Ngọc Kỳ là vĩnh hằng chân thần của Mai Ngọc gia tộc, nếu muốn xét xử thì cũng phải là do năm gia tộc xử lý, không cần Hỗ Dương vệ phải can thiệp. Theo quy định của Vũ Quốc, Hỗ Dương vệ có trách nhiệm xử lý những vụ vi phạm tại Hỗ Dương thành, tôi muốn xem xem Liệu Cao Ngọc Thủy có thực sự ghét ác như vậy không." Ma Ly Luyện cười nhạt. Ma Ly Luyện cười nhạt, Cao Ngọc Thủy nhận lấy viên ký ức dùng thần lực thăm dò thông tin mà hắn khám phá ra khiến sắc mặt hắn biến đổi. Những chứng cứ này đều là thật sao? Cao Ngọc Thủy nhìn Ma Ly Luyện. Lần trước, thành phố bình thường Phương Kiều Thành bị quái thú tấn công, cư dân thành phố chịu thương vong vô số. Ngươi nói trong đó có hàng triệu vĩnh hằng chân thần đã bị Mai Ngọc Kỳ đưa vào thành phố tội ác của hắn sao? Tại chín giang hỗn độn châu có ba thành phố lớn, 189 thành phố bình thường số lượng vĩnh hằng chân thần trong thành phố bình thường chỉ đếm trên đầu ngón tay, độ an toàn thấp hơn nhiều. Ngươi mới chỉ thành vĩnh hằng chân thần mà thôi, nếu có thêm thời gian, ngươi cũng sẽ từ từ biết. Ma Ly luyện lắc đầu, Mai Ngọc Kỳ để phô trương đã dẫn nhiều đệ tử của năm gia tộc vào bí bảo thành phố tội ác của hắn. Nhiều đệ tử của năm gia tộc đã tận mắt chứng kiến. Hàng triệu vĩnh hằng chân thần ở phương Kiều Thành chỉ là một phần nhỏ của dân tội ác. Trong thành phố tội ác mà thôi. Đương nhiên, những dân chúng bị hắn bắt vào thành phố tội ác phần lớn đã sớm bị tra tấn đến chết. Ma Ly Luyện cười khẩy. Một kẻ tội ác như vậy, Cao Ngọc Thủy thống lĩnh, ngươi định làm gì? Cao Ngô Thủy không nói gì, quay đầu rời đi. Ghét ác như thù. Ta muốn xem, khi đối mặt với Mai Ngô Kỳ của gia tộc Mai Ngô, hắn sẽ ghét ác như thù ra sao? Ma Ly Luyện nhìn theo đối phương rời đi, tỏ ra khinh thường. Ma Ly Luyện rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ma Ly Phi Vân không thể tin nổi. Không thấy rõ sao. Ta chỉ đang khiêu khích, khiêu khích Cao Ngô Thủy và Mai Ngô Kỳ. Ma Ly Luyện nói. Hai người họ, bất kỳ ai gặp xui xẻo, ta cũng cảm thấy sảng khoái. Việc này ta sẽ báo cho cha. Ma Ly Phi Vân nói. Tùy ngươi. Ma Ly Luyện quay đầu rời đi. Đêm xuống, La Phong dẫn theo Mô La Tát, Mạc Ngọc Thanh Yên đến Mộng Hòa Lầu. La Hà Huynh. Chu Du đã chờ sẵn từ trước. Chu Du huynh đến sớm thật, La Phong nói. Ha ha, có cơ hội chiêu đãi là Hà huynh, đương nhiên phải đến sớm. Tiệc đã được ta chuẩn bị chu đáo, mời. Chu Du cười, tóc của hắn như những con rắn nhỏ, trên khuôn mặt đầy bí văn màu xanh, nhưng nụ cười rất rực rỡ. La Phong và Chu Du cùng bay lên, những người hầu và thị giả thì theo sau. Gia tộc Chu của ta đã định cư tại Hoài Dương hơn một triệu kỳ, truyền thừa qua nhiều thế hệ. Bí mật của Hoài Dương không có mấy cái là gia tộc Trù ta không biết." Trù Du nói cười. "Nói về tin tức, Viện hội Viêm Phong, đô chủ phủ, thực quốc, ít nhất tại Hoài Dương, họ có lẽ còn kém gia tộc chúng ta vài phần." La Phong gật đầu, điểm này hắn tin. Gia tộc Trù quá lớn, đã thâm nhập vào đủ các ngành nghề tại Hoài Dương, bao gồm cả trong quân đoàn và vệ quân Hoài Dương đều có cao thủ của gia tộc Trù. Uy danh của gia tộc Trù, trong thành Hoài Dương có mấy ai không biết? La Phong nói: "La Hà chân quân, Chu Du chân quân. Chủ nhân Mộng Hoa lâu tự mình ra đón, bà muốn sống sót trong Hoài Dương, hai người trước mặt bà đều không dám đắc tội. Có cần chủ nhân Mộng Hoa lâu biểu diễn nhạc không?" Chu Du vẫn không nhìn chủ nhân Mộng Hoa lâu, mà chỉ cười nhìn La Phong, "Chỉ cần La Hà huynh muốn nghe, tin rằng chủ nhân Mộng Hoa lâu chắc chắn sẽ nể mặt. Cứ xem La Hà chân quân có muốn nghe không." Chủ nhân Mộng Hoa lâu nhẹ nhàng cười chu du ra lệnh chủ nhân mộng hoa lâu không thể từ chối không cần đâu chỉ cần a la duy đến là được la phong nói chủ nhân mộng hoa lâu hơi ngạc nhiên rồi cười nói la hà chân quân quả thật rất ưu ái a la duy chắc là ảo thuật của chủ nhân quá xuất sắc ta không thể chịu nổi la phong cười nói vậy thì nhanh chóng gọi a la duy đến đi chu du nói một câu rồi dẫn la phong tiếp tục bay về phía trước chủ nhân mộng hoa lâu lặng lẽ nhìn cảnh tượng này Đừng thấy Chu Du trước mặt La Phong rất thân thiện. Nhưng người phụ trách nhiều việc của gia tộc Chu, Chu Du, ngay cả đô chủ phủ và thực quốc cũng phải nề mặt hắn. 18 thế lực hắc ám lớn hơn nữa cũng không dám thù địch với gia tộc Chu. La Hà tự sau lần trước đã không muốn nghe ảo nhạc của ta nữa. Chủ nhân Mộng Hoa Lâu cảm thấy hơi chán nản. So với xanh thiên viêm, tăng thủy vân, bà càng muốn ảnh hưởng đến La Hà. Mộng Hoa Lâu, ngoài hai vị khách quý, La Phong và Trúc Du ra, tối nay còn có hai vị khách quý khác. Ừ. Hai bóng dáng đều nhìn ra ngoài qua cánh cửa điện. Chú ý đến La Phong và Trúc Du đang bay từ xa tới. Chắc là Trúc Du và La Hà. Người đàn ông tóc xanh ngạc nhiên nói. Hiện nay thường xuyên nghe thấy tên La Hà. Hắn đã một mình tiêu diệt một thế lực bóng tối, giết chết hội trưởng huyết xà. Thật sự là không thể tin được. Chỉ là một thế lực bóng tối mà thôi một thanh niên mặc áo tím cười khẩy. 19 thế lực bóng tối, nghe thì có vẻ đáng sợ. Nhưng trước năm đại gia tộc của chúng ta, chúng vẫn phải ngoan ngoãn cúi đầu. Những viên sa vũ trụ mà chúng kiếm được, phần lớn đều phải dâng cho năm đại gia tộc của chúng ta. Huynh Mạch Ngô, gia tộc chúng ta mạnh, nhưng nói về sức mạnh cá nhân, thần quân La Hà chắc chắn mạnh hơn chúng ta nhiều. Người đàn ông tóc xanh nói, Giang Huynh, đừng ca ngợi những kẻ nhàn rỗi đó, Mạch ngô không quan tâm đáp lại. Dù sao đi nữa dựa vào thiên phú nhờ vào một cơ hội nhất thời mà có sức mạnh không tầm thường. nhưng mỗi bước đi của chúng đều vô cùng khó khăn. Kế thừa đỉnh cao tài nguyên quý giá thầy chỉ điểm. mọi cơ hội của chúng đều phải tranh giành sao có thể so với chúng ta những đứa con của đại gia tộc. những tài nguyên này chúng ta sinh ra đã có sẵn. người đàn ông tóc xanh tự diễu cười. nâng ly rượu chúng ta sinh ra đã có nhiều tài nguyên nhưng cũng chỉ miễn cưỡng trở thành chân thần vĩnh cửu. Nói về thiên phú thì không thể sánh với La Hà, Trúc Hạc và những người khác. Họ vẫn còn hy vọng vươn tới chủ Tôn Hỗn Độn, trong khi chúng ta thì không thấy chút hy vọng nào. Giới hạn của con đường huyết mạch chỉ là chủ Tôn Hỗn Độn. Mỗi khía cạnh đều phải rất mạnh, chúng ta không thấy hy vọng. Mạch Ngô cười nói, còn La Hà, Trúc Hạc và những kẻ khác dù có liều mạng vẫn chỉ là một cuộc chiến vô vọng hmm, để trở thành chủ tôn hỗn độn thì đúng là rất khó đối với chân thần vĩnh cửu người đàn ông tóc xanh cũng thừa nhận số lượng chủ tôn hỗn độn trên toàn bộ đại lục nguyên khởi không nhiều và những thế lực khủng bố như yên phong cổ quốc lôi đình cổ quốc chúng còn giỏi hơn trong việc bồi dưỡng các cường giả có hy vọng lớn hơn trong việc đào tạo ra chủ tôn hỗn độn ở nơi dân gian việc xuất hiện một chủ tôn hỗn độn xác suất thấp đến không tưởng. Trên đại lục nguyên khởi, chúng ta, những hoàng tộc, con cháu đại tộc hỗn độn, sinh ra đã ở vị trí cao, dù có đánh nhau với thực quốc, cũng là La Hà, Trúc Hạc và những chân thần vĩnh cửu được coi là mạnh mẽ ấy xung phong ra trận. Nếu thắng, chúng ta vẫn tiếp tục cai trị Hoành Dương Thành. Nếu thua, thì cũng chỉ rời khỏi Hoành Dương Thành mà thôi. Mạch Ngô cười lớn. Chúng ta, những đại tộc hỗn độn, cũng chính là nhờ sự ra đời của chủ tôn hỗn độn mới đứng vững được. Người đàn ông tóc xanh nói, La Hà, Trúc Hạc và những chân thần vĩnh cửu mạnh mẽ này, từng người liều mạng, rất nhiều chân thần vĩnh cửu cao cấp phải trải qua những thử thách sinh tử như vậy. Cuối cùng cũng sẽ xuất hiện một chủ tôn hỗn độn mới. Còn chúng ta thì mãi mãi không có hy vọng. Chúng ta không có hy vọng, nhưng họ thì không có mạng sống. Mạch Ngô cười lớn, tôi đã thấy rất nhiều chân thần vĩnh cửu mạnh mẽ rơi xuống như vậy. La Phong và Trừ Du ngồi xuống, những người hầu mà hai người mang theo ngồi ở một góc. Khi thưởng thức âm nhạc ảo thuật của A La La Phong tự nhiên thi triển liệt nguyên thuật. Kết hợp với thất tình luyện tâm pháp, hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc. Mặc dù hàng ngày, hắn thường duy trì đại hủy diệt luyện tâm pháp để rèn luyện ý chí. Nhưng thỉnh thoảng tu luyện thất tình luyện tâm pháp cũng mang lại một cảm giác đặc biệt. Thằng nhóc La Hà này đúng là rất thích âm nhạc ảo thuật của A La -a, không trách mà hồi trước đã xảy ra mâu thuẫn với huyết xã hội vì cô nhạc công nhỏ này. Chữ Du nhìn sang, dù hắn là vĩnh hằng chân thần, không bị ảnh hưởng nhiều bởi âm nhạc ảo thuật. Nhưng khi La Phong nhắm mắt chìm đắm trong đó, hắn cũng không tiện lên tiếng. Khi phần trình diễn kết thúc, tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. La Phong mở mắt, hắn đã tu luyện đến giờ, trong lòng tự nhiên có nhiều điều tiếc nuối. Nhưng trong ảo cảnh có thể bù đắp lại. Sự kích thích về cảm xúc thật mạnh mẽ, thượng tôn quá khen. A La trong lòng rất cảm kích La Phong, phần trình diễn tự nhiên đã hết sức hết mình. Sự trân trọng của La Phong đã khiến giá trị của cô tại Mộng Hoa Lầu gia tăng lớn, mức giá biểu diễn đã gấp 10 lần so với trước. Và cũng không ai dám quấy rầy ngay cả ngàn diệp đằng thảo tộc đứng sau cô cũng có cuộc sống tốt hơn nhiều trong thành hoài dương rõ ràng không có thế lực nào muốn trở thành cái thứ hai như huyết xã hội cô tiến bộ khá lớn tiếp tục cố gắng nhé la phong mỉm cười với sự trợ giúp của thất tình luyện tâm pháp độ mạnh của âm nhạc ảo thuật của a la giã thực sự rất phù hợp vâng a la giã cáo lui cô nhạc công nhỏ cung kính lùi lại trừ du nhìn cảnh này cười nói quả nhiên la hà huynh rất nhân tử ngay cả một nhạc công nhỏ như vậy cũng được quan tâm như thế. Ha ha ha. La Phong cười, vừa rồi chìm đắm trong âm nhạc ảo thuật đã làm chậm trễ Chữ Du Huynh. Tôi cũng đang thưởng thức âm nhạc ảo thuật này. Chữ Du nói. La Hà Huynh, anh hiểu rõ về thành Hoài Dương đến mức nào? Chỉ có một số nhận thức nông cạn. La Phong nói. Thượng Thiên Nghiêm trước đây đã gửi cho hắn toàn bộ thông tin về các thế lực ở thành Hoài Dương, bao gồm cả nhiều vĩnh hằng chân thần giới thiệu những thứ đó đều là thông tin cơ bản. Nếu là thông tin chi tiết, thông tin chi tiết về một vĩnh hằng chân thần sẽ rất đắt đỏ. Dù sao La Hà Huynh chỉ mới ở thành Hoài Dương chưa đầy một niên kỷ, thời gian vẫn còn ngắn. Chữ Du nói, khi thời gian dài hơn, tự nhiên sẽ hiểu biết nhiều bí mật hơn. Tôi đến thành Hoài Dương không lâu, chỉ từng có xung đột với huyết xã hội, còn chưa từng giao thủ với những cường giả khác. La Phong nói, Đúng là anh chỉ có xung đột với huyết xã hội, nhưng đã dẫn đến sự diệt vong hoàn toàn của họ. Chữ Du cười. Giờ đây năm gia tộc lớn và thế lực thực quốc đều đang nhắm vào anh. Ồ, La Phong lắng nghe. Phủ thành chủ và thế lực thực quốc đang chiến đấu rất kịch liệt, nhưng cả hai bên đều sẽ lợi dụng những cường giả khác để đánh nhau. Chữ Du nói, họ sẽ đưa ra chút lợi ích, dụ dỗ những cường giả bên ngoài giúp đỡ. Đây là việc họ thường làm. La là Hà Huynh, với thực lực của anh, chắc chắn họ sẽ tìm cách kết nối. Lời khuyên của tôi là, những nhiệm vụ nhẹ nhàng có thể giúp đỡ để nhận lợi ích, nhưng những rắc rối lớn thì đừng có dây vào. Trừ Du nói, bảo vệ bản thân mới là điều quan trọng hơn. Có lý, La Phong gật đầu. Cả thành Hoài Dương, thực ra ngoài phủ thành chủ năm gia tộc lớn và thế lực thực quốc, còn có chúng tôi là thế lực thứ ba. Trừ Du cười nhẹ nói, xét về số lượng vĩnh hằng chân thần, Xét về những cường giả đỉnh cao nhất, các gia tộc bản địa và thế lực bản địa mới là mạnh nhất. La Phong gật đầu nhẹ, nhìn có vẻ lòng lèo, nhưng tổng thể quả thật rất lớn. Trong đó cũng có rồng, ẩn hồ. La Hà Huynh, ngươi không phải là thành viên của năm đại gia tộc. Dù có phụ thuộc vào họ, cũng chỉ là vì họ mà bán mạng. Thực quốc lực lượng càng không để ý đến sinh mạng của tay sai. Trúc Du nhìn La Phong, ngươi vốn thuộc về phía chúng ta. Có lý là phòng gật đầu. Trúc Du nghe vậy cười lớn, "Chúng ta mới là một bên." Nói thật lòng, cho dù Hoài Dương Thành bị ai cai trị, đối với chúng ta những gia tộc bản địa và lực lượng bản địa cũng chẳng có khác biệt lớn nào. Đối với thần vương hỗn độn chủ nhân mà nói, có thể giảm đi nhiều sự cống hiến, họ rất để tâm, nhưng đối với chúng ta đều giống nhau, vẫn phải nộp nhiều phí tổn. Vì vậy, cho dù thành chủ phủ và thực quốc lực lượng có điên cuồng tranh đấu như thế nào, chúng ta cũng phải quý trọng sinh mạng của chính mình. Trúc Du lắc đầu, họ chưa bao giờ quan tâm đến sinh tử của chúng ta. La Phong gật đầu, Trúc Du huynh nói rất đúng, chỉ cần chúng ta đủ đoàn kết, chúng ta mới là sức mạnh mạnh nhất. Thành chủ phủ và thực quốc lực lượng chỉ có thể dụ dỗ chúng ta, chứ không dám ép buộc chúng ta. Trúc Du rõ ràng rất tự tin. Đột nhiên, bên ngoài có một luồng giao động mạnh mẽ. Chuyện gì vậy? La Phong và Trúc Du nhìn ra khỏi cánh cửa đại điện, thấy từ xa trên không trung xuất hiện một con Tam kiếm liệt thiên thú, trên bề mặt con thú có một hình bóng bay ra, chính là thống lĩnh Hoài Dương vệ Cao Ngô Thủy. Mai Ngô Khê và Tương Thành Hữu có chút nghi hoặc đi đến cửa đại điện, nhìn thấy Tam kiếm liệt thiên thú hạ xuống bên ngoài đại điện, đều cảm thấy người đến không thiện. Mộng Hoa lầu vốn là nơi hưởng lạc, thống lĩnh cao ngô lại dẫn theo tam kiếm liệt thiên thú đến đây mai ngô khê nhìn cao ngô thủy thống lĩnh cao ngô đến đây có việc gì thống lĩnh cao ngô vào đây uống một chén những người khác trong hoài dương vệ cũng có thể nghỉ ngơi bên cạnh tôi mời tương thành hữu với mái tóc xanh cười nói cao ngô thủy lạnh lùng nói mai ngô khê hoài dương vệ đã nhận được chứng cứ về việc ngươi bắt giữ nhiều nhiều dân chúng hoài dương thành đồng thời cưỡng bức và sát hại họ Bây giờ cần ngươi đi cùng ta đến Hoài Dương vệ tổng bộ." Người đàn ông có mái tóc xanh kinh ngạc, Mai Ngô Khê nhưng sắc mặt đã trầm xuống, khí tức khuấy động, đêm tối dường như trở nên u ám hơn, hắn khàn giọng nói: "Cao Ngô Thủy, ta là Mai Ngô gia tộc của Mai Ngô Khê, ngươi chắc chắn là muốn bắt ta. Có phải có hiểu lầm không?" Tương Thành Hữu cũng lên tiếng: "Hoài Dương vệ có trách nhiệm, ta tự nhiên phải bắt ngươi." Cao Ngô Thủy nhìn Mai Ngô Khê Mai Ngô Khê đi cùng ta nào. Ngươi phụ thuộc vào năm đại gia tộc, lại quay ra cắn người con của năm đại gia tộc. Mai Ngô Khê cười nhạt. Cao Ngô Thủy, chuyện này ta sẽ lập tức báo lên thành chủ phủ. Ta muốn xem thành chủ phủ xử lý chuyện này như thế nào. Thành chủ phủ xử lý ta như thế nào là chuyện tương lai. Bây giờ, ngươi phải đi cùng ta. Cao Ngô Thủy lạnh lùng nói. Ta sẽ đếm đến ba. Nếu ngươi kháng cự, ta chỉ có thể ra tay cưỡng chế. Ba, hai. Cao Ngô Thủy không hề dao động âm um, âm um. một con thú kỳ dị màu tím sẫm uốn lượn xuyên qua không gian xuất hiện trên không trung mộng hoa lầu khiến nhiều khách của mộng hoa lầu kinh hãi kêu lên la phong và trúc du cũng nhìn thấy tất cả cao ngọc thủy thật sự là không tầm thường đã bắt đầu truy bắt vĩnh hằng chân thần của năm đại gia tộc rồi sinh vật kỳ lạ màu tím sâu thẳm từ từ hạ xuống trên đỉnh đầu xuất hiện một bóng người mặc giáp dù là con cháu hoàng tộc hay con cháu các đại tộc hỗn độn cũng phải tuân theo quy định của y quốc cao ngọc thủy lạnh lùng nói mai ngọc tịch tội ác trồng chất đã gây họa lâu dài tại thành hộ dương hại dân chúng không thể tính đếm bên ngoài thành hộ dương càng là hoành hành vô độ chỉ riêng việc phương kiều thành bị bầy dị thú tấn công đã có hàng tỷ dân chúng bị hắn bắt đi số dân bị hắn tàn sát lên đến hàng tỷ tội ác như vậy sao có thể tha thứ người đang vu khống ta ta là con cháu của năm đại gia tộc sao có thể hành động hoàng đường như vậy mai ngọc tịch tức giận quát bóng người mặc giáp cười nhẹ việc vu khống và bôi nhọ con cháu năm đại gia tộc là chuyện thường xảy ra cao ngọc thùy rốt cuộc mới đảm nhận chức vụ hộ dương vệ thống lĩnh vẫn còn thiếu kinh nghiệm có phải là vu khống hay không hắn hãy theo ta đến hộ dương vệ tổng bộ xác minh rõ ràng rồi sẽ có quyết định cao ngọc thùy nói bóng người mặc giáp đi đến bên cạnh mai ngọc tịch sinh vật kỳ lạ uốn lượn đứng phía sau cao ngọc thủy ngươi chỉ cần nộp chứng cứ tội ác lên thành chủ phủ nơi đó tự nhiên sẽ sẽ xác minh tính xác thực của chứng cứ hình phạt như thế nào cũng sẽ do thành chủ phủ quyết định ngươi không cần can thiệp vào cao ngọc thủy đoán rằng sẽ gặp phải nhiều trở ngại nhưng không ngờ rằng ngay cả bước đầu tiên muốn đưa mai ngọc tịch đi cũng không thể thực hiện cao ngọc thủy về chuyện của Mai Ngọc Tịch, ngươi không cần can thiệp thêm, nhanh chóng trở về hộ Dương vệ tổng bộ và nộp tất cả chứng cứ mà ngươi đã phát hiện. Một mệnh lệnh từ thành chủ phủ truyền đến. Cao Ngọc Thủy cảm thấy lạnh gáy, trong lòng thở dài. Cho dù đưa hắn trở về hộ Dương vệ tổng bộ, e rằng cũng không thể làm hại hắn chút nào. Cao Ngọc Thủy thầm nghĩ. Trước khi chưa có quyết định của thành chủ phủ, hắn không dám tự ý giết một vị vĩnh hằng chân thần của năm đại gia tộc nếu dám làm như vậy thầy hắn ma ly xào cũng không thể bảo vệ được hắn tuổi trẻ của hắn thật sự khiến hắn căm phẫn cái ác nhưng hắn cũng không vì một mai ngọc tịch mà mang thân đi trôn vùi tôi sẽ nộp chứng cứ tin rằng thành chủ phủ sẽ có phán quyết công bằng cao ngọc thùy nhìn mai ngọc tịch quay đầu bay vào tam kiếm liệt thiên thú phù tam kiếm liệt thiên thú lập tức xuyên qua hư không mà rời đi ha ha mai ngọc tịch cuối cùng cũng thả lòng cười to lên, Cao Ngọc Thủy thật là một tên ngốc, còn muốn bắt ta. Từ xa quan sát tất cả, La Phong có chút ngạc nhiên. Chu Du huynh, vừa rồi vị Cao Ngọc Thủy nói có thật không? Phương Kiều Thành bị bầy dị thú công phá, trong đó có hàng tỷ dân chúng bị Mai Ngọc Tịch bắt đi, La Phong hỏi, hắn đã tàn sát hàng tỷ dân chúng. Con số này thật sự khiến La Phong kinh ngạc. Dù sao, quy định của y quốc rõ ràng vẫn rất nghiêm khắc. Thật sự là có, ngươi ở lại thành hộ Dương lâu một chút sẽ biết mai ngọc tịch là một tên điên nổi tiếng chu du nói bảo bối của hắn tội ác thành giam giữ không biết bao nhiêu dân chúng vô tội bị hắn tra tấn chết trong một thời gian dài thật sự không thể đếm xuể năm đại gia tộc cứ thế dung túng hắn la phong nhíu mày năm đại gia tộc có thể kiềm chế nhiều thế lực tối tăm nếu dám vượt qua giới hạn năm đại gia tộc có thể xuống tay nặng nhưng họ thì không thể tự xuống tay với chính mình chu du lắc đầu mai ngọc tịch điên cuồng chứng cứ nhiều không đếm xuể nếu ngươi không tin có thể đến viện hỏa phong mua thông tin la phong nhìn về phía xa thấy mai ngọc tịch đang trò chuyện vui vẻ với một vị thống lĩnh hộ dương vệ khác tôi muốn mua tất cả chứng cứ tội ác của mai ngọc tịch la phong thông qua lệnh truyền tin liên lạc với viện hỏa phong chứng cứ tội ác của mai ngọc tịch cần một viên vũ trụ xa viện hòa phong phản hồi mua sau khi La Phong mua xong, bên viện Hỏa Phong đã gửi đến chứng cứ tội ác chi tiết. Chứng cứ này khiến La Phong sắc mặt lạnh lẽo, Mai Ngọc Tịch còn điên cuồng hơn hắn tưởng tượng. Hắn là một tên điên rồ hoàn toàn lệch lạc, hành hạ những dân chúng vô tội, muốn thông qua đau đớn tàn sát, tạo ra những linh hồn bị bóp méo đủ mạnh. Dùng đau đớn để tạo ra linh hồn bị bóp méo mạnh mẽ, Viện Hòa Phong ghi lại, hắn có 16 tác phẩm xuất sắc, 16 vị chân thần bị tra tấn đến linh hồn ý chí, nhưng lại sánh ngang với vĩnh hằng chân thần. La Phong nói khẽ, hắn còn từng khoang tác phẩm của mình trước mặt ta. Chu Du thở dài, viện hỏa phong cũng có thưởng của hắn. La Phong tìm thấy phần thưởng của Mai Ngọc Tịch. Thưởng, chỉ có 20.000 vũ trụ xa, có lẽ là vì thực sự không ưa hắn mới tiêu tốn vũ trụ xa để treo thưởng. Nhận nhiệm vụ. La Phong suy nghĩ một chút, đã nhận nhiệm vụ ám sát Mai Ngọc Tịch. Đừng bận tâm về những chuyện này, trong nguồn lục địa có nhiều điều tối tăm, nhiều chuyện chúng ta không thể làm được. Chu Du nói, gia tộc của chúng ta có thể bình an tồn tại, đã rất không dễ dàng. La Phong đứng dậy. Chu Du Huynh có gia tộc lo lắng, còn ta thì không có gì ràng buộc. Chuyện này đến tay tôi, nếu tôi làm ngơ, lòng tôi không thanh tịnh. Những thứ bẩn thiểu này đều phải bị xóa bỏ. La Phong bước một bước, vù, đã ra khỏi đại sảnh, trực tiếp hướng về phía Mai Ngọc Tịch. Trúc Du đột nhiên ngẩn người, hành động của La Phong quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn, sắc mặt hắn thay đổi lớn. Lần này thì rắc rối rồi. Trong khi lẩm bẩm, Trúc Du lập tức lao ra ngoài. Trúc Du thần quân đừng hoảng, chủ nhân nhà ta không phải là kẻ liều lĩnh. Mặc La Sa cầm bình rượu cũng đứng dậy theo, vẻ mặt hắn bình tĩnh, hoàn toàn không lo lắng. Chủ nhân định làm gì? Mặc Ngọc Thanh Y cảm thấy căng thẳng. Tuy theo chủ nhân không lâu, nhưng những trải nghiệm trong thời gian này thực sự quá kích thích. Hắn vội vàng theo mặt La ra ngoài. Trong mộng hoa lâu, các khách nhân ban đầu đều đang xem náo nhiệt. Khi Cao Ngọc Thủy điều khiển tam kiếm liệt thiên thú rời đi, những khách nhân này cũng bắt đầu quay về từng phòng. Cảm thấy màn náo nhiệt này đã kết thúc. Mai Ngọc Kỳ cảm thấy rất thoải mái, cười nói. Cao Ngọc Thủy ngu ngốc như vậy, không xứng làm lãnh đạo hộ dương vệ. Lãnh đạo hộ Dương vệ do năm đại gia tộc bổ nhiệm, tự nhiên phải bảo vệ năm đại gia tộc, hắn lại quay đầu cắn ngược lại ta. Khi ta trở về, ta sẽ thúc đẩy chuyện này, tìm cách khiến phủ thành chủ tước bỏ chức vị lãnh đạo của hắn. Người ngu ngốc như vậy, đúng là không thích hợp làm lãnh đạo hộ Dương vệ. Hình bóng mặc giáp gật đầu. Thiên Vũ huynh, lần này cảm ơn ngươi nhiều. Mai Ngọc Kỳ nói, Thiên Vũ là một vĩnh cửu chân thần phụ thuộc vào gia tộc Mai Ngọc. Nhiều việc đều do Thiên Vũ giúp hắn xử lý. Ngay lúc này, La Phong từ xa bước đến, chỉ cần vài bước đã tiến lại gần. Ừ. Mai Ngọc Kỳ, Thiên Vũ và nam nhân tóc xanh, Tường Thành Hữu đều chú ý đến người đàn ông tóc đen, cái đuôi nhọn, hiện tại tên La Hà nổi tiếng quá lớn ở Hộ Dương Thành. La Hà thần quân, Tường Thành Hữu cười gọi. La Phong bước tới, ánh mắt quét qua Mai Ngọc Kỳ. Ta vừa nghe nói, Mai Ngọc Kỳ... Ngươi đã tàn sát, giết chết số lượng dân chúng nước quốc lên đến hàng tỷ, chỉ riêng phương Kiều Thành, ngươi đã bắt cóc hàng trăm triệu dân chúng. Tội ác lớn như vậy, theo pháp luật nguyên quốc, ngươi phải bị xử tử đấy." Mai Ngọc Kỳ vừa nghe, lập tức nhận ra người đến không có thiện ý. "La Hà thần quân, lời nói không thể bừa bãi." Mai Ngọc Kỳ lạnh lùng nói, "Thiên Vũ đã nói rất rõ, tất cả đều là bịa đặt vu khống." "Bịa đặt vu khống?" La Phong cười nhẹ, Trước mặt ta thì không cần nói những lời ngu ngốc như vậy. Những vĩnh cửu chân thần ở hộ Dương Thành. Biết rõ chuyện của ngươi không ít đâu. Ngươi còn tự mình dẫn theo bao nhiêu vĩnh cửu chân thần đi tham quan thành phố tội ác của ngươi. Mai Ngọc Kỳ ngần ra. Hắn đúng là đã dẫn nhiều vĩnh cửu chân thần tham quan thành phố tội ác. Hắn còn tự hào về điều đó. Hắn tự cho là cho dù toàn hộ Dương Thành đều biết thì cũng không ai có thể làm gì hắn. Hơn nữa, Tại Viêm Phong hội quán, có thể dễ dàng mua được rất nhiều bằng chứng tội lỗi của ngươi. Sao? Ngươi cho rằng Viêm Phong hội quán sẽ bị đặt bằng chứng tội lỗi vu khống ngươi? Là phòng chế nhạo. Nếu ngươi có thể để Viêm Phong hội quán bất chấp uy tín, chuyên môn vu khống ngươi, ta thực sự sẽ khâm phục ngươi." Mai Ngọc Kỳ sắc mặt âm trầm. Viêm Phong hội quán kinh doanh khắp một nửa đại lục nguyên khởi, rất coi trọng uy tín, cho dù là bằng chứng tội lỗi của thần vương, họ cũng không thèm bị đặt nói chi đến một số tội lỗi của hắn. La Hà, việc của ta không liên quan gì đến ngươi. Mai Ngọc Kỳ không còn tranh biện, nói, dù ta có làm cũng không đến lượt ngươi xen vào. Ta muốn xen vào thì xen, không muốn xen thì không xen. La Phong thản nhiên nói, hôm nay đúng lúc nghe thấy những việc này của ngươi, ta cảm thấy ta nên tuân theo pháp luật nguyên quốc, tiễn ngươi một chuyến. Gầm, bên cạnh đó, Thiên Vũ thống lĩnh đã sớm cảnh giác lập tức đưa cơ giới bí bảo từ Ngọc Hầu chắn trước mặt thiên vũ thống lĩnh. Và Mai Ngọc Kỳ, thân hình uốn lượn của từ Ngọc Hầu với lớp vảy màu tím đậm lấp lánh ánh sáng. La Hà, ngươi định làm gì? Ngươi muốn ở trong hỗ dương thành, không qua xét xử của thành chủ phủ, trực giết chết vĩnh hằng chân thần của năm gia tộc sao? Thiên vũ thống lĩnh tức giận quát. Mai Ngọc Kỳ kinh hoàng. Hắn trước đây chỉ coi đây là sự khiêu khích, không ngờ lại công khai nói sẽ tiễn hắn một chuyến thật sự không quan tâm đến thể diện của thành chủ phủ sao? Ngày trước, Cửu Giang Hầu và Bắc Dư Đại Thánh đã một trận chiến. Bắc Dư Đại Thánh bỏ chạy khắp nơi, thậm chí từng nuốt chửng toàn bộ sinh linh của thành phố lớn, duệ rong thành, chỉ để hấp thu năng lượng khôi phục thực lực. Mai Ngọc Kỳ tức giận quát. Bắc Dư Đại Thánh tùy ý nuốt xuống sinh linh còn nhiều hơn gấp bội so với tội ác của ta trong tội ác thành. Tại sao ngươi không đi quản chuyện của Bắc Dư Đại Thánh lúc này toàn bộ mộng hoa lầu nhận thấy số khách đang chú ý ngày càng nhiều chủ mộng hoa lầu chu du mó lạc xa đều đang quan sát từ không xa chu du thần quân la hà thần quân này định làm gì chủ mộng hoa lầu có chút hoảng hốt không biết chu du lắc đầu ta cũng không quản được la hà thần quân theo ta thấy có thiên vũ thống lĩnh ở đây chuyện này hẳn sẽ không náo loạn quá lớn chủ mộng hoa lầu gật đầu thiên vũ thống lĩnh điều khiển cơ giới bí bảo thực lực cũng rất khủng khiếp. Bác sư đại thánh đến giờ vẫn còn tự do, nhưng ngươi lại tới quản chuyện nhỏ này. Mai Ngọc Kỳ tức giận. Bác sư đại thánh là tồn tại của hỗn độn chủ thể cấp, ta một vĩnh hằng chân thần không dám quản. La Hà thản nhiên nói, nhưng mà ngươi Mai Ngọc Kỳ ta vẫn thê quản chút. Ta là vĩnh hằng chân thần, giết mấy kẻ yếu đuối có gì không được. Mai Ngọc Kỳ vội vàng nói, cả thế giới Quy luật mạnh được yếu thua không phải lúc nào cũng có thể thấy sao? Không ai không có lúc yếu đuối." La Hà lắc đầu, "Ngươi, Mai Ngọc Kỳ, lúc mới sinh ra cũng rất yếu ớt, nếu mọi người đều mạnh được yếu thua, ngươi căn bản sẽ không lớn lên được." Mai Ngọc Kỳ ngây ra một lúc. "Ngay cả những quái thú có trí tuệ thấp cũng biết bảo vệ trẻ nhỏ, nhưng ngươi lại miệng mồm kêu gọi quy luật mạnh được yếu thua, tùy ý tàn sát kẻ yếu, ngươi thậm chí còn không bằng quái thú." La Hà lắc đầu, năm gia tộc biết ta ra tay, chắc chắn cũng sẽ cảm ơn ta. Nói xong, không tốt. Thiên vũ thống lĩnh luôn cẩn trọng phòng bị, sắc mặt biến đổi, hắn lập tức phản ứng cơ giới bí bảo khổng lồ từ ngọc hầu thân hình phình ra, áp đảo qua, chắn trước la hà. Bum! Bàn tay la hà vỗ xuống thân hình khổng lồ của từ ngọc hầu. Tử Ngọc Hầu là cơ giới bí bảo do thiên vũ thống lĩnh thiên vũ trùng chỉ huy một nghìn vĩnh hằng chân thần điều khiển. Về thực lực cá nhân, thiên vũ trùng tự nhiên không bằng chủ tịch huyết xà Mộc Dương. Nhưng nhờ vào hàng nghìn vĩnh hằng chân thần hỗ trợ, lại còn có cơ giới bí bảo. Sức mạnh bùng nổ của tử Ngọc Hầu không thua kém gì sức mạnh mà chủ tịch huyết xà điều khiển sinh mạng huyết hà. Ram! Sự va chạm giữa bàn tay và thân hình đầy vảy của tử Ngọc Hầu tạo ra chấn động khiến toàn bộ mộng hoa lầu đều nhẹ nhàng rung chuyển. May mắn mộng hoa lầu cũng có trận pháp bao phủ, duy trì sự ổn định và an toàn ở mọi nơi đã động thủ rồi chu du chủ mộng hoa lầu đều hoảng hốt đệ đệ của ta la hà ngươi muốn giết cũng có thể âm thầm sao lại công khai ra tay như vậy chu du sốt ruột thế lực bên thứ ba của họ đôi khi cũng sẽ ra tay nhưng đều là lén lút không để lại bất kỳ chứng cứ nào thiên vũ thống lĩnh đang ở bên cạnh la hà thần quân lại dám ra tay với vĩnh hằng chân thần của năm gia tộc chủ mộng hoa lầu cảm thấy tim đập mạnh thậm chí có chút sợ hãi Điều này vượt quá tưởng tượng của nàng. La Hà, ngươi thực sự điên rồi. Thiên vũ thống lĩnh ôm chặt Mai Ngọc Kỳ, ngay lập tức hòa vào bên trong tử Ngọc Hầu. Mai Ngọc Huynh, ngươi trốn trong cơ giới bí bảo, hắn không thể thương tổn ngươi. Thiên vũ thống lĩnh dặn dò. Điên rồi điên rồi, trong hỗ dương thành, hắn lại công khai ra tay với ta. Mai Ngọc Kỳ vừa hoảng vừa tức, hắn không thể tin trong hỗ dương thành thật sự có vĩnh hằng chân thần dám công khai ra tay với hắn bàn tay la hà bị cơ giới bí bảo hỗ dương vệ tử ngọc hầu ngăn cản dư ba khiến trận pháp của mộng hoa lầu giảm lực mạnh mẽ nhiều người quan sát ở xa đều lùi về phía sau ừ. la hà nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn từ ngọc hầu khổng lồ trước mặt thiên vũ trùng ngươi dám ngăn ta la hà cái thân hình khổng lồ của tử ngọc hồng bề mặt hiện lên khuôn mặt của thiên vũ tướng hắn tức giận quát ta là tướng quân của hoài dương vệ vừa rồi ta đứng bên cạnh ngươi lại dám phớt lờ quy định, công khai tấn công vĩnh hằng chân quân của năm đại gia tộc. Ngươi có muốn đối đầu với toàn bộ đô chủ phủ không? Bên cạnh người đàn ông tóc xanh, Tương Thành Nhị, thấy vậy liền lên tiếng. La Hà, chân quân, thiên vũ tướng, mong hai vị bình tĩnh, có chuyện gì cứ nói cho rõ. La Hà Trân Quân, Thiên Vũ Tướng, xin hãy bình tĩnh. Chủ nhân Mộng Hoa Lâu cũng vội vàng lên tiếng, nếu chuyện này tiếp tục ầm ĩ thì khi La Hà Trân Quân và Từ Ngọc Hồng giao chiến, tiếng động sẽ lớn đến mức có thể khiến cả Mộng Hoa Lâu trở thành cho bụi. La Hà, ngươi phớt lờ quy định, tùy ý ra tay, đô chủ phủ nhất định sẽ có hình phạt. Từ Ngọc Hồng với khuôn mặt của Thiên Vũ Tướng, lạnh lùng cười nói, ngươi hãy chờ mà xem hình phạt của đô chủ phủ. Phạt ta. La Phong cười lớn, tay phải duỗi ra, cánh tay đột nhiên phồng lên, thần lực bùng cháy, khí tức cuồn cuộn trào dâng khiến cho Tương Thành Nhị, Chù Du, chủ nhân mộng hoa lâu cùng với nhiều khách khứa đứng xa cũng cảm thấy áp lực và sợ hãi. Khinh suất, thiên vũ tướng có hơn một nghìn vĩnh hằng chân quân hỗ trợ, điều khiển toàn bộ tử ngọc hồng để đương đầu với cú đánh đáng sợ này. Phập, cánh tay La Phong nở ra tới hơn một ngàn trượng, bàn tay hắn trở nên khổng lồ như một lưỡi dao tay chứa đựng ý cảnh của sinh diệt đao. Đầu ngón tay chạm vào vảy tím của tử ngọc hồng như chạm vào bùn, lập tức xuyên qua, phập, liền xuyên thấu vào bên trong. Trước đó, một bàn tay của La Phong bị chặn lại, hắn đã nhận ra thực lực của Từ Ngọc Hồng, ước lượng tương đương với huyết xà hội trưởng. Thân thể hoàn mỹ của La Phong, sau hai lần luyện thể, thi triển đoạn diệt, một truyền thừa cấp thần vương, chỉ cần tay không cũng đủ để xé nát Từ Ngọc Hồng. Dầm dầm, khi bàn tay thọc vào cơ thể Từ Ngọc Hồng, khi rút ra, La Phong đã bắt được thiên vũ tướng khi tướng quân Thiên Vũ bị bắt, cả bảo bối cơ khí từ Ngọc Hồng mất đi người điều khiển, tự nhiên sẽ tan rã, rầm rầm rơi xuống, hơn một ngàn vĩnh hằng chân quân cùng với Mai Ngô Kỳ đều rơi ra ngoài.